anh Vương, anh mà cứ như vậy tôi sẽ rất khó làm người. Lãnh Nhan lạnh lùng quay đầu lại, liếc nhìn Kim Thành Phong. Một ánh mắt trực tiếp khiến anh ta đứng yên tại chỗ. Vương Nhất dường như đoán được suy nghĩ của Kim Thành Phong, quay đầu lại cười với anh ta, yên tâm đi, tôi sẽ không làm liên lụy đến anh, chúng ta không có quan hệ gì, không phải sao? Nói xong, đưa cho anh ta một viên thuốc giải màu trắng. Kim Thành Vũ cảm ơn, nhận lấy, sau đó cười khổ một tiếng, lời này nói không sai. Nhưng tối nay, sẽ là lần đầu tiên Vương Nhất và chị mình gặp nhau, tia lửa sẽ cọ sát như thế nào, trong lòng anh ta cũng không biết. Vương Nhất dẫn theo Lãnh Nhan đi vào trong phòng khách của nhà họ Kim, là một trong bốn gia tộc lớn của Thiên An, nhà họ Kim cũng rất phô trương, buổi tiệc lộng lẫy, tráng lệ, vô cùng xa hoa. Mọi người đã ngồi chật kín, ở đâu cũng có thể nhìn thấy một vài người đại diện cho những gia tộc và doanh nghiệp có tiếng. Vương Nhất tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, Lãnh Nhan cũng thu lại sát khí trên người, tao nhã, đoan trang ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất. Lúc Lãnh Nhan thu lại sát khí, cô ta chính là viên ngọc chói mắt, xinh đẹp nhất trong bữa tiệc. Anh Vương! Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói êm tai, dịu dàng. Vương Nhất quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phương Huệ mặc bộ lễ phục màu đen, cầm ly rượu vang, mang theo nụ cười đứng phía sau anh. Cô Phương! Vẻ mặt Vương Nhất đột nhiên có chút không được tự nhiên, sao cô cũng ở đây? Chủ tịch của tập đoàn Kim Thị mời hầu hết những doanh nghiệp và gia tộc ở Thiên An. Tôi đại diện cho tập đoàn Lệ Tinh. Lúc Vương Nhất vẫn còn đang chìm đắm trong chuyện quá khứ, Phương Huệ lại không hề nhắc đến chuyện tối hôm đó, khẽ cười, tôi có thể ngồi đây không? Vương Nhất vội vàng trả lời, đương nhiên là được. Cảm ơn. Phương Huệ ngồi xuống, giơ ly rượu về phía Vương Nhất. Vương Nhất cũng giơ ly rượu lên, chạm ly với Phương Huệ. Tách. Đúng lúc này, phía sau lóe lên một tia sáng chói mắt, truyền đến tiếng chụp ảnh. Vương Nhất và Phương Huệ nghi hoặc quay đầu lại, Tôn Kiều cầm điện thoại, từ một góc của bữa tiệc chạy hừng hừng đến, chỉ vào Vương Nhất và Phương Huệ nói, hai người không có gì để nói nữa đúng không? Ngoại tình đã bị tôi bắt được tận tay, phó tổng của một công ty nổi tiếng nào đó, lén lút bao nuôi tiểu bạch kiểm, tôi tin tiêu đều ngày mai sẽ rất thú vị. Tôn Kiều, sao cô lại ở đây? Thấy Tôn Kiều tay cầm điện thoại đắc ý đi tới, Phương Huệ thay đổi sắc mặt, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giận dữ. Tôi mới là đại biểu của tập đoàn Lệ Tinh. Vương Nhất cũng hơi híp mắt, sự lạnh lùng chợt lóe, xem ra lần trước dạy dỗ cô ta vẫn chưa đủ. Tôn Kiều nhìn Phương Huệ như nhìn một con ngốc, cô ta nói, ai nói tôi dùng danh nghĩa tập đoàn Lệ Tinh tới đây, tôi dùng danh nghĩa nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn. Phương Huệ sửng sốt, vẻ mặt hoang mang, nhà họ Tôn nào? Nhà họ Tôn, gia tộc hạng 2 ở Thiên An. Thấy Phương Huệ chưa từng nghe nói về gia tộc của mình, Tôn Kiều tức ngứa răng, sắc mặt cũng xanh mét. Vả mặt à! Cô ta huênh hoang nói ra gia tộc của mình, vốn cho rằng có thể ra đòn phủ đầu với Phương Huệ, không ngờ Phương Huệ lại chưa từng nghe nói tới gia tộc của mình, cô ta có cảm giác như mình mới đánh vào bông vậy. Nhưng Vương Nhất biết Phương Huệ chưa từng nghe nói tới nhà họ Tôn thật. Cô ta sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống mỗi ngày hết sức đơn điệu. Sao có thể biết chuyện về gia tộc hạng 2 ở Thiên An được? Nhưng Tôn Kiều lại không nghĩ thế, cô ta cảm thấy Phương Huệ đang chế nhạo mình, ánh mắt cô ta lập tức trở nên độc ác. Phương Huệ, hèn hạ như cô cũng dám sỉ nhục nhà họ Tôn tôi, ngày mai tôi sẽ bán ảnh chụp, cô đợi thân bại danh liệt đi. Ha 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 ha. Phương Huệ cũng giận, cô ta đứng lên giật điện thoại của Tôn Kiều. Nhưng Tôn Kiều nhanh nhẹn lui về sau một bước, Phương Huệ chỉ chụp được khoảng không. Cộng thêm việc dưới chân đang mang đôi giày cao gót 7 phân, nếu không có Vương Nhất đỡ, cô ta đã ngã nhào rồi. Răng rắc, ánh đèn chợt chớp nháy, Tôn Kiều lại lén chụp một bức ảnh nữa, cô ta chọn góc độ rất xảo quyệt, nhìn thoáng qua rất giống Vương Nhất đang ôm Phương Huệ từ đằng sau, cử chỉ thân mật. Tôn Kiều, tôi không đắc tội cô, tại sao lúc nào cô cũng phải chống đối tôi, hại tôi. Phương Huệ vừa thẹn vừa giận, tức đến mức cả người run lên. Không đắc tội tôi. Vẻ mặt Tôn Kiều lập tức trở nên lạnh lùng, cô ta âm u nói, nếu không phải tại cô sao tôi lại bị Lý Tổng mắng, cả chức vị phó tổng giám đốc cũng vụt mất. Cô chính là một kẻ đê tiện lá mặt lá trái. Nữ thần phòng quan hệ xã hội. Ha ha, chuyện cười, đừng tưởng rằng tôi không biết cô làm thế nào để mấy tên đàn ông đó thần phục cô, chẳng phải là dạng chân sao. Tôn Kiều,
sao cô có thể nói tôi như thế? Trước giờ Phương Huệ đều giữ mình trong sạch, chưa bao giờ phải chịu những lời vu khống độc ác thế này. Mắt cô ta lập tức đỏ hoe. Chỉ vậy mà cũng giận. Tôn Kiều vẫn cười lạnh, dùng tư thế của kẻ chiến thắng nhìn Phương Huệ, đợi tới khi những bức ảnh này truyền ra ngoài, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều sẽ biết bộ mặt thật của cô, nếu tôi không được làm phó tổng giám đốc thì cô cũng đừng hòng. Phương Huệ cắn chặt răng, hốc mắt đỏ bừng, cô ta đã tức tới mức nói không nên lời. Vương Nhất nhìn cô ta bằng ánh mắt trấn an, nhẹ giọng nói, yên tâm, chuyện cô ta vừa nói, cô ta sẽ không làm được cái nào đâu. Nghe thế, Tôn Kiều đang muốn lớn tiếng quát vài câu thì chợt bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất, cô ta lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt Vương Nhất góc cạnh rõ ràng, mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đặc biệt là đôi mắt đen láy như mực, sâu hút như hang tối. Chỉ một cái nhìn đã khiến Tôn Kiều cảm thấy linh hồn mình bị kéo vào vực sâu vô tận, không thể thoát ra. Cho cô 3 giây để xóa ảnh. Giọng anh lạnh như băng, sau đó quỳ xuống, nhận lỗi. Tôn Kiều phục hồi tinh thần, ánh mắt khinh miệt nhìn anh một cái, một tên ăn bám như anh có tư cách gì nói chuyện. Đã hết 3 giây. Trong chớp mắt, ánh mắt Phương Nhất lạnh băng, Lãnh Nhan, ra tay. Rõ. Mắt Lãnh Nhan lóe lên vẻ khát máu. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, bình rượu Mao Đài thượng hạng trên bàn đã bị Lãnh Nhan đập vỡ. Âm thanh rất lớn, trực tiếp khiến tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tiệc chú ý. Gia chủ ở hai bàn khác cũng ngoái đầu nhìn, trong khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất, sắc mặt hai người đều thay đổi. Là thằng vô dụng đó. Chính là Bạch Kỳ của nhà họ Bạch và cả Đồng Kiệt của nhà họ Đồng. Lãnh Nhan tùy tiện nhặt một mảnh vỡ lên, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Lãnh Nhan xuất hiện trước mặt Tôn Kiều như quỷ mị, giật điện thoại của cô ta rồi bóp cạch cạch thành mảnh vụn. Đồng thời, mảnh vỡ trong tay cô ta cũng đã rạch vào mặt Tôn Kiều. Rắc rắc, mặt Tôn Kiều lập tức loang lỗ máu, trước mắt tối sầm. Phương Huệ giật mình vội che miệng mình lại, Tôn Kiều đã bị hủy dung. Bộp, Lãnh Nhan không làm thì thôi, đã làm là phải làm tới cùng, cô ta lại đá một cái lên người Tôn Kiều, trực tiếp đá cô ta văng ra rồi đập vào cái bàn cách đó không xa, khiến cái bàn đó chia năm xẻ bảy. Cao lương mỹ vị bày trên bàn cũng đổ đầy đất, chén đũa muôi gáo cũng vỡ tan tành. Yên lặng. Không gian im lặng chết chóc. Tất cả mọi người hình như đều đã choáng váng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lãnh Nhan. Khóe miệng Bạch Kỳ và Đồng Kiệt cũng run bần bật, Bạch Kỳ đã từng chứng kiến sự mạnh mẽ của Lãnh Nhan, mà đây là lần đầu tiên Đồng Kiệt thấy Lãnh Nhan ra tay nên sâu trong nội tâm lại thấy hơi sợ hãi. Tôn Kiều. Sau vài giây tĩnh lặng chết chóc, hiện trường truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Cái bàn vừa mới vỡ tan nát thế mà lại là vị trí nhà họ Tôn đang ngồi. Một người phụ nữ quý phái ghé vào người Tôn Kiều đã hôn mê bất tỉnh, khóc đứt gan đứt ruột. Mà những người khác trong nhà họ Tôn mặt mày cũng xanh mét, tức giận xông tới trước mặt Vương Nhất, cậu làm gì thế? Tại sao lại ra tay với con gái tôi? Phương Huệ hơi lo lắng nhìn Vương Nhất một cái, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Nhưng Vương Nhất vẫn ung dung ngồi trên ghế, anh ngước lên, nhìn gia chủ nhà họ Tôn một cái, con gái ông chụp lén chúng tôi, còn ác ý vu khống. Phỉ báng chúng tôi dạy dỗ cô ta một chút mà thôi. Vậy là anh liền bảo vệ sĩ của anh hủy mặt con bé. Vẻ mặt Tôn Chính Vũ vô cùng lạnh lùng. Đã cho cô ta một cơ hội quỳ xuống xin lỗi, là cô ta không biết quý trọng. Hết sức bá đạo. Tôn Chính Vũ tức run người, chỉ hận không thể xé Vương Nhất thành tám mảnh. Nhưng nghĩ tới đây là địa bàn của nhà họ Kim, hơn nữ yêu nữ lòng dạ độc ác kia của nhà họ Kim cũng sắp tới đây. Tôn Chính Vũ chỉ có thể gằn từng chữ, cậu dám hành hung ở địa bàn của nhà họ Kim sẽ thay tôi xử lý cậu. Nói xong liền dẫn người nhà họ Tôn vội vàng rời khỏi bữa tiệc, đưa Tôn Kiều tới bệnh viện. Nhà họ Kim, sao? Vương Nhất không chút sợ hãi, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười hờ hững. Anh rất chờ mong cuộc hội ngộ với Kim Thúy Như. Người đại diện cho các gia tộc đang có mặt ở đây bỗng dưng lạnh sống lưng. Đều âm thầm đoán lai lịch của người trẻ tuổi này. Dám hành động ngang ngược như thế ở địa bàn nhà họ Kim, lẽ nào là người của nhà họ Nhan, nhà họ Lương hay nhà họ Thẩm sao? Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều loại bỏ suy nghĩ này. Bốn gia tộc lớn đều kiêng kỵ lẫn nhau, dù là người của một trong ba gia tộc lớn đó cũng không dám kiêu ngạo bá đạo trên địa bàn của nhà họ Kim. Người này,
tốt nhất là thật sự có tư cách không để nhà họ Kim vào mắt, không thì sẽ chết rất thảm đây. Đây là tiếng lòng của mọi người, ngoại trừ nhà họ Bạch và nhà họ Đồng. Ánh mắt Bạch Kỳ và Đồng Kiệt đều lóe lên, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Phương Huệ phục hồi tinh thần, vẻ mặt lo lắng nói với Vương Nhất, anh Vương, anh nhanh rời khỏi đây đi, nếu không người nhà họ Kim xuất hiện sẽ không đi được nữa đâu. Vẻ mặt Vương Nhất vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí anh còn tự rót cho mình một chén trà long tỉnh thượng hạng, tinh tế thưởng thức. Đi, các người muốn đi đâu? Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng truyền tới. Chỉ thấy một thanh niên mặt mày sáng sủa dẫn một đám người nhà họ Kim đi ra. Ánh mắt đúng là đang nhìn về phía Vương Nhất. Lời này mang theo sát ý đậm đặc, làm bầu không khí tại buổi tiệc giảm xuống rất nhiều. Tất cả mọi người ở đó thầm nghĩ trong lòng, sự trả thù của nhà họ Kim đến rồi. Lúc trước vệ sĩ của Vương Nhất lạnh lùng hủy dung Tôn Kiều, cũng bước lui nhà họ Tôn, thật sự khiến người ta ấn tượng khó phai, nhưng, nhà họ Tôn cũng chỉ là gia tộc hạng hai ở Thiên An, không tính cái gì. Nhà họ Kim mới là kẻ mạnh. Nếu thanh niên này dưới sự đuổi giết của nhà họ Kim mà có thể sống sót, đó mới là bản lĩnh thật sự. Chuyện góp từ trang tumtiuyenang.vn. Đặc biệt là, nhà họ Tôn là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Kim, hàng năm nhà họ Tôn đều sẽ đem 3 phần lợi nhuận của năm đó dâng lên cho nhà họ Kim, mà để đáp trả, nhà họ Kim sẽ phù hộ gia tộc phụ thuộc như nhà họ Tôn vậy. Thanh niên cầm đầu khoảng tầm 30 tuổi, dáng vẻ khá giống với Kim Thành Vũ, nhưng có vẻ trầm tĩnh hơn. Mà sự xuất hiện của anh ta cũng làm cho rất nhiều người ở đây nhỏ tiếng xì xào. Sao lại là Kim Thanh Minh, dòng chính nhà họ Kim, không phải nên để Kim Thành Vũ làm người phát ngôn sao? Hình như mấy ngày hôm trước công ty Ấn Long cô Kim Thúy như cho anh ta bị anh ta đánh mất rồi, nên bị cho ra đảo rồi cũng nên. Mấy ngày nay đều là Kim Thanh Minh làm người phát ngôn của nhà họ Kim. Trừ Kim Thúy như ra, ông cụ Kim Tuân xem trọng anh ta nhất. Mắt hai người Bạch Vũ và Đồng Kiệt lấp lánh nhìn Kim Thanh Minh. Vương Nhất người này, rất tà môn, để Kim Thanh Minh đi dò la thử trước, nếu giống với tin đồn, là kẻ vô dụng, bọn họ không ngại ra mặt báo thù. Bọn họ còn nhớ rõ lần trước tới tận nhà họ Lý xin lỗi, chuyện đó thật sự là sỉ nhục đối với bọn họ. Thấy Kim Thanh Minh mang theo một đám người đi đến, Phương Huệ sợ tới tái mặt. Cô ta chưa từng thấy cảnh tượng này ở đâu cả. Kim Thành Phong xen lẫn trong đám người, cũng thở dài, anh ta liền biết, cho Vương Nhất vào, không phải một lựa chọn sáng suốt. Chị họ còn chưa đến đâu, trước tiên gây chuyện, nếu thật sự xảy chuyện gì, anh ta sẽ thay Vương Nhất cầu tình. Nhưng mà, Vương Nhất vẫn bình thản ung dung ngồi thưởng trà như cũ, coi đám Kim Thanh Minh kia như không khí. Vương Nhất! Phương Huệ gấp đến mặt tái nhợt, nắm chặt ống tay áo Vương Nhất. Vương Nhất vì giúp cô ta ra mặt mới biến thành như vậy, cô ta không thể liên lụy người khác. Nhưng, Kim Thanh Minh chạy tới trước mặt Vương Nhất, vẻ mặt lạnh nhạt, cho tôi một lý do, nếu không, hôm nay cậu không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Vương Nhất ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện lên nụ cười, còn nhận ra tôi không? Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt Vương Nhất, Kim Thanh Minh lập tức thay đổi, tên vô dụng, là mày. Kim Tuân lão già chó chết kia đâu? Vương Nhất cười càng tươi hơn, sau cùng cười sáng lạn cực kỳ, phiền cậu đi nói với ông ta một tiếng, nói, tên vô dụng năm đó tới tìm báo thù rồi. Oanh! Lời này vừa nói ra, giống như xảy ra động đất vậy, trừ Kim Thành Phong, tất cả người nhà họ Kim đều giống như thấy quỷ, rầm rầm lui về sau vài bước, ánh mắt khó tin nhìn Vương Nhất. Kim Thành Phong than nhẹ một tiếng, ngày này rốt cục đến đây. Người của mấy gia tộc khác ở đó cũng nhìn nhau. Trong đầu dần hiện lên một đoạn chuyện cũ. 5 năm trước, từng có một người đàn ông, tới ở rễ nhà họ Kim, lại biến mất ly kỳ lúc màn đêm buông xuống trong ngày kết hôn của Kim Thúy Như. Nghe đồn người kia đào hôn trốn đi, mà người này cụ thể đã đi đâu, không có ai biết. Chẳng lẽ chính là anh? Nghĩ vậy, người của tất cả gia tộc đều kinh ngạc nhìn Vương Nhất, nghĩ đến những việc làm lúc trước của anh, cũng cảm thấy rất bất ngờ. Bọn họ không ngờ. Chỉ là kẻ vô dụng của một gia tộc nhỏ, lấy đâu ra dũng khí gây chuyện ở địa bàn của nhà họ Kim. Phương Huệ không biết đoạn chuyện cũ này, nhưng cô ta đã nhận ra, Vương Nhất và nhà họ Kim, hình như có mối quan hệ sâu xa gì đó. Trong nháy mắt, Vương Nhất thành tiêu điểm ở đó, nhưng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh vẫn thong dong, bình thản như cũ.
Kêu Kim Tuân ra, cậu còn không xứng nói chuyện với tôi. Bá! Những lời này, cũng khiến Kim Thanh Minh phục hồi lại tinh thần, trên gương mặt đẹp trai hiện lên sự dữ tợn, tên vô dụng của gia tộc không ra gì, năm đó giống như con chó quỷ trước mặt bọn ta chẳng làm được gì, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ánh mắt Lãnh Nhan lạnh lẽo, đang muốn đứng dậy, lại bị Vương Nhất ngăn lại. Anh liếc nhìn Kim Thanh Minh một cái, lắc đầu, nói, nếu cậu không muốn mặt đầy máu giống như Tôn Kiều, tốt nhất vẫn là gọi ông nội của cậu ra. Chỉ bằng mày. Kim Thanh Minh giận dữ cười khinh ngược lại, giờ anh ta có thể xác định, tên vô dụng này chính là đến gây chuyện. Lúc này, Bạch Hiển và Đồng Thiên Tường cũng đi đến, thấy Kim Thanh Minh dắt theo người bao vây Vương Nhất, bọn họ liền cảm thấy cơ hội tới rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Kim Thanh Minh. Cậu cả Kim, chính là tên vô dụng này, xâm nhập buổi tiệc nhà họ Kim, còn đánh tôi trọng thương. Bạch Hiển chỉ vào Vương Nhất, lớn tiếng nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Lại đổ thêm dầu vào lửa, không chỉ Kim Thanh Minh, Bạch Vũ cũng ngồi không yên, thấy bộ dáng mặt mày bầm tím của con trai mình, giận đỏ mắt. Cậu Tống, tên vô dụng này khinh người quá đáng, nếu không đánh gãy tay chân ném ra bên ngoài, khó tiêu mối hận trong lòng. Kim Thanh Minh gật đầu đồng ý, không tệ, 5 năm trước để mày ở rể nhà họ Kim, đã là ban ân to lớn, tên này vậy mà không biết tốt xấu, dám đảo hôn, bắt lấy nó, đánh gãy tay chân, chờ một lát em họ đến đây. Tặng cho em ấy như quà cũng được. Đồng Thiên Tường nhân cơ hội lấy lòng, cậu Kim không cần lo, tôi đã thông báo cho anh em trong hiệp hội võ đạo, một lát là đến ngay. Kim Thanh Minh cười ha ha, đối phó với tên vô dụng như này, không cần cao thủ hiệp hội võ đạo, vệ sĩ của nhà họ Kim tôi là đủ rồi. Nói xong, liền hét lớn một tiếng, người đâu bắt tên này lại đánh gãy tay chân. Rầm rầm, ngay lập tức một trận tiếng bước chân đùng đùng từ ngoài cửa truyền đến. Một lượng lớn cao thủ nhà họ Kim vọt vào. Thấy trận thế này, Phương Huệ sợ tới mức mặt tái nhợt, ngay cả nói cũng không dám nói. Gia chủ của gia tộc khác cũng là than nhẹ một tiếng, giống như đã hình dung ra hình ảnh Vương Nhất tay chân bị gãy giống như một con chó chết bị ném ra đường. Nhìn một màn này, nụ cười trên môi Vương Nhất cũng dần biến mất, đã cho cậu cơ hội, đáng tiếc, cậu từ bỏ nó rồi. Lời này Kim Thanh Minh nghe vào tai. Không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, đang muốn lên tiếng, Vương Nhất đã ra tay nhanh như chớp. Tốc độ, vậy mà còn nhanh hơn Lãnh Nhan gấp nhiều lần. Nếu nói lúc trước Lãnh Nhan ra tay, mắt thường còn có thể nhìn thấy, như vậy tốc độ Vương Nhất ra tay, đã nhanh đến mức mắt thường không thể thấy được. Anh nắm mạnh lấy cổ Kim Thanh Minh, nhanh chóng đẩy vào trong nồi nước sôi. Ngay lập tức tất cả bộ phận trên mặt của Kim Thanh Minh, đều rơi vào nồi nước sôi. A, à, những phụ nữ có mặt ở đó hét lớn kinh hãi, mặt Kim Thanh Minh bị phỏng máu thịt bê bết, không ngừng có dầu nhỏ xuống. Răng rắc, Vương Nhất lại tùy tay lấy ra một cái bật lửa, châm lửa trên mặt Kim Thanh Minh. Oanh, lập tức ánh lửa tận trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng thét chói tai vì hoảng sợ của mấy người phụ nữ. Cả gương mặt Kim Thanh Minh bốc cháy hừng hực, cảnh tượng này đã làm chấn động tâm trí tất cả mọi người ở đây, các gia chủ của những gia tộc lớn như bị tắt tiếng tập thể, không nói nên lời dù chủ một câu. Bọn họ không thể hiểu nổi, rốt cuộc Vương Nhất lấy đâu ra can đảm mà dám ra tay với dòng chính nhà họ Kim. Cậu cả, mọi người trong nhà họ Kim tức khắc loạn cào cào hết lên, thậm chí ngay cả đám vệ sĩ nhà họ Kim cũng không còn tâm tư bắt Vương Nhất mà chuyển sang cứu Kim Thanh Minh trước. Chỉ có một mình Kim Thành Phong chấn động nhìn chằm chằm Vương Nhất. Nếu nói gây chuyện ở địa bàn nhà họ Kim là đang vả vào mặt bọn họ, vậy thì dám ra tay với dòng chính của nhà họ Kim ngay trên địa bàn của người ta tức là khai chiến. Nhưng sắc mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn không ra chút sợ hãi nào, chứng tỏ anh thật sự không để nhà họ Kim vào mắt. Thanh Minh! Bỗng, từ xa truyền tới một giọng nói già cỗi đầy bi thương. Mọi người quay đầu nhìn lại. Là một ông lão tóc trắng mặc bộ đường trang màu đen đang tất tả chạy tới, đó chính là cựu gia chủ nhà họ Kim, Kim Tuân. Trên mặt Vương Nhất lộ ra ý cười châm biếm, anh cười lớn, nói, cháu già Kim Tuân, còn nhớ tôi không? Kim Tuân nhất thời trợn tròn đôi mắt, chưa từng có người dám đứng ngay trước mặt gọi ông ta là cháu già. Nhưng khoảnh khắc ông ta nhìn thấy Vương Nhất, lúc đầu còn ngờ vực, sau đó sự sợ hãi dần lan rộng trong mắt, chân vô thức lùi về sau vài bước. Tay chỉ vào mặt Vương Nhất,
nói, cậu. Cậu là Vương Nhất. Những gì năm đó nhà họ Kim các ông đã làm với tôi chưa từng quên dù chỉ một chuyện. Nơi khóe miệng Vương Nhất cũng hiện lên vẻ lạnh lùng, vốn định tối nay đi tìm các ông, nhưng nếu các ông thích tự tìm đường chết, vậy đừng trách tôi. Trên mặt Kim Tuân hiện rõ sự tức giận, ông ta không biết Vương Nhất đang nói cái gì, lúc này, tiếng la hét đầy thống khổ của Kim Thanh Minh truyền tới. Ông nội, cứu cháu. Nhất thời, Kim Tuân không đếm xỉa tới Vương Nhất nữa, tơ máu răng đầy trong mắt, mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau mang nước tới đây. Chỉ lát sau, một gã vệ sĩ xách theo một xô nước lạnh tới, rồi tạt thẳng vào mặt Kim Thanh Minh. Xèo xèo. Nước dập tắt lửa. Nhưng trên mặt Kim Thanh Minh cũng không ngừng bốc lên làn khói trắng đục khi nước lửa gặp nhau. Mặt mũi đã bị đốt cháy đen thui, toàn bộ da thịt cũng bị hoại tử hết. Ông nội, ông đang ở đâu? Ngũ quan của Kim Thanh Minh đã hoại tử hoàn toàn, hai tay giơ ra trước quơ quào, muốn tìm ông nội. Thanh Minh, ông nội ở đây. Kim Tuân nắm lấy tay Kim Thanh Minh lập tức ôm chặt lấy ông ta, cất giọng khàn khàn hét lên, ông nội. Cháu muốn giết chết cậu ta, muốn cậu ta sống không bằng chết. Thấy cháu trai của mình biến thành bộ dạng đáng sợ như quỷ, trong lòng Kim Tuân trào dâng sát ý ngút trời, ông ta chưa từng căm hận người nào giống như bây giờ. Vương Nhất. Kim Tuân quay mạnh đầu lại, trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất, trầm giọng nói, mày không kiếm chỗ trốn kỹ, bảo toàn cái mạng đê tiện của mày thì thôi, còn dám xông tới nhà họ Kim, làm cháu trai của tao bị thương. Không chỉ Kim Tuân lộ ra biểu cảm tức giận, những người khác của nhà họ Kim cũng cảm thấy giận dữ khôn cùng. Trong mắt bọn họ, dù 5 năm sau, Vương Nhất có quay lại Thiên An, thì anh cũng chỉ là đồ vô dụng, sao có thể chống lại con quái vật khổng lồ như nhà họ Kim. Chỉ duy nhất một người đàn ông nhìn về phía Vương Nhất bằng ánh mắt sâu xa, đó chính là cha của Kim Thành Vũ, Kim Đạo Lăng. Vương Nhất liếc mắt ra hiệu cho Phương Huệ nhanh chóng rời khỏi, Phương Huệ định từ chối. Nhưng khi cảm nhận được khí thế của Vương Nhất, cô ta vẫn cắn môi rời khỏi đó. Sau khi Phương Huệ rời đi, Vương Nhất chẳng còn vướng bận, khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười gằn, có phải mấy người lầm lẫn gì rồi không? Vương Nhất dừng lại vài giây, nói tiếp, 5 năm trước, đúng là tôi chỉ có thể để mặc cho mấy người ức hiếp, nhưng 5 năm sau, kẻ bị bắt nạt chính là các người. Kim Tuân giận quá bật cười, một thằng phế vật của nhà họ Vương như mày, chỉ là làm lính 5 năm thôi. Gan đâu ra mà mạnh miệng quá vậy? Nghe vậy, Vương Nhất cũng chỉ mỉm cười đáp lại, ông hỏi gan đâu à? Được, tôi cho ông thấy. Dứt lời, bóng dáng Vương Nhất lập tức biến mất, rồi quỷ dị thay, lại xuất hiện ngay trước mặt Kim Tuân, tóm lấy cổ ông ta, xốc cả người ông ta lên. Ông nội! Trông thấy cảnh tượng này, tim của tất cả người nhà họ Kim đều dâng lên tới họng, sợ trong cơn nóng giận, Vương Nhất sẽ bẻ gãy cổ ông nội. Kim Tuân cũng sợ tới mức mặt mày tái nhợt, cơ thể già khóm run rẩy không ngừng. Đây mới chỉ là một trong những gan của tôi thôi đó. Sát ý trong mắt Vương Nhất đan xen nhau, anh híp mắt hỏi Kim Tuân, phục chưa? Phục, chịu phục. Kim Tuân chịu thua, dùng hết sức lực trong người để thốt những chữ này ra khỏi họng. Vương Nhất tóm lấy cổ họng Kim Tuân, tiện tay ném một phát, mấy người nhà họ Kim bị dọa chết khiếp vội vàng lao tới đỡ. Nếu không với thân thể 80 tuổi của ông cụ Kim, một cú ném này có thể làm ông ta chết thẳng cẳng cũng nên. Vương Nhất một lần nữa ngồi về vị trí cũ, nhưng bầu không khí nơi đây đã dần không còn giống trước nữa. Chúa tể của nơi này chính là Vương Nhất, ánh mắt của anh lần lượt quét qua mỗi một gương mặt của toàn bộ gia chủ hiện diện ở đây, đặc biệt khi lướt qua Bạch Vũ và Đồng Kiệt, tầm mắt thoáng dừng lại. Trong một khoảnh khắc, Bạch Vũ và Đồng Kiệt vô thức cúi đầu, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Cả người run lên bần bật. Dưới sự nâng đỡ của người nhà họ Kim, Kim Tuân dùng một tay nắm chặt lấy ngực, há lớn miệng để thở, cố gắng giữ cho nhịp tim ổn định. Qua hồi lâu, ông ta mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất cũng thay đổi, Vương Nhất, rốt cuộc mày định làm gì? Thúy Như sắp tới rồi đó. Đến lúc này rồi, ông ta chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Kim Thúy Như. Bọn họ tin chắc vỏ quýt dày có móng tay nhọn, 5 năm trước. Kim Thúy Như có thể khiến Vương Nhất nằm dạp dưới đất như con chó, 5 năm sau, cô ta vẫn sẽ làm được. Kim Thúy Như sao? Vương Nhất nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ, tôi cũng đang chờ cô ta đấy, chỉ là trước khi cô ta tới, tiện tay giải quyết vài chuyện mà thôi. Chuyện gì? Hai mắt Kim Tuân dán chặt lên người Vương Nhất,
không hiểu sao, trong lòng ông ta luôn cảm thấy bất an. Trước khi nói cho ông biết, tôi muốn hỏi ông một câu. Vương Nhất híp mắt, nói, Kim Thành Vũ là cháu trai của ông, đúng không? Đương nhiên rồi. Kim Tuân không chút do dự, há miệng thừa nhận ngay, nhưng trong lòng càng thêm do dự, lung lay. Đã gần một ngày chưa có tin gì về Thành Vũ, điện thoại không gọi được, ngay cả quản gia, cũng không biết anh ta đi đâu. Vậy thì tốt. Vương Nhất hỏi tiếp, anh ta sai người bắt cóc vợ tôi, nhưng lại bắt nhầm người, chuyện này ông có biết không? Anh vừa dứt lời, mặt mày tất cả người nhà họ Kim lập tức biến sắc, Kim Tuân cũng cau mày, hỏi, vợ mày là ai? Ông không cần biết. Ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng, ông chỉ cần trả lời biết hay không biết là được. Giọng điệu ra lệnh của Vương Nhất khiến Kim Tuân rất không thoải mái, nhưng ông ta vẫn hừ lạnh một tiếng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Vợ của một phế vật như mày hẳn cũng chẳng phải loại tốt lành gì, Thành Vũ nhìn chúng vợ mày là cô ta may mắn, mày đã không mang ơn thì chớ, còn dám đến tận nhà họ Kim gây sự. Phực! Những lời này của ông ta thành công thổi bùng lên lại ngọn lửa giận mà khó khăn lắm Vương Nhất mới đè xuống được, hơn nữa xu thế còn lớn hơn trước. Được lắm, quả nhiên rắn chuột một ổ, cháu trai là hạng người gì sẽ có ông nội là hạng người đó. Anh lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa. Lãnh Nhan, tặng nhà họ Kim một món quà lớn đi. Vâng. Lãnh Nhan cũng cười mỉa một tiếng, trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, cô ta rời khỏi nhà họ Kim. Một phút sau, cô ta đã trở lại. Chỉ là trong tay Lãnh Nhan còn kéo thêm một người như tha con chó chết. Hơn nữa, người đó còn bê bết máu, nhưng nơi bị kéo lê qua để lại một vệt máu dài. Lãnh Nhan quăng người đó tới trước mặt Kim Tuân như đang quăng một đống rác. Mở to mắt chó của các người, nhìn kỹ xem gã là ai. Vương Nhất cất cao giọng. Khi nhìn thấy gương mặt của người kia, Kim Tuân lập tức trợn trừng hai mắt, gào lên thảm thiết. Thành Vũ! Thành Vũ! Anh Thành Vũ! Không chỉ Kim Tuân, toàn bộ con cháu đời thứ hai và thứ ba của nhà họ Kim đều biến sắc, bi thương gào lên. Trong số đó, một người đàn ông trung niên với sắc mặt kinh hoàng vội vàng đẩy mọi người sang bên, bước tới bên cạnh Kim Thành Vũ, ra sức lay người anh ta, đó chính là ba của anh ta, Kim Đạo Lăng. Trong thoáng chốc, bầu không khí bi thương phủ kín cả nhà họ Kim. Những gia chủ của các gia tộc khác cũng ớn lạnh cả người, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Nhất cũng nghiêm túc hơn hẳn. Đặc biệt là Bạch Vũ và Đồng Kiệt, tim hai người họ đập nhanh hơn bao giờ hết, lúc trước, họ chỉ cảm thấy Vương Nhất quỷ dị, nhưng chưa từng chứng kiến dáng vẻ tàn nhẫn bạo ngược này của anh. Bạch Hiền lại sợ tới tái xanh mặt mày, ngay cả Kim Thành Vũ cũng trở nên thê thảm như vậy, vừa nghĩ tới việc bản thân còn muốn trả thù Vương Nhất, cả người anh ta lập tức run rẩy liên hồi. Dáng vẻ của Kim Thành Vũ sao có thể dùng một chữ thảm để hình dung hết được. Không chỉ ngũ quan bị phá hủy, toàn thân từ trên xuống dưới còn phủ kín vết đao. Người có chuyên môn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra tay nghề của người hạ đao vô cùng cao siêu, vô số nhát đao hạ xuống người Kim Thành Vũ, nhưng không nhát nào chạm tới cơ bắp của anh ta, chỉ chém nứt toàn bộ kinh mạch trong người mà thôi. Trong số những người mà Vương Nhất quen biết, cũng chỉ có quân y đứng đầu ẩn vu như Khương Nhã Mi, mới có đao pháp cao siêu như vậy. Thành Vũ, Kim Tuân và Kim Đạo Lăng, hai người một trái một phải cúi đầu quan sát Kim Thành Vũ đã bị chặt đứt toàn bộ kinh mạch. Sát ý phủ kín cả gương mặt. Đặc biệt là Kim Đạo Lăng, ông ta dương đôi mắt lạnh lùng âm u nhìn Vương Nhất, gần từng tiếng một, là mày. Biến con tao thành như vậy sao? Tuy Kim Thành Vũ không chết, nhưng chịu thương tích nặng như vậy, cả quãng đời còn lại e là chỉ có thể trôi qua trên giường bệnh, với một người trẻ mà nói, điều này thật sự còn khó chịu hơn cả giết chết anh ta. Vương Nhất thản nhiên gật đầu, chính xác. Mặc dù không phải anh biến Kim Thành Vũ ra thế này, nhưng anh tình nguyện gánh xô nước bẩn này thay Khương Nhã Mi. Mày tìm chết. Kim Đạo Lăng hét lớn, tiếng hét chất chứa sát ý vô tận, rồi chuẩn bị lao tới Vương Nhất như không muốn sống nữa. Đúng lúc này, Kim Tuân kịp thời ngăn ông ta lại, lúc này, một gia chủ nhà họ Kim như ông ta trái lại rất bình tĩnh khuyên, Đạo Lăng, không nên vọng động, cậu ta đang chọc giận con đó, mọi chuyện trở thúy như tới rồi tính tiếp. Sau khi bị người nhà họ Kim ngăn cản, lý trí của Kim Đạo Lăng lúc này cũng dần trở lại, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sát ý. Vương Nhất, tao, Kim Đạo Lăng thề, đời này phải giết chết mày. Trên thế giới này, có rất nhiều người muốn giết tôi, ông thì tính cái thá gì?
Vương Nhất chẳng thèm để ý, ngược lại còn hơi khinh thường. Vương Nhất, mày đừng vội đắc ý. Lúc này, Kim Tuân hét lớn một tiếng, mặc kệ mày biến thành cái dạng gì cũng chẳng sửa được sự thật mày là một tên vô dụng đâu, đợi Thúy Như tới, mày sẽ tàn đời. Vương Nhất nhìn Kim Tuân bằng ánh mắt thương hại, lắc đầu, Kim Thúy Như là thần của mấy người sao? Cô ta có thể cứu được các người sao? Hay đúng hơn là cô ta sẽ cứu các người sao? Vừa nghe thấy những lời này, mấy người trẻ tuổi trong nhà họ Kim lập tức nở nụ cười khinh miệt với Vương Nhất. Bây giờ chị Thúy Như là gia chủ nhà họ Kim, chủ tịch của tập đoàn Kim Thị, chị ấy giết mày chỉ như bóp chết một con kiến. Những gì mày đã làm với nhà họ Kim, chị Thúy Như sẽ trả lại nguyên vẹn cho mày. Mấy người trẻ nhanh mồm nhanh miệng phản bác, chỉ có Kim Tuân và Kim Đạo Lăng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thằng nhóc này, phát hiện chuyện gì rồi sao? Như nhìn thấy sự chột dạ của họ, Vương Nhất thầm cười mỉa một tiếng trong lòng, cùng nhờ có một Kim Thúy Như mà nhà họ Kim mới có thể chen chân vào giới thượng lưu của Thiên An, không có Kim Thúy Như, bọn họ chẳng là gì cả. Vương Nhất không rõ quan hệ giữa nhà họ Kim và Kim Thúy Như ra sao, nhưng người hiểu bạn nhất chính là kẻ thù của bạn, từ hành động của Kim Thúy Như, Vương Nhất có thể đoán được đại khái tâm tư của cô ta. Lấy đại hội thương nghiệp đêm nay làm ví dụ, thân là chủ tịch tập đoàn Kim Thị, tại sao Kim Thúy Như lại chọn sân vườn của nhà họ Kim làm nơi tổ chức mà không phải phòng họp của tập đoàn Kim Thị chứ? Chỉ có duy nhất một khả năng, đó là địa vị gia chủ nhà họ Kim của cô ta còn chưa vững chắc, người không phục cô ta vẫn còn rất nhiều. Nên chuyện tổ chức hội nghị ở nhà họ Kim chính là để ra oai với đám người Kim Tuân và Kim Đạo Lăng rằng tôi mới là gia chủ nhà họ Kim. Cộp cộp. Đúng lúc này, ngoài cửa nhà họ Kim bỗng truyền tới một chuỗi tiếng bước chân. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn bước vào sảnh tiệc nhà họ Kim. Sư thúc. Nhìn thấy người đó, Đồng Thiên Tường lập tức để lộ vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, vui vẻ vẫy tay với ông ta. Ông ta lập tức đi về phía Đồng Thiên Tường, Thiên Tường, người ở đâu? Đồng Thiên Tường lập tức chỉ tay vào Vương Nhất, nói, chính là anh ta, mọi người đến đúng lúc lắm, mau đánh gãy chân anh ta đi. Sau đó anh ta dừng lại, quay sang ân cần nói với Kim Tuân, ông nội Kim, ông không cần lo đâu ạ, cháu đã mời sư thúc của Hiệp hội Võ Đạo tới, ông ấy là cao thủ thành danh đã lâu, muốn bắt một tên phế vật chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt. Hai mắt Kim Tuân tỏa sáng lấp lánh, nói với Đồng Thiên Tường, chỉ cần cháu giúp ông giết chết tên phế vật kia, về sau nhà họ Kim và nhà họ Đồng sẽ đời đời thân thiết. Cảm ơn ông nội Kim. Đồng Thiên Tường lập tức nói lời cảm tạ, nếu nhà họ Đồng có thể leo lên nhà họ Kim, nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Ở một bàn nào đó trong sảnh tiệc, biểu cảm trên mặt Đồng Kiệt cũng không lạc quan như bọn họ, nếu giải quyết được thì rất tốt, chỉ sợ không giải quyết nổi Vương Nhất. Những gia chủ các gia tộc khác muốn xem phản ứng của Vương Nhất thế nào, nhưng sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn nở nụ cười trào phúng. Đừng nói là mấy người tưởng rằng mời được người của Hiệp hội Võ Đạo tới thì đã nắm chắc phần thắng rồi đó chứ. Tất cả mọi người thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất thì lại cảm thấy không chắc chắn, người thường khi nghe thấy tên tuổi của Hiệp hội Võ Đạo, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi sao. Nhưng Vương Nhất và Lãnh Nhan vẫn ung dung như cũ, còn nhàn nhã uống trà nữa. Sư thúc cẩn thận, thằng nhóc này có hơi quỷ dị, mặt của Mã Cung là bị anh ta cắt nát. Lúc này, Đồng Thiên Tường đứng bên cạnh nhắc nhở. Gì cơ, là cậu ta sao? Người này tên Dương Bất Bại, sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của Đồng Thiên Tường, sát ý lập tức vờn quanh người ông ta. Mặt của Mã Cung là do mày làm. Đúng vậy. Vương Nhất không phủ nhận, vừa cười ha hả vừa nhấp một ngụm trà, lúc trở về ông nên đuổi anh ta đi đi, họ không xứng làm võ giả. Làm càn. Ánh mắt Dương Bất Bại trở nên lạnh lùng, cũng không kiềm nổi sát ý nữa, nháy mắt cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Lãnh Nhan ngang nhiên đứng dậy, trong tay nhiều thêm một con dao găm nhỏ bé, sắc bén. Vương Nhất phủi tay, mỉm cười nói, để tôi. Cả người Lãnh Nhan rung lên, đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên nhìn về phía thiếu chủ, cô ta không ngờ thiếu chủ sẽ đích thân ra tay. Cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo cũng tới rồi. Rốt cuộc cậu ta đã đắc tội bao nhiêu người vậy? Dù thế nào, nếu sư phụ Dương của Hiệp hội Võ Đạo đã ra tay, chắc chắn cậu ta sẽ không có lấy nửa phần thắng. Không ít người trong gia tộc xì xào bàn tán với nhau, người của Hiệp hội Võ Đạo đã ra mặt, vở hài kịch này hẳn cũng đến lúc kết thúc rồi.
hai mắt Kim Tuân phủ đầy sự âm độc, đi lính vài năm thì thế nào, đứng trước cao thủ chân chính, mày chẳng là cái thá gì cả. Không biết tự lượng sức mình. Vương Nhất cười lạnh một tiếng, tốc độ của Dương Bất Bại đúng là không tệ, nhưng trong mắt anh lại chỉ chậm chạp như rùa mà thôi. Sau khi xuất hiện trước mặt Vương Nhất, năm ngón tay của người đó khum lại, mạnh vươn ra. Vương Nhất ung dung đứng dậy, thậm chí còn không cần di chuyển lấy một bước, tức khắc nhấc chân tung cước. Ầm, một cước và một chưởng va chạm mãnh liệt, ngay khi hai bên chạm vào nhau, Dương Bất Bại lập tức bay thẳng ra ngoài. Ầm, ông ta đập người vào vách tường, một bức tường trong sảnh tiệc lập tức chia năm xẻ bảy. Đồng thời, mặt mày Dương Bất Bại cũng trở nên trắng bệch, miệng điên cuồng phun máu. Chỉ một cước thôi mà sư phụ Dương của Hiệp hội Võ Đạo đã lập tức tan tác rồi. Cả sảnh tiệc chìm trong im lặng, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin nổi những gì vừa thấy. Đồng Thiên Tường và Kim Tuân kinh ngạc tới nỗi há hốc mồm, cảm giác sợ hãi khôn cùng lan rộng toàn thân. 5 năm trôi qua, tên phế vật năm xưa đã trở nên mạnh mẽ tới vậy. Nếu nhà họ Kim các ông tình nguyện chịu thua, cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ suy xét đến chuyện thả cho nhà họ Kim một đường sống. Giọng nói lạnh nhạt truyền tới lần hai, khiến tất cả người nhà họ Kim có mặt ở đây không rét mà run, nhưng bây giờ, biểu hiện của các người khiến tôi rất thất vọng. Sát khí trở nên mãnh liệt, nồng đậm như biển cả, Kim Tuân cảm thấy đại sự không ổn, quát lớn, Vương Nhất, mày muốn làm gì? Lập tức, toàn bộ vệ sĩ trong nhà họ Kim lập tức bao vây quanh Vương Nhất và Lãnh Nhan. Cháu trai của ông dám mơ ước vợ tôi, định bắt cóc cô ấy, nhưng lại bắt nhầm em vợ của tôi. Ngay cả nhìn những gã vệ sĩ kia một cái Vương Nhất cũng chẳng thèm làm, anh nói với Kim Tuân bằng giọng lạnh lùng, vốn dĩ, nếu mấy người thành tâm hối cải, tôi sẽ không lan lửa giận sang chỗ mấy người, tôi đã cho mấy người cơ hội, nhưng chính các người lại không biết quý trọng. Nếu đã như vậy, sau đêm nay, sẽ không còn nhà họ Kim trên đời nữa. Sát ý ngút trời khóa chặt lấy Kim Tuân, khiến mặt mày ông ta biến sắc. Nổ súng cho tôi. Xoẹt. Trên người mỗi một tên vệ sĩ của nhà họ Kim đều đeo một cây súng, lúc này họ đồng loạt rút súng chĩa vào Vương Nhất và Lãnh Nhan. Trong nhất thời, không khí ở hiện trường trở nên vô cùng khẩn trương, phải nói là căng như dây đàn. Cô chủ tới. Bỗng, ngoài cửa lớn của nhà họ Kim truyền tới tiếng hét vang dội. Tầm mắt của mọi người ở đây đều đổ dồn về phía cổng lớn nhà họ Kim. Trong nhà họ Kim tuy có không ít con gái, nhưng có tư cách được gọi là cô chủ thì chỉ có đúng một người thôi. Kim Thúy Như. Thiếu chủ. Mắt Lãnh Nhan xẹt qua tia sáng, cô ta biết quá khứ của thiếu chủ, biết kẻ thù lớn nhất của thiếu chủ là ai, chính là người phụ nữ này. Vương Nhất phất tay, chặn lại Lãnh Nhan đằng đằng sát khí. Trên gương mặt bình tĩnh hiện lên nụ cười trêu tức nhưng cũng đầy phức tạp. Kim Thúy Như, rốt cuộc cô cũng tới. Thúy Như tới. Trong tai Kim Tuân, ba chữ kia tựa như âm thanh của thần tiên, trái tim bị treo lên cao cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Mấy người trẻ tuổi nhà họ Kim quay sang nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên sự kích động, sau đó như được tiếp thêm sức mạnh, họ quay sang trừng mắt nhìn Vương Nhất đầy dữ tợn. Vương Nhất, mày chết chắc rồi. Lãnh Nhan cũng hướng về phía cổng lớn, cô ta không thể hiểu nổi, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, tại sao họ lại phấn khởi như được tiêm máu gà vậy? Điều này càng làm dấy lòng tò mò của Lãnh Nhan, cô muốn nhìn thử xem dáng vẻ của cô gái kỳ lạ này thế nào. Cộp cộp, cộp cộp. Sau đó, tất cả mọi người bỗng nghe thấy âm thanh nhịp nhàng của giày cao gót đạp lên mặt đất. Một mỹ nữ mang vẻ đẹp cổ điển với dáng vóc cao gầy được một đám đàn ông vây quanh bước từ xa tới. Cô ta mặc một chiếc áo khoác kiểu tây trang nhỏ màu đen, trong là lớp áo sơ mi trắng có cổ mỏng manh, cô ta không mặc váy, mà mặc một chiếc quần tay đứng ống rộng dài 7 phân, để lộ phần cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn. Trên cổ đeo một chiếc khăn lụa mềm mại, bóng mượt, đây là phụ kiện duy nhất trên người cô ta. Nhưng lại đưa tới cảm giác điểm mắt cho rồng, một thứ tầm thường lập tức hóa thần kỳ, một món phụ kiện vô cùng đơn giản lại bộc lộ rõ tâm tư tình cảm của phụ nữ. Theo bước chân trầm trầm của cô ta, yến tiệc vốn ồn ào huyên náo trở nên lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Vương Nhất và Lãnh Nhan, ai ai cũng ngước nhìn cô ta bằng ánh mắt kính sợ. Chủ tịch Kim. Kim Thành Phong vội vàng bước lên trước, chào hỏi Kim Thúy Như. Kim Thúy Như khẽ vuốt cằm, mắt vẫn nhìn thẳng, tiếp tục bước về phía trước. Khi đi ngang qua trước mặt Vương Nhất và Lãnh Nhan,
cô gái nhẹ nhàng dừng gót, đứng trước mặt bọn họ. Không quay đầu qua, đuôi mắt chỉ khẽ nhếch, ánh mắt mang theo sự thích thú dừng lại trên người Vương Nhất. Lãnh Nhan nhìn cô ta chằm chằm, trong mắt toàn sự thù địch, cô ta lại làm như không có gì, trái lại còn cười tủm tỉm nhìn lại Lãnh Nhan, hệt như đang nhìn một con chó chỉ biết sủa ầm ĩ. Đúng một giây sau, Kim Thúy như thu mắt lại, tiếp tục đi về trung tâm yến tiệc. Khi thấy phần lớn vệ sĩ nhà họ Kim vây quanh hai người họ, Kim Thúy như hơi cau mày, đêm nay là đại hội thương nghiệp do tôi tổ chức, gọi nhiều vệ sĩ tới như vậy làm gì, lui xuống cho tôi. Lời cô ta nói tựa như sấm sét đánh xuống khiến tất cả người nhà họ Kim phải biến sắc. Thúy Như, cháu còn nhớ cậu ta không, cậu ta chính là tên phế vật đã đào hôn 5 năm trước, cậu ta không chỉ làm loạn trong yến tiệc của nhà họ Kim, phế đi Thành Vũ, mà còn định giết chú. Một người trung niên nói với Kim Thúy Như đang thản nhiên. Thế ư, hai mắt Kim Thúy Như âm thầm quét mắt về phía Vương Nhất, sau đó bình thản nói, đợi đại hội thương nghiệp chấm dứt. Tôi sẽ cho chú một câu trả lời hợp lý. Những lời này khiến mặt mày tất cả người nhà họ Tống biến sắc, Kim Thúy Như, không định báo thù thay nhà họ Kim bọn họ ư. Hiện trường rơi vào cục diện bế tắc, gia chủ các gia tộc khá nhìn thấy cảnh tượng này cũng sửng sốt vô cùng. Hình như Kim Thúy Như và nhà họ Kim không đồng lòng lắm thì phải. Chỉ có Vương Nhất vẫn nhàn nhã uống trà, nụ cười nở rộ trên môi, chẳng hề ngạc nhiên với diễn biến này chút nào. Kim Đạo Lăng mà Kim Tuân bốn mắt nhìn nhau, sau đó hai mắt tối lại, chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Vốn bọn họ hy vọng Kim Thúy Như có thể giải quyết Vương Nhất thay nhà họ Kim, nhưng theo tình hình hiện tại, hình như cô ta không hề có ý định ra tay với Vương Nhất. Vì vậy, Kim Tuân bước lên một bước, gằn giọng nói với Kim Thúy Như, Thúy Như, chuyện lớn cỡ nào cũng không quan trọng bằng chuyện trong nhà, cả Thanh Minh lẫn Thành Vũ đều bị thằng nhãi kia đánh trọng thương. Thân là gia chủ đương thời, cháu phải giải quyết nguy nan cho gia tộc. Khí thế ngút trời, Kim Tuân đã bày ra khí thế của cựu gia chủ. Nhưng Kim Thúy Như lại híp mắt, liếc nhìn Kim Tuân, giọng điệu thoáng hiện vẻ không hài lòng, ông nội, ông là đang dạy dỗ cháu sao? Thúy Như, thêm một gã đàn ông trung niên nữa sụ mặt, dạy bảo Kim Thúy Như, ba cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi, bọn chú tin tưởng cháu nên mới giao nhà họ Kim lại cho cháu. Cháu không thể cô phụ sự tin tưởng của bọn chú. Ở đây có chỗ cho chú lên tiếng sao? Kim Thúy Như cười lạnh một tiếng, cô ta đứng ở vị trí trung tâm, quét mắt nhìn khắp toàn trường như vua của một nước. Tôi mới là gia chủ nhà họ Kim, mọi chuyện lớn nhỏ từ trên xuống dưới trong nhà họ Kim đều do tôi quyết định, khi nào đến lượt mấy người cua tay múa chân với tôi vậy? Cô, con người tất cả mọi người người từ trên xuống dưới trong nhà họ Kim co lại. Nhìn về phía Kim Thúy Như với ánh mắt đong đầy lửa giận, nhưng họ lại không dám phát tiết. Sát khí thoáng xẹt qua đáy mắt Kim Tuân, lại trùng hợp bị Kim Thúy Như nhạy bén nhìn thấy, lập tức đi trước một bước, nói, đại hội thương nghiệp này là do tôi tổ chức, có liên quan gì tới mấy người đâu, cho dù xảy ra chuyện, cũng phải cử hành xong đại hội đã, chẳng lẽ muốn để cho người của các gia tộc lớn khác biết việc xấu trong nhà chúng ta sao? Giọng điệu của cô ta vô cùng cứng rắn, ngang ngược. Vênh váo, tất cả mọi người trong nhà họ Kim không dám phản bác lại câu nào. Gia chủ của những gia tộc khác có mặt ở đây cũng không dám thở mạnh, dòng chính nhà họ Kim cũng không làm gì được Kim Thúy Như, vậy nói gì tới mấy gia tộc nhỏ tuyến hai như bọn họ. Chỉ có Kim Đạo Lăng thức thời, khuyên nhủ Kim Tuân, ba, trước cứ thuận theo ý nó đi. Kim Tuân cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, quát lui vệ dĩ nhà họ Kim, sau đó nhớ tới thân thế của Kim Thúy Như. Trong mắt ông ta lộ vẻ không cam tâm. Nhà họ Kim lớn tới vậy lại rơi vào tay người ngoài. Bốp bốp bốp, bỗng, toàn trường xuất hiện tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng động, Vương Nhất đang nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt nở nụ cười trêu tức, cao giọng nói, ông cụ Kim đúng là đại trưởng phu, co được giãn được. Mày, vừa nghe thấy những lời này của Vương Nhất, hai mắt Kim Tuân lập tức long lên sòng sọc, như sắp rách cả mi mắt. Chỉ hận không thể trẻ Vương Nhất thành tám mảnh. Sao ông ta lại không nghe ra Vương Nhất đang cười nhạo ông ta cho được? Đại trưởng phu có được giãn được gì chứ, chỉ đơn giản là bị Kim Thúy Như lấn lướt lên đầu thôi. Kim Thúy Như nhìn chằm chằm Vương Nhất với ánh mắt sâu xa, sau đó mặt mày bình thản trở lại, tuyên bố, đại hội thương nghiệp, chính thức bắt đầu. Kế tiếp, Kim Thúy Như tự mình chủ trì đại hội, Kim Tuân. Kim Đạo Lăng cũng như những người khác của nhà họ Kim không cam lòng rời khỏi vị trí trung tâm,
đứng sang một bên, tất cả gia chủ các gia tộc cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Lãnh Nhan nhìn chằm chằm bóng dáng bắt mắt kia, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng, sau đó cô ta cúi đầu, lắc nhẹ, nói, thiếu chủ, tôi không nhìn thấu được cô ta. Vương Nhất Nhàn nhã uống trà, trên mặt nở nụ cười mỉm, nếu cô ta dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, có thể bây giờ đã chết mất xác rồi. Lãnh Nhan kinh hãi, số người được thiếu chủ đánh giá cao như vậy không nhiều. Sau khi do dự một lúc, Lãnh Nhan vẫn lấy hết dũng khí, nói, có vẻ thiếu chủ cũng không hận cô ta tới vậy. Có hận, nhưng phần nhiều là kính trọng. Vương Nhất dõi mắt nhìn bóng dáng trên sân khấu của Kim Thúy Như, giọng điệu mang theo chút ảm đạm, chỉ có kẻ thù mới hiểu rõ bạn nhất, đôi lúc cùng một loại người sẽ mang tới cho nhau tổn thương, nhưng phần nhiều lại là ôm nhau sưởi ấm. Đại hội thương nghiệp tiến hành đâu vào đấy, đại diện của các gia tộc lớn đều lên đài, thuyết trình về ưu thế của các công ty trong tay gia tộc. Vương Nhất cũng nghe được đại khái nội dung đại hội, tóm gọn lại thì tập đoàn Kim Thị dự định triển khai một hạng mục mới, nhưng hạng mục này không phải do Kim Thị đưa ra mà là xem xét thử trong tay các gia tộc lớn có hạng mục nào tốt. Thay vì nói là đại hội thương nghiệp, chính xác hơn phải là đại hội đầu tư, trong tay ai có hạng mục gì tốt, Kim Thúy Như sẽ đầu tư cho người đó. Đầu tư là một nghệ thuật, và ở phương diện này, ánh mắt của Kim Thúy Như có thể nói là vô cùng chuẩn xác. Dù là ông cụ Kim cũng chẳng thể nhặt ra một cái gai. Sau một vòng thuyết trình, Kim Thúy Như bỗng cau mày, nói, sao không thấy người của tập đoàn Lệ Tinh tới? Kim Thành Phong vội vàng đáp, chủ tịch Kim, phương tổng của tập đoàn Lệ Tinh đã tới, nhưng sau đó đã đi rồi. Kim Thúy Như híp mắt, giọng điệu như đang hưng sư vấn tội, đang yên đang lành sao lại rời đi. Kim Thành Phong hoảng sợ, vội vàng trả lời, bởi vì anh Thanh Minh không ngừng ép buộc cô ấy. Anh Vương sợ Phương Tổng bị thương nên đã bảo Phương Tổng đi trước. Kim Thành Phong, mau ngậm miệng lại cho tôi. Nhất thời, Kim Thanh Minh chẳng thèm để tâm tới cơn đau rát trên mặt, đứng dậy quát lớn. Chỉ là mới nói được một nửa, anh ta đã cảm nhận được sau lưng như có ánh mắt lạnh lùng âm u nhìn chằm chằm, anh ta lập tức hoảng sợ, không dám nói nữa. Kim Thúy Như không nổi giận với Kim Thanh Minh, chỉ thu tầm mắt về, sau đó nói với các gia chủ của các gia tộc lớn. Phương án của các vị tôi đã nghe kỹ rồi, sau khi trở về Kim Thị sẽ cân nhắc kỹ càng, trong vòng 3 ngày sẽ trả lại cho các vị câu trả lời thuyết phục. Cảm ơn Chủ tịch Kim. Gia chủ các gia tộc lớn lục tục rời khỏi, yến tiệc cũng dần trở nên quạnh quẽ. Cuối cùng chỉ còn lại nhà họ Bạch và nhà họ Đồng không rời đi, Bạch Vũ và Đồng Kiệt đứng chung một chỗ, nhìn nhau bàn bạc chuyện gì đó. Vương Nhất thu tất cả mọi chuyện vào trong mắt, trong lòng không ngừng nở nụ cười lạnh. Xem ra, bọn họ vẫn chưa buông tha cho cơ hội làm thân với nhà họ Kim. Thúy Như, hiện tại đại hội thương nghiệp đã cử hành xong, có phải đã đến lúc giải quyết chuyện nhà rồi không? Kim Đạo Lăng bước tới cạnh Kim Thúy Như, mặt mày bình thản, lạnh nhạt hỏi một câu. Kim Thúy Như gật đầu, đương nhiên. Thấy Kim Thúy Như đồng ý, tất cả người nhà họ Kim nhẹ nhàng thở phào, sau đó lúc quay sang nhìn Vương Nhất, ánh mắt càng thêm dữ tợn. Trong mắt họ, Kim Thúy Như thu thập Vương Nhất chỉ là chuyện sớm muộn. Bạch Hiển và Đồng Thiên Tường cũng nhìn sang Vương Nhất bằng ánh mắt hả hê, hai người đồng thanh hét lớn, Vương Nhất, đến lúc này rồi mà mày vẫn còn chưa chịu nhận tội nữa sao, đừng bảo là chờ tới lúc cô Kim tự mình ra tay, mày mới bằng lòng chịu thua đấy. Vương Nhất vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, bày ra vẻ mặt trêu tức nhìn hai người, nói, mấy người chắc chắn Kim Thúy Như sẽ ra tay với tôi như vậy sao? Làm càn! Tên của cô Kim là thứ mà người như mày có thể gọi sao? Bạch Hiển vẫn tiếp tục biểu lộ lòng trung thành, chỉ tay về phía Vương Nhất, hét lớn, hồi nãy là do mày may mắn, vừa hay đụng phải đại hội thương nghiệp, nên cô Kim mới không có thời gian đối phó với mày, giờ đại hội thương nghiệp đã xong, để tao xem mày trốn đi đâu được. Trốn, ai nói tôi muốn trốn? Vương Nhất bị lời nói ngu xuẩn của Bạch Hiển chọc cười, chậm rãi đứng dậy, dáng người anh cao ngất. Hùng vĩ như ngọn núi, chậm chậm tiến lại gần Kim Thúy Như. Đồng thời, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ kia cũng vang lên. Hôm nay mục đích tôi tới nhà họ Kim là vì muốn nghe một câu xin lỗi. Trước khi các người xin lỗi, tôi sẽ không rời đi, tất cả các người cũng đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước. Mày định làm gì? Đứng lại, không được tiến thêm bước nào nữa. Mọi người trong nhà họ Kim bị khí thế của Vương Nhất dọa sợ mất mật, Bạch Hiển vội vàng tiến lên trước. Đứng chắn trước mặt Kim Thúy Như, hiên ngang lẫm liệt nói, cô Kim, cô cứ yên tâm,
chỉ cần có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để thằng phế vật này làm tổn thương cô dù chỉ một cọng tóc. Nhưng Kim Thúy Như lại chậm chậm đứng dậy, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng lạnh lùng, tránh ra. Cô Kim, Bạch Hiển còn đang nói, từ phía sau bỗng truyền tới một giọng nói lạnh lùng cắt ngang anh ta. Cậu chắc chắn mình muốn cản đường tôi. Bạch Hiển quay đầu nhìn, lập tức sợ tới thất thần. Sau lưng Bạch Hiển, Vương Nhất đang nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt như nhìn một con giun con dễ dưới chân. Tôi nói, tránh ra. Giọng điệu lạnh lùng của Kim Thúy Như vang lên lần thứ hai. Hai luồng khí thế cường đại ẩn chứa sát khí va chạm nhau ầm ầm. Bạch Hiển bị kẹp ở giữa ở tới mức mặt mày trắng bệch, trong cơn sợ hãi tột độ, bịch một tiếng, anh ta trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Sau đó anh ta sử dụng hết cả tay lẫn chân, thế mà lại bò như một con chó để trốn khỏi nơi kẹp giữa Vương Nhất và Kim Thúy Như. Ba, con sợ muốn chết. Anh ta bò đến cạnh chân Bạch Vũ, ôm lấy ống quần Bạch Vũ, cả người run rẩy núp ra phía sau. Đồ vô dụng. Trên mặt Bạch Vũ hiện rõ vẻ tức giận, tung một cước vào người Bạch Hiển, đạp anh ta cút sang một bên. Vậy mà bị dọa cho bò về như một con chó, mặt mũi bị anh ta đánh mất hết rồi. Nói thì nói vậy, nhưng ngay cả Bạch Vũ cũng cảm thấy chấn động trong lòng, rõ ràng là hai người bọn họ giằng co với nhau, thế mà ông ta lại không rét mà run. Kim Tuân, Kim Đạo Lăng và những người khác trong nhà họ Kim cũng liên tục lùi về sau, không dám tới gần. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lãnh Nhan hiện rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó, khi nhìn về phía Kim Thúy Như, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Vừa nãy thiếu chủ đã tỏa khí thế ra ngoài, nhưng người phụ nữ này lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn dám mắt đối mắt với anh. Đúng là đã lâu không gặp. Cuộc giằng co kết thúc, Kim Thúy Như nở nụ cười mỉm chi với anh, như thể gặp lại một người bạn cũ, tôi còn tưởng anh sẽ không quay lại nữa. Khiến cô thất vọng rồi. Vương Nhất cũng thu lại khí thế, nở nụ cười đạm nhiên, con người tôi có một thói quen, nếu ai dám gây chuyện với tôi tuyệt đối sẽ không để người đó sống yên ổn. Tôi biết, Kim Thúy Như nhìn gương mặt đáng sợ của Kim Thanh Minh, lại quay sang Kim Thành Vũ đang hôn mê bất tỉnh, thở dài, nhưng dù thế nào, tôi cũng là gia chủ nhà họ Kim, anh lại ở ngay địa bàn nhà họ Kim đã thương hai người anh của tôi thành ra như vậy, nếu tôi không làm gì đó, vậy thì không xứng đáng với vị trí gia chủ này rồi. Thế cô hỏi thử xem mấy người họ đã làm chuyện tốt gì đi. Vương Nhất bình thản đáp lại, bọn họ định bắt cóc vợ tôi, nhưng lại bắt nhầm em vợ tôi, vậy có đáng chết hay không? Anh tạm ngừng vài giây, sau đó híp mắt đe dọa, tốt nhất là cô không biết gì về chuyện này. Vợ của anh, nghe Vương Nhất nói xong, Kim Thúy như nhớ ra điều gì, mặt mày biến sắc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lạ thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Nhất nhận ra Kim Thúy Như quả thật không biết gì cả, vì vậy đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô ta nghe. Sau khi nghe xong, ý cười trên mặt Kim Thúy Như đã đóng băng từ lâu, không biết sống chết, chết không đáng tiếc. Cô nói gì? Vừa dứt lời, cha của Kim Thành Vũ, Kim Đạo Lăng lập tức bày ra vẻ mặt tức giận, phẫn nộ hét lớn một tiếng, căm tức nhìn Kim Thúy Như. Những người khác trong nhà họ Kim cũng nhìn về phía Kim Thúy Như bằng ánh mắt không thể tin nổi. Không một ai ngờ được rằng Kim Thúy Như sẽ nói ra những lời như vậy. Thúy Như, cháu có biết mình đang nói gì không? Kim Tuân mặt mày tái xanh quát hỏi. Ông nội, nếu ông biết vợ anh ta là ai, ông sẽ không nghĩ như vậy nữa. Kim Thúy Như ngồi xuống vị trí của mình, nhìn Vương Nhất, chuyện này, tôi đại diện cho nhà họ Kim xin lỗi anh. Vương Nhất mặt không đổi sắc, nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu xa, quả nhiên cô ta đã biết chuyện giữa mình và Lý Khinh Hồng. Kim Thúy Như, đồ đàn bà ăn cây táo rào cây sung, đây là thái độ của người làm gia chủ đó hả? Kim Tuân lập tức nổi trận lôi đình, tức giận quát lớn, nửa đời sau của Thành Vũ chỉ có thể trôi qua trên giường bệnh, mà hung thủ hành hung nó còn đang đứng trước mặt, cháu vậy mà không thèm quan tâm, còn xin lỗi tên phế vật kia, mặt mũi nhà họ Kim biết để chỗ nào đây? Kim Thúy Như biết nếu làm vậy nhất định sẽ khiến rất nhiều người tức giận, nhưng sắc mặt của cô ta vẫn bình tĩnh như cũ. Cháu chỉ đứng ở góc độ có lợi nhất cho nhà họ Kim để đánh giá chuyện này thôi. Kim Thành Vũ thấy sắp nổi lòng tham, làm ra những chuyện bất chính, bị người khác cắt đứt kinh mạch cũng đáng. Nếu làm liên lụy tới nhà họ Kim thì mới là mất nhiều hơn được. Cháu không làm sai. Liên lụy tới nhà họ Kim. Trên mặt Kim Tuân lộ vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu ta chỉ là một thằng con rể vô dụng bị nhà họ Kim chúng ta bỏ rơi cách đây 5 năm thôi.
cậu ta có năng lực gì mà khiến nhà họ Kim tôi đây diệt vong chứ? Kim Thúy Như lắc đầu, không hề tức giận, ông nội, ông thật sự rất cứng đầu, Thúy Như khuyên ông một câu, đừng tiếp tục dùng đôi mắt giả cỗi đó nhìn người nữa. 3. Kim Đạo Lăng vẫn luôn im lặng không nói từ nãy đến giờ bỗng mở miệng, Kim Thúy Như đã làm tổn thương trái tim của tất cả mọi người trong nhà họ Kim, nó không còn xứng làm gia chủ nhà họ Kim nữa, hãy phế chức gia chủ của nó đi. Với lại, dòng máu chảy trong cơ thể nó cũng không phải dòng máu của nhà họ Kim ta, mà là dòng máu hoang. Không bằng nhân dịp này đuổi cổ nó khỏi nhà họ Kim. Trong nháy mắt, Kim Thúy Như lập tức bị mọi người lên án, trở thành kẻ địch của tất cả người nhà họ Kim. Sự việc diễn biến nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Bạch Vũ và Đồng Kiệt há hốc mồm nhìn nhà họ Kim loạn thành một nùi, không hiểu đầu đuôi tai nheo gì. Kim Thúy Như không phải gia chủ nhà họ Kim sao, sao lại đột nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Mà khung cảnh này, cô ấy lại cảm thấy cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Chẳng mấy chốc, cô ấy nhớ ra, nhà họ Lý, cô ấy đã từng nhìn thấy ở nhà họ Lý. Trong nhà họ Lý, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa cũng đối xử với thiếu chủ như vậy, thậm chí còn tệ hơn nhà họ Kim. Họ coi thiếu chủ như một đứa sao chổi, dùng trăm phương nghìn kế xua đuổi thiếu chủ, không chỉ dùng lời nói nhục mạ mà còn dùng hành động thực tế để hãm hại thiếu chủ. Nếu là người thường, đã bị họ ép chết từ lâu rồi. Không ngờ cảnh tượng như vậy lại lặp lại ở nhà họ Kim. Đến lúc này, Lãnh Nhan mới hiểu ý của thiếu chủ lúc trước khi nói ôm nhau sưởi ấm. Anh và Kim Thúy Như về bản chất là cùng một loại người. Cho dù lúc trước Kim Thúy Như lợi dụng, tổn thương Vương Nhất, nhưng Vương Nhất cũng sẽ không quá hận cô ta. Bọn họ tâm linh tương thông, nhưng lập trường lại khác nhau, nếu không, nhất định sẽ trở thành bạn tri âm của nhau. Lãnh Nhan lén lút liếc nhìn Vương Nhất, chỉ thấy vẻ mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ trở nên phức tạp. Thiếu chủ, ngài định làm gì? Lãnh Nhan biết Kim Thúy Như đã làm tổn thương thiếu chủ, nhưng chỉ cần thiếu chủ nói một câu, cô sẽ ra tay giúp đỡ Kim Thúy Như. Tuy nhiên, Vương Nhất lại lắc đầu mỉm cười nói, nếu cô ấy dễ dàng bị quật ngã như vậy, thì cô ấy không phải là Kim Thúy Như, cũng không xứng làm đối thủ của tôi. Nghe vậy, Lãnh Nhan cũng theo đó đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng lâu sau ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù đối mặt với những lời lẽ ác độc của người nhà họ Kim, nhưng Kim Thúy Như vẫn không nói một lời. Đôi mắt cô ta vẫn lạnh lùng. Khí thế của cô ta vẫn mạnh mẽ như cũ. Cằm của cô ta vẫn hếch lên cao, nhìn xuống mọi người. Nếu thực sự muốn nói về sự thay đổi, đó sẽ là khóe miệng của cô ta có thêm một nụ cười khinh thường và châm biếm. Cuối cùng, tất cả mọi người nói mỏi miệng rồi mới ngậm miệng lại. Nói xong chưa? Sau đó Kim Thúy Như mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói đều đều. Ngay lập tức, tất cả các thành viên nhà họ Kim cảm thấy như thể họ bị làm nhục, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi. Cô không xứng làm chức gia chủ, sắp bị cách chức rồi còn oai phong nỗi gì. Tôi nghĩ lý do cô ta không giúp anh họ Kim Thành Vũ trả thù hẳn là vì cô ta còn nhớ thương cái loại vô dụng kia. Dù sao thì 5 năm trước, bọn họ suýt chút nữa đã trở thành vợ chồng rồi. Một tiểu bối mồm miệng ác độc, lấy chuyện 5 năm trước ra nói. Tuy nhiên, vừa dứt lời, đã bị ánh mắt sắc bén khóa chặt, kèm theo đó còn có lời nói lạnh lùng. Nếu cậu không biết ăn nói, thì tôi không ngại dạy thay ba mẹ cậu dạy dỗ cậu một chút. Tên hậu bối lập tức bị dọa giật nảy mình, nhưng vẫn ngoan cố nói, chẳng lẽ tôi nói sai à? Thế là, Vương Nhất liếc mắt nhìn Lãnh Nhan, vả miệng. Lãnh Nhan sải bước về phía tên tiểu bối kia, xách cậu ta lên tát bôm bốp cho mấy phát. Bốp bốp bốp. Sau vài cái tát, miệng tên tiểu bối máu me be bét, răng rụng hết cả ra. Vương Nhất, ngang nhiên hành hung ngay trước mặt Kim Tuân, hàm răng ông ta nghiến ken két sắp gãy tới nơi. Kim Thúy Như cũng liếc nhìn Vương Nhất thêm một cái, rồi nói, đây chỉ là mong muốn đơn phương của các người, muốn cách chức vị trí gia chủ của tôi phải thông qua toàn gia tộc nhất trí bỏ phiếu. Kim Tuân lập tức nói, nếu đồng ý cách chức gia chủ của Kim Thúy Như, giơ tay lên. Nói xong ông ta tự mình giơ tay trước. Vù vù. Những người khác cũng ào ào giơ tay. Cuối cùng, tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang Kim Thành Phong, người duy nhất không giơ tay. Thành Phong, mau giơ tay lên. Kim Đạo Lăng tức giận hét lên. Kim Thành Phong lập tức cảm thấy áp lực cực lớn,
toàn thân run lên, nhưng vẫn là cắn răng nói, con không thể giơ tay. Nếu không giơ, mày sẽ có kết cục giống như nó, cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà họ Kim. Kim Đạo Lăng ánh mắt trầm xuống uy hiếp. Đây là chính thái độ của nhà họ Kim các người đối với người nhà của mình à. Tiếng cười sảng khoái truyền đến, Vương Nhất chỉ vào Kim Thúy Như, nói với Kim Thành Phong, đi lại chỗ chị họ cậu, tôi xem ai dám ép cậu. Trong lời nói đầy sự kiêu căng và sát khí. Kim Thành Phong liếc nhìn Vương Nhất đầy cảm kích, không hiểu sao sau khi Vương Nhất nói xong những lời này, áp lực trên người anh ta đột nhiên biến mất, anh ta bước nhanh tới sau lưng Kim Thúy Như. Được, hai người các người định chống lại nhà họ Kim đúng không? Toàn thân Kim Tuân co giật, tức giận chỉ vào Kim Thúy Như và Kim Thành Phong nói. Ánh mắt Kim Đạo Lăng đầy thù hận nhìn Kim Thúy Như nói, ba, trước đây con đã nói con bé này không phải người nhà họ Kim, cho dù chúng ta đối xử tốt với cô ta như thế nào, cô ta cũng sẽ không một lòng với chúng ta, tốt hơn hết là nên đuổi hai người bọn họ ra khỏi nhà họ Kim đi. Cũng được. Sau khi phát hiện Kim Thúy Như đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của mình, Kim Tuân cũng hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang của mình, nhìn Kim Thúy Như và Kim Thành Phong với ánh mắt u ám, hai người đã bị đuổi khỏi nhà họ Kim rồi. Kim Thành Phong lập tức như thể bị đánh mạnh, sắc mặt tái nhợt, không có nhà họ Kim che chở thì sau này anh ta làm sao sống được. Anh ta nghiến răng nói với Kim Thúy Như, chị họ, chị đừng chống đối ông nội nữa. Kim Thúy Như vẫn không hề sợ hãi. Chỉ khẽ liếc nhìn Kim Tuân một cái rồi nói, ông nội, ông hạ quyết tâm rồi sao? Trục xuất tôi khỏi nhà họ Kim, ông sẽ đối phó với Vương Nhất như thế nào? Chỉ là một phế vật không vào được gia tộc mà thôi, mày sợ, nhưng tao không sợ. Bốp bốp, Kim Tuân cười khẩy một tiếng, lập tức vỗ tay hai cái, ngay sau đó, một đội hộ vệ trang bị súng ống xông tới, ào ào chĩa vào Vương Nhất. Nhìn thấy cảnh này, Kim Tuân cũng bật cười. Tôi biết hai người rất lợi hại, nhưng mà dù có lợi hại cỡ nào, thì có thể hơn cả súng đạn sao? Thế là Kim Thúy Như dứt khoát đứng lên, liếc nhìn Kim Thành Phong, nói, em họ, chúng ta đi thôi. Kim Thành Phong sợ tới mức hai chân run cầm cập, nghiến răng nghiến lợi, chị họ, chúng ta thật sự phải rời khỏi nhà họ Kim sao? Chị biết em đang lo lắng về điều gì? Kim Thúy Như hai mắt bình thản, một mình chị chính là một quý tộc. Những lời này ngang ngược vô cùng, đến mức ngay cả đám người Kim Tuân, Kim Đạo Lăng đều bị sốc. Gồm cả Lãnh Nhan, trái tim cũng lệch một nhịp, bất giác nhìn về phía Vương Nhất. Cái khí thế này, sự gan dạ sáng suốt này, cô Kim Thúy Như này, đúng là thiếu chủ phiên bản nữ. Kim Tuân nhanh chóng tỉnh táo lại, khinh thường nói, đúng là không biết trời cao đất dày, lại còn một mình mày chính là một gia tộc. Sau khi rời khỏi nhà họ Kim, mày chẳng là cái thá gì cả. Có thật thế không? Lần này là Vương Nhất lên tiếng, anh nhìn Kim Tuân vẻ mặt dí dỏm, chuyện khác khoan nói, chỉ cần nói tới tập đoàn Kim Thị này thôi, ông có thể thu về không? Nói đùa, tập đoàn Kim Thị là do tôi một tay thành lập, chức vụ chủ tịch cũng do tôi giao cho nó. Muốn thu hồi chỉ cần một câu. Nói xong, Kim Tuân nhìn về phía đám người mặc vest do Kim Thúy Như đưa tới, nói, các người đều là thuộc hạ cũ của tôi, bên nào là con đường sán lạn còn không rõ sao? Thế nhưng, trước sự mời chào của Kim Tuân, mặt đám đàn ông không chút biểu cảm, thậm chí có người còn dành ánh mắt khinh thường cho ông ta. Xin lỗi, Kim lão gia, dường như ông đã quên một điều. Nhà họ Kim đúng là do ông thành lập, thế nhưng nó phát triển rực rỡ trong tay của cô chủ. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đi theo cô chủ đi đâu, chúng tôi sẽ đi đó. Các anh, ngay khi những lời này vừa dứt, trái tim Kim Tuân co giật dữ dội. Ánh mắt không thể hiểu nhìn bọn họ, không nói nên lời. Một lúc sau, ông ta dường như hiểu ra điều gì đó, tức giận nhìn Kim Thúy Như, phát hiện trên mặt cô ta có chút mỉa mai nhàn nhạt. Sở dĩ nhà họ Kim lớn mạnh là vì có sự tồn tại của tập đoàn Kim Thị. Nếu mất đi tập đoàn Kim Thị thì nhà họ Kim có còn là hào môn không? Vương Nhất vẻ mặt suy tư nhìn Kim Tuân, từng câu từng chữ nói, kẻ ngu ngốc không phải cô ấy, mà là ông. Câu nói này như giọt nước tràn ly, khiến Kim Tuân hoàn toàn thẹn quá hóa giận. Câm miệng, tên vô dụng, không đến lượt mày xen vào chuyện của nhà họ Kim tao. Mày làm cho hai cháu trai của tao thành ra thế này, sao tao có thể để yên cho mày được? Giết nó cho tôi. Kim Tuân vừa ra lệnh phải xử lý Vương Nhất trước, còn chưa kịp làm gì thì mặt đất đột nhiên run lên dữ dội. Sau đó,
Một tên tiểu bối nhà họ Kim hốt hoảng chạy vào, ông ơi, không ổn, ngoài cửa có rất nhiều xe bọc thép. Gì? Nghe vậy, biểu cảm của Kim Tuân lập tức thay đổi rõ rệt. Lúc này, lời nói của Vương Nhất chậm rãi vang lên. Tôi đã nói, qua đêm nay, nhà họ Kim sẽ biến mất. Kim Tuân dẫn tất cả người nhà họ Kim chạy nhanh ra cổng đại viện, vừa nhìn kỹ thì sắc mặt ông ta đột nhiên tái nhợt. Rầm ầm ầm. Chỉ thấy mặt đất càng lúc càng rung chuyển, qua ánh đèn đêm mờ ảo, mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy phía cuối chân trời, từng đoàn xe bọc thép to lớn không ngừng lao tới. Những viên đá trên mặt đất chấn động kịch liệt, một khí thế thiết huyết mạnh mẽ từ xa tiến đến gần. Kim Tuân mở to mắt, từng chiếc xe cành càng mang đến công kích thị giác mạnh mẽ, như thể nó rút cạn toàn bộ sức lực của ông ta, khiến cả người ông ta lung lay sắp ngã. Sắc mặt của Kim Đạo Lăng cũng đại biến. Trong thời đại hòa bình này rất hiếm khi thấy loại xe quân dụng như thế này, càng đừng nói là ở thành thị. Trời, trời ạ! Khi Bạch Vũ và Đồng Kiệt nhìn thấy cảnh này, cũng bị dọa cho mất hồn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Về phần Bạch Hiển, anh ta chỉ biết ngồi bệt xuống đất, thậm chí còn không có sức để đứng lên. Hai chân Kim Thành Phong cũng run lên, sống lâu như thế nhưng anh ta chưa từng thấy đồ vật to lớn như vậy. Kim Thúy Như là người bình tĩnh nhất, cũng là người rõ nhất, cô ấy xoay người lại, nhẹ nhàng nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất cũng gật đầu ra hiệu với cô ta, gạt những ân oán trong quá khứ sang một bên, ít nhất trong đêm nay, mục đích của họ giống nhau, đó là diệt trừ nhà họ Kim. Họ đến rồi. Không biết trong những người có mặt tại đây ai đã kinh ngạc thốt lên, sau đó tất cả mọi người kinh hãi nhìn sang. Những con quái vật khổng lồ đó đã ở rất gần. Nhưng vẫn chưa định phanh lại. Hai chùm đèn pha chói mắt, giống như đôi mắt của quái vật, chiếu tới đây. Chạy nhanh. Kim Đạo Lăng hét lớn một tiếng, sau đó cõng Kim Tuân trên lưng chạy về phía góc. Những người họ Kim khác cũng lũ lượt ôm đầu bỏ chạy. Rầm. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng ầm đinh tai nhức óc, cánh cổng sắt vững chãi của nhà họ Kim, trước mặt dàn sắt thép này hệt như tờ giấy, bị bể tan tành. Xe lao thẳng tới. Lăn vào, một người đàn ông súng vác vai, đạn đã lên nòng, mặt như con dao sắc bén lập tức nhảy khỏi xe nhanh chóng dàn đội hình vuông vức. Tất cả những người này đều mặc quần áo ngụy trang màu xanh lá cây, phóng tầm mắt nhìn lướt qua như một đại dương xanh lá. Họ nhanh chóng xông vào, bao vây tất cả những người trong nhà họ Kim. Họng súng lạnh lẽo chĩa vào đầu đám người Kim Tuân, Kim Đạo Lăng, dọa họ sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Hộ vệ nhà họ Kim cũng được trang bị súng ống, nhưng so với những người này hoàn toàn là cách một trời một vực, chỉ sau vài giây, tất cả đều bị chế phục. Lạch cạch, khắp nơi vang lên tiếng đạn lên nòng, trong bầu không khí gần như đặc quánh này, một mùi thuốc súng gay mũi dần dần tràn ngập trong không khí. Bỏ súng xuống, nếu không, giết không tha. Ngay sau đó, một người đàn ông da cao lớn ngăm đen bước tới, lạnh lùng nói. Anh là ai? Kim Tuân nằm sấp trên mặt đất, hai tay ôm chặt đầu, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm hỏi người đàn ông da ngăm. Người đàn ông cao lớn đó mở miệng, mỉm cười lạnh lùng, chúng tôi nghi ngờ ông tự thành lập một đội hộ vệ riêng, đồng thời tàng trữ súng ống, ý đồ mưu phản. Gì? Nghe thấy lời nói của người đàn ông cao lớn, không chỉ Kim Tuân tái mặt vì sợ hãi, mà tất cả các thành viên nhà họ Kim cũng đầu óc trống rỗng. Những người này đều là vệ sĩ của nhà họ Kim. Sao có thể thành tự ý thành lập đội hộ vệ được? Hơn nữa, từ mưu phản này khiến gia giàu họ tê dại. Đây là tội cực lớn. Lúc này, vài tiểu bối nhà họ Kim do năng lực chịu đựng tâm lý yếu bị dọa cho ngất xỉu, đáy quần của họ ướt thứ nước màu vàng. Oan quá, chúng tôi bị oan. Kim Tuân mở to mắt, hét lên thẳng thốt. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, Kim lão gia, ông còn muốn ngụy biện gì nữa? Lúc này một tiếng cười hóm hỉnh vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất dẫn Lãnh Nhàn ung dung đi ra, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân. Ở đây nhiều người mang theo súng như vậy, bị bắt ngay tại trận, lúc nãy các người còn chĩa súng vào đầu tôi, ý đồ giết tôi. Những khẩu súng này không rõ nguồn gốc, nói không chừng là các ông mua thông qua con đường phi pháp. Ba tội, mỗi một tội cũng đủ cho các người lãnh đủ. Đúng không anh trai? Vương Nhất cười hì hì nhìn người đàn ông ra ngăm cười nói. Đúng, đúng vậy. Tiêu Thiết lau mồ hôi lạnh trên đầu, hai từ của cấp trên suýt nữa dọa anh ta ngất xỉu. Thằng khốn nạn, là mày.
Kim Tuân đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất, đồng tử đột nhiên co rút. Vương Nhất nói chuyện với người đàn ông này hòa hợp như thế, cho dù ông ta có ngu xuẩn thế nào, thì vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, sắc mặt của ông ta như già đi rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Ông ta không hiểu được, 5 năm trước, Vương Nhất vẫn còn là phế vật ai cũng có thể dẫm đạp, 5 năm sau sao anh ta có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Ba, chúng ta phải làm sao? Đầu của Kim Đạo Lăng bị 3-4 khẩu súng chĩa vào, sợ tới mức không dám động đậy dù chỉ một chút. Kim Tuân còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc do Vương Nhất mang lại, một lúc sau mới hồi thần lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất, nói, tất cả những người này đều do anh gọi tới. Sao có thể như thế được? Vương Nhất đột nhiên không cười nổi, liếc nhìn Tiêu Thiết một cái, nói, bọn họ đều là người của quân khu Thiên An. Cho dù tôi có thần thông quảng đại cũng không mời được nhiều người tới như vậy đâu. Kim Tuân nghe xong cũng cau mày. Quả thực Vương Nhất nói đúng, không ai có thể chỉ huy điều động nhiều người như vậy. Chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp? Tuy nhiên Kim Tuân còn chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Thiết đã liếc mắt nhìn bọn họ rồi hô tay một cái, bắt giữ toàn bộ, chờ thẩm vấn. Đại quân đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ là tất cả người nhà họ Kim đều bị bắt đi. Sau đêm nay, nhà họ Kim sẽ biến mất. Quay lại phía Vương Nhất, như thể vừa làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, thoáng nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại chỗ Bạch Vũ và Đồng Kiệt. Phịch! Bạch Vũ và Đồng Kiệt quỳ hẳn xuống trước mặt Vương Nhất, cả người run lên, cúi đầu thật thấp. Ngài Vương, tha mạng với! Nhà họ Đồng tôi, từ nay về sau sẽ đi theo Ngài Vương, tuyệt không hài lòng. Vương Nhất hờ hững liếc nhìn hai người họ một cái, nói, nhà họ Bạch và nhà họ Đồng, lần này tôi sẽ tha mạng cho các người một mạng, nếu để tôi phát hiện một lần nữa, tôi đảm bảo kết cục của các người sẽ còn thê thảm hơn nhà họ Kim. Cảm ơn Ngài Vương. Bạch Vũ và Đồng Kiệt như được ân xá, tỏ lòng biết ơn, từng người mang con trai rời khỏi nhà họ Kim. Thế là, nhà họ Kim khổng lồ chỉ còn lại Vương Nhất, Lãnh Nhan, Kim Thúy Như và Kim Thành Phong. Kim Thúy Như liếc nhìn Kim Thành Phong rồi lên tiếng trước, anh về trước đi. Kim Thành Phong chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cúi người rời đi. Vương Nhất cũng nói, Lãnh Nhan, cô lên xe trước đi. Vâng, Lãnh Nhan biết ý rời đi, bây giờ nơi đây chỉ còn lại hai kẻ thù của 5 năm trước Vương Nhất và Kim Thúy Như, bầu không khí lúng túng khôn tả. Kim Thúy Như ngước đôi mắt như sao nhìn anh, cứ như lần đầu tiên quen biết đánh giá Vương Nhất. Vương Nhất cũng không để ý, để cho Kim Thúy Như đánh giá từ trên xuống dưới. Thật lâu sau, cô ta thu hồi ánh mắt, thở dài, anh so với trước kia thật sự rất khác. Con người luôn thay đổi. Vương Nhất cười nói, cô cũng đã thay đổi rất nhiều phải không? Kim Thúy Như im lặng, tỏ vẻ thầm thừa nhận, nhưng ngay sau đó, cô ta lại lạnh nhạt nhìn Vương Nhất, cảm ơn anh đã giúp tôi lần này, nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh. Vương Nhất ngạc nhiên nhìn cô nói gì vậy? Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi. Nhà họ Kim dám nhắm vào người bên cạnh tôi, tội đáng chết. Còn tôi thì sao? Đột nhiên, Kim Thúy Như lại mỉm cười, nhìn về phía Vương Nhất, ngạo nghễ nâng cằm. Trong phút chốc, Kim Thúy Như của 5 năm trước đã trở lại. Bây giờ họ nhà Kim chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chỉ còn lại tôi và anh họ tôi. 5 năm trước tôi lợi dụng anh, giày vò anh, hẳn anh hận tôi tận xương tủy phải không? Vương Nhất gật đầu, đúng vậy, đúng là tôi hận cô. Vậy anh còn chần chờ gì nữa, tôi chỉ có một người, anh muốn giết tôi hẳn là rất dễ dàng. Nghe vậy, ánh mắt Vương Nhất thay đổi, cô muốn tôi giết cô. Mọi chuyện cũng phải có kết thúc. Kim Thúy Như bình tĩnh nói, 5 năm trước, tôi làm chuyện có lỗi với anh. 5 năm sau, anh đương nhiên sẽ tìm tôi báo thù, trò chơi mèo vờn chuột này, ai cũng có thể là mèo, ai cũng có thể là chuột. Vương Nhất bật cười, anh thích sự so sánh này. Được rồi. Đấy là cô nói đấy. Vương Nhất chậm rãi giơ tay bắt lấy Kim Thúy Như. Kim Thúy Như nhắm mắt lại, dáng vẻ trước khi ra tay của Vương Nhất đã in sâu vào trong lòng cô ta. Nếu Vương Nhất muốn giết cô ta tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tuy nhiên, sau một thời gian khá lâu, cơ thể lại không có cảm giác đau đớn. Kim Thúy Như lại mở mắt ra, chỉ thấy Vương Nhất đang đứng trước mặt cô ta. Một ngón tay dừng lại trước mắt cô ta. Nhẹ nhàng búng lên trán một cái. Bụp, Kim Thúy Như đau đớn, vội vàng che đi vầng trán trơn bóng.
anh đang làm gì đấy? Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy phẫn nộ nhìn Vương Nhất. Trả thù, vừa rồi xem như là trả thù. Vương Nhất nói, bây giờ, ân oán giữa tôi và cô đã được xóa bỏ. Kim Thúy Như cuối cùng cũng có phản ứng, trên mặt không có một chút kích mà vẻ mặt càng lạnh lùng hơn, anh đang thương hại tôi. Vương Nhất lắc đầu, đương nhiên không phải. 5 năm trước những chuyện cô làm gì với tôi cũng là để tự bảo vệ bản thân, cô cũng là nạn nhân của nhà họ Kim, bây giờ nhà họ Kim đã mất, cho nên tôi không hận cô. Kim Thúy Như mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy bị xúc phạm, tức giận nhìn anh, thế có là gì? 5 năm trước, tôi đối xử với anh như thế, anh không hận tôi chút nào sao? Có hận, trong 5 năm qua, hơn một nửa thời gian tôi đều hận cô. Tôi thậm chí còn viết tên của cô lên hồng tâm, mỗi ngày bắn vài phát để giải tỏa hận thù. Nhưng đó không phải là mong muốn ban đầu của cô, phải không? Vương Nhất nhìn thẳng vào mắt Kim Thúy Như, nghiêm túc nói, không ai sinh ra đã xấu xa. Chỉ có từng lương thiện rồi bị tổn thương, mới có thể đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Sự tức giận trên mặt Kim Thúy Như gần như đều biến mất, nhưng cô ta vẫn nghiến răng chịu đựng, không thể vượt qua rào cản trong lòng. Trên mặt Vương Nhất lại nở một nụ cười, tuy nhiên, nếu nói tôi thật sự hận, thì khi cô sai người trói tôi đến bến tàu Thiên An muốn ném xác tôi xuống biển, lúc đó tôi mới vô cùng hận cô. Kim Thúy Như sửng sốt một chút, mới nói, tôi chưa từng sai người bắt anh. Vào đêm tân hôn 5 năm trước, sau khi tôi trở lại phòng tân hôn, anh đã biến mất. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Vương Nhất lập tức khựng lại. Nếu không phải Kim Thúy Như, vậy người bắt anh là ai? Đêm tối, Rolls Royce đen lướt đi trên đường lớn. Vương Nhất ngồi ở hàng sau, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ thẫn thờ. 5 năm trước, anh bị người nhà họ Kim chuốc thuốc thoi thóp, bị một đám người áo đen lai lịch bất minh bắt đi, gặp được Lý Khinh Hồng cũng bị bắt. Vương Nhất luôn cho rằng là Kim Thúy Như cho người làm, Kim Thúy Như lại mãnh liệt phủ nhận. Cô ta không cần nói dối mình, cũng khinh thường nói dối, cô ta nói không phải cô ta làm, thì nhất định không phải cô ta làm. Nếu không phải cô ta, vậy thì là ai? Ánh mắt Vương Nhất thâm thúy, lạnh lẽo. Bất kể là ai, chuyện 5 năm trước đều phải trả giá đắt. Thiếu chủ. Lãnh Nhan tập trung lái xe ở hàng trước chợt mở miệng, về Vương tộc Yến Đô, đã có tin tức rồi. Ánh mắt Vương Nhất trầm lại, ngồi thẳng người, nói mau. Vương tộc Yến Đô có sức ảnh hưởng hạt nhân ở Yến Kinh, tổng cộng 4 tộc, Vương tộc Lý Thị, chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, từ, Vương tộc, này quá rộng, chỉ cần là người có chút thân thích với Lý Thị, cũng tự xưng là, người của Vương tộc. Tin tức của cô Lý bị cố ý xóa đi, nhưng có một điểm chắc chắn, địa vị của cô ấy ở Lý Thị nhất định không thấp, chỉ là, cô ấy tự thoát ly Vương tộc. Tại sao cô ấy muốn làm vậy? Vương Nhất cau chặt mày. Lãnh Nhan cũng lắc đầu, nói, nguyên nhân chưa rõ, nhưng mà, người của Lý Thị đều khổ sở khẩn cầu cô Lý quay lại. Đồng thời, họ cũng cực kỳ chú trọng huyết mạch, thậm chí đến mức độ cố chấp, khoảng thời gian cô Lý mang thai, họ từng tìm tới, không chỉ một lần ép phá thai, còn ngụy tạo tai nạn xe vài lần. Soạt. Khi câu cuối cùng nói ra, mắt Vương Nhất ngập tràn lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát khí. Vương tộc Yến Đô, hiếp người quá đáng. Quấy rầy thông thường, Vương Nhất còn có thể chấp nhận, nhưng đã đến mức tai nạn xe ám sát, hành vi của những người này hoàn toàn kích phát ý niệm chết chóc của Vương Nhất. Còn may Lý Khinh Hồng an toàn sinh ra Vương Tử Lam, nếu vì vậy mà chết hiểu, Vương Nhất nhất định sẽ cho người san phẳng Vương tộc Yến Đô, đồ sát cả nhà. Thật lâu sau, lửa giận trong lòng Vương Nhất mới bình ổn lại, chuyện này đừng lộ ra, cứ âm thầm bố trí là được. Vâng, thiếu chủ. Thời hạn nửa tháng còn chưa tới, Vương Nhất không đến nhà Lý Khinh Hồng, mà đến biệt thự Sơn Thủy. Tuy nhiên, vừa tới nhà, đã nhận được điện thoại. Khinh Hồng. Vương Nhất kinh ngạc, muộn như vậy rồi, cô lại còn chưa ngủ. Anh đi đâu rồi? Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói khe khẽ của Lý Khinh Hồng. Giọng cô đè rất khẽ, không muốn làm ổn giấc ngủ con gái. Dù vậy, Vương Nhất vẫn nghe ra sự quan tâm bao hàm trong lời nói cô. Trước không nói em gái bị cướp, chỉ việc Vương Nhất muộn như vậy còn ra ngoài, cô liền bất an trong lòng. Nếu sói quay đầu, không phải cảm ơn, chính là báo thù. Chuyện cảm ơn Vương Nhất đã làm rồi, khả năng còn lại chỉ có thể là báo thù. Vương Nhất cười ha hả,
ôn lại chuyện cũ với một vài bạn cũ mà thôi. Bạn cũ đó là Kim Thúy Như đi, Lý Khinh Hồng chợt nói, giọng cũng trở nên lạnh lùng. Lúc này, người kinh ngạc biến thành Vương Nhất, làm sao em biết? Lý Khinh Hồng thật lâu không nói chuyện, bỗng cạch một tiếng, cúp điện thoại. Nhưng rất nhanh, cô lại gọi tới, giọng cứng ngắc, ngày mai anh đi đón Tử Lam tan học. Khinh Hồng, anh, tút tút tút, không cho Vương Nhất chút cơ hội giải thích, Lý Khinh Hồng lại cúp điện thoại. Vương Nhất cầm điện thoại ngây người hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Anh biết Lý Khinh Hồng nhất định hiểu lầm rồi. Ngày hôm sau, Vương Nhất đang định giải thích chuyện của Kim Thúy Như tối qua với Lý Khinh Hồng, đi qua tập đoàn Ẩn Long, lại dừng bước. Vì anh ta nhìn thấy Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa đứng ở trong, không chỉ họ, ngay cả dòng chính của nhà họ Châu cũng ở đó. Chuyện này phải cho tôi một giải thích hợp lý. Châu Chí Kiên đập mạnh bàn, mắng to. Dòng chính khác của nhà họ Châu cũng mặt đầy phẫn nộ nhìn Lý Thiên Dương. Ba, sao vậy? Vương Nhất bước nhanh vào. Vương Nhất. Tất cả mọi người đồng loại hướng ánh mắt sang Vương Nhất, phản ứng hệt nhau. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình cực kỳ âm trầm, mắt Châu Quốc Hưng tràn đầy oán độc, nhưng Châu Chí Kiên lại biểu cảm ngưng trọng. Trầm ngâm nửa ngày, ông ta nói với Vương Nhất, chuyện này không liên quan tới cậu, chúng tôi chỉ là đến đòi giải thích. Nói xong, lại nhìn sang Lý Thiên Dương, Mộng Đình, mọi người đều là người một nhà. Tôi cũng không muốn khiến mối quan hệ căng thẳng như vậy, cậu và tập đoàn Đại Châu khôi phục quan hệ hợp tác, chúng tôi không truy cứu nữa. Vương Nhất lập tức hiểu ra, thì ra là đến đòi giải thích vì trước đó Ẩn Long hủy bỏ quan hệ hợp tác với tập đoàn Đại Châu. Anh cũng không vội, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống. Sắc mặt Lý Thiên Dương bình thản, lấy quyển sổ ra, không chút nhân nhượng, ba vợ, muốn Ẩn Long của con hợp tác với Đại Châu cũng không phải không thể, nhưng chỉ có thể là hợp tác chính quy. Ba xem dòng vốn trên sổ, vào không bằng ra, hoàn toàn là điều khoản bá vương, Ẩn Long của con không thể chấp nhận. Dừng lại một lát, Lý Thiên Dương lại khẽ híp mắt, như có ý chỉ, con không chỉ không khôi phục quan hệ hợp tác với Đại Châu, còn muốn trừng phạt người thúc đẩy hai nhà hợp tác. Soạt, lời này vừa nói ra, Châu Mỹ Ngọc vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, ông dám. Tôi là vợ ông. Người thúc tiến Ẩn Long hợp tác với tập đoàn Đại Châu chính là bà ta. Suy nghĩ của bà ta rất đơn giản, không dễ dàng gì làm tới cấp cao của tập đoàn Ẩn Long, liền dùng xí nghiệp Ẩn Long làm lợi cho nhà mẹ đẻ mình. Không nghĩ tới hợp tác còn chưa tiến hành được vài ngày, đã bị dừng rồi. Sằng bậy. Châu Chí Kiên lập tức tức giận đùng đúng, vỗ bàn, Lý Thiên Dương, cậu có còn là con rể nhà họ Châu tôi không? Chẳng lẽ cậu đã quên lúc cậu vừa tới Thiên An tay không tấc sắt, là ai một lòng một dạ theo cậu, là ai không tính toán hiểm khích giúp đỡ cậu? Gia chủ Châu, thương trường là thương trường, không nói tình cảm. Chính vào lúc này, giọng nói nhàn nhạt cắt ngang lời ông ta, hơn nữa, hình như chúng ta chả có tình cảm gì để nói đi. Ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt rơi trên người Vương Nhất, lập tức, tiếng tức giận dâng lên bốn phía. Cậu chỉ là phế vật nhà họ Lý nuôi, có tư cách gì lên tiếng? Ngay cả cửa lớn nhà họ Châu chúng tôi cũng không vào được, còn vọng tưởng lôi kéo quan hệ với chúng tôi. Mơ đi. Vương Nhất cũng khẽ sững sốt, lời của ông ta lại khiến họ hiểu lầm cho rằng anh muốn bắt quàng làm họ với nhà họ Châu, thật buồn cười cùng cực. Lý Mộng Đình cũng cau mày, sao chỗ nào cũng có anh. Thật là oan hồn không tiêu tán, chuyện này không liên quan tới anh mau đi đi. Vương Nhất nhướng mày, đang định nói chuyện, ngoài cửa bỗng truyền tới giọng nói thanh thúy. Không cần đuổi anh ta đi, vừa khéo, giữ lại anh ta làm người làm chứng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Văn Thái dẫn một đám người đi vào. Anh ta rất tự nhiên ôm Lý Mộng Đình vào lòng, nhìn mọi người một cái, cười ha hả nói, hôm nay ngày lành tháng tốt, vừa khéo trưởng bối của Mộng Đình cũng ở đây, tôi liền mượn cơ hội này, đến cầu hôn với Mộng Đình. Lời của Văn Thái lập tức tập trung ánh mắt của tất cả mọi người lên người anh ta, ngay cả Vương Nhất, cũng khẽ híp mắt, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Cầu hôn. Đừng nói đám người Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa nhà họ Châu, ngay cả người nhà họ Lý cũng đều đầu óc mờ mịt, vị này là. Lý Mộng Đình thân thiết ôm cánh tay Văn Thái, mặt hạnh phúc giới thiệu với mọi người, ba, mẹ, dì lớn, dì nhỏ, còn có các cô chú bác, anh ấy là Văn Thái, cậu cả nhà họ Văn ở Giang Chiết, đồng thời cũng là bạn trai của con. Xì sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc.
Đám người Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa nhìn nhau. Với địa vị của họ, vẫn chưa đủ tiếp xúc với nhân vật lớn như nhà họ Văn ở Giang Chiết, họ cho rằng đây là một công tử nhà giàu nào đó. Chỉ có Châu Chí Kiên đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt Văn Thái, nắm chặt tay anh ta, cậu chính là, cậu cả nhà họ Văn ở Giang Chiết, con trai của ông Văn Cung Hiển. Đúng vậy. Đối diện với câu hỏi kích động của gia chủ nhà họ Châu, Văn Thái lại cười nhạt, ông cụ Châu không cần khách sáo, chúng ta sắp là người một nhà rồi, ông nội của Mộng Đình cũng là ông nội cháu. Tốt, tốt, tốt lắm. Châu Chí Kiên mặt mày hồng hào, nói liên tục ba chữ tốt, sau đó quay đầu nhìn sang Châu Mỹ Ngọc, cười to, Mỹ Ngọc, ban đầu ba cực lực phản đối hôn sự của con và tên phế vật đó, bây giờ xem ra, cũng có thể nói là một việc may mắn, con sinh một đứa con gái tốt. Chỉ cần Mộng Đình gả vào nhà họ Văn ở Giang Chiết, nhà họ Châu liền có thể kết thành thông gia với nhà họ Văn, đến lúc đó, Thiên An sẽ lại thêm một hào môn. Châu Mỹ Ngọc cũng kích động vô cùng, chuyện này là thật sao? Con thật sự sắp gả vào hào môn sao? Con có thể giả. Lý Mộng Đình cười hì hì nói, sở dĩ không nói với mọi người, một là sợ mọi người phản đối, hai là con và Thái vừa ở bên nhau, nghĩ cũng còn sớm, không nghĩ tới Thái lại không nhịn được, cầu hôn với con trước. Nói tới sau, giọng Lý Mộng Đình ngày càng nhỏ, mặt cùng ngày càng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Văn Thái bị vây ở giữa, mặc dù ung dung ứng phó, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên khinh miệt nồng đậm. Nếu không phải ba liên tục yêu cầu đến nhà họ Lý cầu hôn, anh ta sao có thể lấy Lý Mộng Đình? Gần đây, con đường tiến quân vào thị trường Thiên An của nhà họ Văn có thể nói là vô cùng không thuận lợi, đừng nói là mặt của bốn đại hào môn, một cái cũng không gặp được, còn đắc tội với một số nhân vật lớn bản địa. Không chỉ tất cả các công ty đến cửa mời gọi hợp tác đều cự tuyệt nhà họ Văn, người bên trên còn nói rất rõ ràng, thị trường Thiên An, nhà họ Văn các người đừng hòng mở một công ty nào. Đối với việc này, Văn Cung Hiển không quá lạc quan, sau khi Văn Thái nói chuyện Tân Giang hội cho Văn Cung Hiển biết, đặc biệt khi nói đến tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng tới, ông ta như nhảy cẫng lên. Sau đó, Văn Cung Hiển xác định một việc, nhà họ Lý nho nhỏ, ngọa hổ tàng long. Ông ta muốn Văn Thái lấy Lý Mộng Đình, dùng thân phận thông gia nhà họ Lý tiến hành hoạt động, tra ra tất cả chân tướng. Chỉ là, Văn Thái vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, ra lệnh phong sát người nhà họ Văn lại ngồi ngay trước mặt anh ta. Bác gái, ông Châu, vậy hôn sự của cháu và Mộng Đình, Văn Thái muốn nói lại thôi. Mộng Đình có thể gả cho cậu, thật sự là phúc mấy kiếp tu được. Châu Mỹ Ngọc là người đầu tiên thể hiện thái độ, tiểu thái, hôn sự của cậu và Mộng Đình, gì là người đầu tiên đồng ý. Không sai. Châu Chí Kiên cũng gật đầu nói, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, định đoạt cuộc hôn nhân này. Không được, cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý. Chính vào lúc mọi người đều cười nói vui vẻ, tiếng hét phẫn nộ chói tai cắt ngang tưởng tượng của mọi người. Lý Thiên Dương đứng bật dậy, nhàn nhạt nhìn Văn Thái, nhà họ Văn cậu là gia tộc lớn Giang Chiết, thế lực không thua kém bốn hào môn Thiên An, muốn phụ nữ gì mà không tìm thấy, tại sao lại cứ nhìn chúng con gái tôi? Lời này vô cùng chối tai, nụ cười trên mặt Văn Thái lập tức cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười nói. Cháu và Mộng Đình nhất kiến trung tình, tình đầu ý hợp, không có bất kỳ ý đồ xấu xa nào khác. Lý Thiên Dương xua tay, nhàn nhạt nói, con gái tôi chỉ là con gái một gia tộc nhỏ, không trèo cao nổi, cậu có thể đi rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ba nói gì vậy? Lý Mộng Đình dựng thẳng mày, tức giận nói, con không dễ dàng gì mới tìm được một người bạn trai, ba muốn con chia tay với anh ấy. Ông câm miệng cho tôi, có ai làm ba như ông sao? Con gái không dễ dàng gì gả được chỗ tốt, ông lại muốn ngăn cản, bản thân thê thảm, cũng không muốn con gái tốt đúng không? Châu Mỹ Ngọc lập tức nôn nóng, như người đàn bà chanh chua, không dễ gì có cơ hội vào hào môn, bà ta sao sẽ từ bỏ như vậy? Châu Chí Kiên cũng đến trước mặt Văn Thái, mặt nịnh nọt, cậu Văn, đây là người ở rể nhà họ Châu tôi, không có địa vị gì, ông ta có mắt không thấy Thái Sơn. Cậu đừng để trong lòng. Văn Thái vui vẻ gật đầu, sau đó vô tình cố ý nhìn sang Vương Nhất, lại phát hiện, sắc mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh. Thế là, anh ta bước nhanh về phía Vương Nhất, nói, anh là thanh mai trúc mã của Mộng Đình, hôn lễ của tôi và cô ấy, anh nhất định phải tham gia. Lý Mộng Đình không vui, mời anh ta ăn cơm, anh ta tặng nỗi quà sao?
Văn Thái cười cười, rộng lượng nói, em và anh ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn cần quà cáp gì, trực tiếp kêu anh ta làm phù rể cho anh đi. Câu này khiến Vương Nhất híp mắt, anh sẽ không thật sự cho rằng mình có thể lấy được Mộng Đình chứ. Nhà họ Văn gia quân bất thành, đây chính là mệnh lệnh anh đưa ra, há lại không đoán ra suy nghĩ của nhà họ Văn. Nhưng lời này rơi vào trong tai Văn Thái lại trở thành ý nghĩa khác. Anh ta cười cười, tại sao không lấy được, chúng ta sắp là người một nhà rồi. Nói rồi, liền nhìn sang Châu Chí Kiên và Lý Thiên Dương, cố ý ra vẻ kinh ngạc hỏi, ba vợ, ông Châu, vừa rồi lúc cháu vào, mọi người hình như có chút tranh chấp, cháu có thể giúp được gì sao? Ông Châu vội xua tay, không cần, chỉ là đòi vài thứ nhà họ Châu nên có mà thôi. Lý Mộng Đình nói từ đầu tới đuôi toàn bộ sự việc, Văn Thái cười cười, nói, cháu còn cho rằng là vì chuyện gì, ba vợ Đoạn Tuyệt hợp tác qua lại, nhất định có nguyên nhân của ông. Dừng lại một lát, Văn Thái lại nói, nếu ông nội Châu không ghét bỏ, nhà họ Văn cháu bằng lòng để ông kiếm số tiền này. Thật sao? Dứt lời, đám người Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Ngọc vui mừng như điên, cũng không dây dưa hợp tác với Ẩn Long nữa. Châu Chí Kiên hừ mạnh một tiếng, liếc nhìn Lý Thiên Dương một cái, nhìn thái người ta, lại nhìn cậu xem, nhà họ Châu tôi thật sự là nuôi một con sói mắt trắng. Thật là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Châu Mỹ Ngọc cũng kỳ quái nói một câu. Nhận được hứa hẹn của nhà họ Văn, tất cả mọi người nhà họ Châu đều chìm vào vui mừng, Văn Thái cũng quay đầu cười nhìn Vương Nhất một cái, như đang nói, tôi muốn lấy người phụ nữ Lý Mộng Đình này, dễ như trở bàn tay. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng giày cao gót chạm đất, Lý Khinh Hồng dẫn theo đám người đi vào. Khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, khí thế cường đại, cùng bức tường người đứng phía sau, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Lý Tổng, Lý Thiên Dương vội đứng dậy nghênh đón. Nhìn thấy Lý Khinh Hồng, nụ cười trên mặt Văn Thái cũng cứng đờ, khóe mắt hung hăng giật giật, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất càng thêm âm trầm. Phải biết rằng, người phụ nữ trước đây anh ta thích chính là Lý Khinh Hồng, lại bị thằng oát này phỏng tay trên. Đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên, Văn Thái chú ý tới đám đàn ông Tây Trang phía sau Lý Khinh Hồng, trên cổ mỗi người họ đều đeo bảng công tác biểu thị kiến trúc đô thị, không còn gì nghi ngờ, là người của Cục Kiến trúc thành phố. Anh ta lập tức bước nhanh tới, ông là thi tổng của Cục Kiến trúc đô thị đi. Mấy ngày trước tôi từng đại diện nhà họ Văn gọi điện thoại cho ông. Người đàn ông dẫn đầu đạm mạc nhìn anh ta một cái, mặt chán ghét, không nhớ, tránh sang một bên, đừng trễ nải công việc của tôi. Văn Thái bị đẩy loạng choạng, người nhà họ Châu đều nghịch mặt, đây là cậu chủ nhà họ Văn đó, lại bị đối đãi như vậy. Tôi là Thi Việt Hải của Tổng Cục Kiến trúc Đô thị, cấp trên phái tôi tới bàn bạc nội dung hạng mục cải tạo kiến trúc đô thị sông Thiên An với Lý Tổng. Lời này vừa nói ra, Văn Thái trực tiếp sững sờ, hạng mục kiến trúc đô thị mà mấy ngày trước Kim Thành Vũ một lòng mong ngóng lại rơi vào trong tay tập đoàn Lệ Tinh. Những người khác nhà họ Châu đều mặt đầy hâm mộ nhìn Lý Khinh Hồng. Ánh mắt Lý Khinh Hồng lướt qua toàn trường, lúc nhìn thấy Vương Nhất ngồi trong góc, mặt càng thêm lạnh lùng, hừ mạnh một tiếng, trực tiếp không nhìn. Vương Nhất cười khổ một tiếng, xem ra chuyện thảo luận đêm khuya tối qua với Kim Thúy như thật sự khiến Khinh Hồng tức giận rồi. Sau đó, cô liền nhìn sang Lý Thiên Dương, theo tôi đến Lệ Tinh, sản phẩm sắp có thể tiến hành rồi. Được. Còn nữa, hạng mục kiến trúc đô thị không biết ông Lý có hứng thú tham dự. Lý Khinh Hồng đổi đề tài, chợt hỏi. Lý Thiên Dương khẽ sững sốt, được sủng ái mà kinh ngạc nói, có thể tham gia sao? Đương nhiên. Thi Việt Hải mỉm cười nói, lãnh đạo rất xem trọng tập đoàn Lệ Tinh và Ẩn Long, chỉ cần trên tay Ẩn Long không có hạng mục nào khác, có thể bắt tay tham dự, cùng xây dựng Thiên An xinh đẹp. Lời này nói rất quan liêu, từng chữ rõ ràng, trực tiếp tiết lộ tin tức quan trọng, tập đoàn Ẩn Long và Lệ Tinh đều có nhân vật lớn bảo hộ. Văn Thái nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng càng thêm chắc chắn quyết định kết hôn với Lý Mộng Đình. Vì gia tộc, hy sinh hôn nhân có tính là gì? Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Lý Thiên Dương cố gắng nhẫn nhịn vui mừng trong lòng, đồng ý nói. Nhất thời, đám người Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù họ đạt được hợp tác với nhà họ Văn, nhưng so sánh hai hạng mục này, hoàn toàn một trời một vực. Đặc biệt là hạng mục kiến trúc đô thị, đó là tất cả xí nghiệp lớn nhỏ ở Thiên An đều thèm nhỏ dãi. Đúng là lượm được hạt lại mất luôn dưa.
Đi theo sau lưng Lý Khinh Hồng và thi tổng của Cục Kiến trúc Đô thị, Lý Thiên Dương chỉ cảm thấy áp lực cực lớn, nhịn không được quay đầu nhìn Vương Nhất, đây chính là người của Cục Kiến trúc Đô thị, sao có thể đi lấy lòng tập đoàn Ẩn Long. Vương Nhất không nói gì, trong lòng lại lau mắt mà nhìn La Chí Viễn, tốc độ và hiệu suất làm việc của ông ta, quả thật không tệ. Công văn hạng mục kiến trúc đô thị thành phố mặc dù còn chưa phê duyệt, nhưng cả đám người ở tổng cục đều cực kỳ kiêu ngạo, nếu như không có La Chí Viễn không ngừng tạo áp lực, người phụ trách cục kiến trúc đô thị cũng không nhanh đến đây kết nối như vậy. Vào văn phòng, Lý Khinh Hồng đưa Thi Việt Hải và Lý Thiên Dương trực tiếp vào khu vực tiếp khách nói chuyện chi tiết, Vương Nhất không liên quan đến hạng mục kiến trúc đô thị thành phố, thì ngồi trên sofa. Lúc này, cửa mở ra, một nam một nữ đi đến. Người phụ nữ thân cao chân dài, khí chất tuyệt hảo, nhưng mà mang kính râm và mũ lưỡi chai, nhìn không rõ mặt mũi. Người đàn ông phía sau dáng người lại thấp bé, hơn nữa ánh mắt láo liên nhìn quanh, thỉnh thoảng nhìn về phía cặp đùi của người nữ. Nhưng người phụ nữ cũng không phát hiện, ở trước mặt Vương Nhất phát chéo chân ngồi xuống, ưu nhã gật gật đầu với anh. Vương Nhất cũng gật đầu đáp lại, hình ảnh này bị người đàn ông thấp bé nhìn thấy, lập tức nhìn Lâm Đại Địch ngăn giữa hai người. Cậu là ai, biết cô ấy là ai không? Cũng dám nhìn lén. Anh Từ. Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, quát lớn một tiếng, lập tức áy náy nhìn Vương Nhất. Xin lỗi, người đại diện của tôi không có ác ý, anh đừng để trong lòng. Vương Nhất lắc đầu, hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, không ai nói thêm gì, người đàn ông thấp bé này ngăn giữa Vương Nhất và người phụ nữ cao gầy, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất như canh trộm, như là sợ anh có tâm địa gì xấu xa. Vương Nhất cũng cảm thấy không hiểu được, cuối cùng dứt khoát đứng dậy rời đi, đứng sang một bên. Bởi vì vậy, người phụ nữ càng thêm ngượng ngùng. Cũng may cửa nhanh chóng mở ra, Thi Việt Hải Cục Kiến trúc Đô thị tỏ vẻ cảm ơn Lý Khinh Hồng và Lý Thiên Dương, nhanh chóng rời đi. Tiếp theo, chúng ta phải thương lượng một chút chuyện tuyên truyền đưa thiên sứ ra thị trường. Lý Khinh Hồng dẫn Lý Thiên Dương đi đến trước mặt người phụ nữ cao gầy, giới thiệu, đây là minh tinh đại diện mà tôi mời đến. Cô Vương Thanh Hòa, đây là chủ tịch tập đoàn Ẩn Long, ông Lý Thiên Dương. Xin chào. Người phụ nữ cao gầy tháo kính và mũ lưỡi chai xuống, cười vươn tay với Lý Thiên Dương. Vương Nhất thuận thế nhìn sang, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, cô ấy chính là minh tinh Vương Thanh Hòa. Vương Nhất nhớ tên, không phải là vì cô ta nổi tiếng thế nào, mà là, cô ta là đồ đệ của Lạc Si. Không phải ai cũng có thể trở thành đồ đệ của Lạc Si. Cô ta có thể trở thành đồ đệ của Lạc Si, nhất định là có chỗ hơn người. Khi cô ta tháo kính mắt và mũ lưỡi chai xuống, dù là Vương Nhất, trước mắt cũng có chút kinh diễm. Tóc dài nhẹ nhàng rũ xuống hai vai, che lại phần lớn khuôn mặt của cô ta, làm khuôn mặt vốn đã rất nhỏ lại càng nhỏ. Ngũ quan đoan chính lập thể, khí chất tự nhiên xuất trần, cô ta chỉ mặc một bộ váy dài hoa nhỏ màu trắng đơn giản, phối cùng với một đôi giày vải cũng màu trắng. Thoạt nhìn bình dị gần gũi như chị gái nhà bên. Nhưng mà, không ai phát hiện người đàn ông thấp bé lúc Lý Khinh Hồng đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tư thái của Lý Khinh Hồng, trong mắt đều là vẻ gian ác. Đều nói chủ tịch Lệ Tinh đẹp như thiên tiên, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền. Mà lúc này, Vương Nhất nhìn ánh mắt của anh ta cuối cùng cũng lộ ra ý lạnh, nhưng vẫn không nói gì. Sau khi ngồi xuống, người đàn ông thấp bé giao một phần hợp đồng cho Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng xem xong, nhíu nhíu mày nhìn Vương Thanh Hòa, trước không phải cô ký hợp đồng với Hoa Ngữ Thanh Nhạc sao? Sao lại chuyển đến dưới trướng Giải Trí Huy Hoàng? Vương Nhất đứng bên cạnh, trong mắt lộ ra tia sắc bén, Giải Trí Huy Hoàng. Đây không phải là công ty giải trí của nhà họ Bạch sao? Vương Thanh Hòa ngại ngùng cười, đang muốn nói chuyện, người đàn ông thấp bé lại giành trước nói, Thanh Hòa sở dĩ đổi nơi khác, hoàn toàn là vì không gian phát triển tốt hơn, rõ ràng. Tài nguyên của Giải Trí Huy Hoàng càng lớn hơn, Thanh Hòa cũng sẽ càng mạnh. Nghe vậy, Lý Khinh Hồng lập tức nhíu mày, anh là ai? Khụ khụ. Người đàn ông thấp bé lập tức ho khan một tiếng, bình tĩnh nói, cho tôi tự giới thiệu, tôi tên là Từ Hí, trước mắt là người đại diện của Thanh Hòa. Vương Nhất nhìn Từ Hí này thêm mấy lần, nhưng không lên tiếng. Bởi vì Giải Trí Huy Hoàng có tiền án xấu thiếu nợ không trả, Lý Khinh Hồng vô cùng không thích Giải Trí Huy Hoàng. Nhưng nếu Vương Thanh Hòa đã nhảy sang Giải Trí Huy Hoàng, cô cũng không nên nói gì, dù sao, hai bên cũng có hợp tác. Từ Hí lấy ra ba bộ bản thảo, đưa cho ba người Lý Khinh Hồng, nói,
quảng cáo này là thiết kế riêng cho sản phẩm mới thiên sứ của quý công ty, mời các vị xem qua. Trong văn phòng còn có một người, chính là Vương Nhất, nhưng mà Từ Hí không có ý đưa cho Vương Nhất cái nào, loại ra bên ngoài. Sau khi Lý Khinh Hồng xem xong, lắc đầu, tinh hoa của quảng cáo nằm ở chỗ xúc tích, bản anh đưa cho tôi, quá dài. Từ Hí nhíu nhíu mày, nhưng vẫn vừa cười vừa nói, đây chỉ là bản thảo, sau này sẽ còn thay đổi, chủ yếu để mọi người nhìn xem, có chỗ nào không hợp lý cần sửa. Vương Thanh Hòa nhanh chóng phát hiện một vấn đề, phần diễn hôn ở đây, tôi cảm thấy hẳn là nên bỏ đi, tôi không diễn cảnh hôn. Lời này vừa nói xong, sắc mặt Từ Hí trở nên âm trầm, cười cười với Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, xin lỗi một chút. Nói xong, thì dẫn Vương Thanh Hòa ra khỏi văn phòng. Ngay khi ra khỏi văn phòng, biểu cảm của Từ Hí lập tức trở nên dữ dằn, sắp phải ký hợp đồng rồi, trong lúc mấu chốt này không cho phép cô làm hỏng việc của tôi, có nghe chưa? Sắc mặt Vương Thanh Hòa thay đổi, mở to hai mắt nhìn, chứ không phải anh đã đồng ý với tôi, không có bất kỳ cảnh diễn tiếp xúc thân thể nào sao, anh gạt tôi. Gạt cô thì sao? Từ Hí cười lạnh ba tiếng, Minh Tinh, tôi nhổ vào, cô có được ngày hôm nay, còn không phải là dựa vào tôi. Không có tôi, cho dù cô có một thân tài hoa thì sao, còn không phải không thể nào nổi lên. Lời nói này làm sắc mặt Vương Thanh Hòa lúc đỏ lúc trắng, nghiến chặt răng, lại không rên một tiếng. Thấy thế, Từ Hí còn nói thêm, Vương Thanh Hòa, cô tốt nhất tự hiểu rõ địa vị của mình, cô chính là công cụ kiếm tiền của công ty vui thì nâng cô chính là ngôi sao lớn vạn người kính ngưỡng, nếu như cô làm cái gì, làm công ty không vui, vậy thì đông lạnh cô. Cô vất vả nhiều năm như vậy, không nên uổng phí chứ. Trầm mặc một lúc lâu, vành mắt Vương Thanh Hòa ửng đỏ, nhưng vẫn khuất phục gật gật đầu. Như vậy mới đúng. Từ Hí lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau khi lần nữa đi vào, vẻ lo lắng trên mặt bị quét sạch, thay vào đó là một vẻ sáng lạn vui vẻ, Lý Tổng, làm mọi người đợi lâu. Còn người Vương Nhất đen nhánh, bất động thanh sắc nhìn Từ Hí, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, bị Vương Nhất nghe rõ ràng. Từ Hí bị ánh mắt của Vương Nhất nhìn đến sợ hãi trong lòng, nhanh rất nhanh hồi phục lại, nhìn Lý Khinh Hồng cười ha hả nói, không chỉ đồng ý cảnh hôn, còn đồng ý cảnh ra thịt. Vương Thanh Hòa vốn còn gượng cười nghe được câu này, cả người như bị đả kích, không thể tin được nhìn anh ta. Từ Hí thuận thế quay đầu lại, ánh mắt hung ác chừng Vương Thanh Hòa, ý bảo cô ta không cần nói. Mặt khác, chúng tôi cũng đã thảo luận, làm thế nào để sản phẩm của quý công ty một lần là nổi tiếng. Cuối cùng, đưa ra một kết luận rất tốt, chính là Lý Tổng ngài, cũng tự mình tham dự vào trong quảng cáo. Từ Hí nhìn khuôn mặt tinh xảo của Lý Khinh Hồng, nói. Lời nói của Từ Hí, làm Lý Khinh Hồng lộ vẻ kinh ngạc, mà ánh mắt của Vương Nhất, cũng từng chút lạnh xuống. Trước anh đã cảm thấy ánh mắt người này nhìn Lý Khinh Hồng không đúng, nhưng mà vẫn không có chứng cứ, cũng không lên tiếng, dù là nghe thấy cuộc nói chuyện với Vương Thanh Hòa bên ngoài phòng làm việc. Anh cũng không ra tay. Nhưng mà bây giờ lại còn đánh chủ ý lên người vợ anh, đây chính là hành động tìm chết. Lý Khinh Hồng vẫn không nghĩ đến mức này, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, thần sắc bình thản nói, cho tôi một lý do hợp lý. Từ Hí sớm có chuẩn bị, bình tĩnh nói, Lý Tổng mặc dù không phải là người trong giới giải trí, nhưng mà điều kiện bẩm sinh lại tốt hơn rất nhiều những ngôi sao chạm tay là có thể bỏng hiện nay. Tôi nghe nói, ngài ở trong giới thương nghiệp Thiên An, cũng được mệnh danh là chủ tịch lạnh lùng. Mặc dù Từ Hí nói rất nhiều lời khích lệ Lý Khinh Hồng, nhưng mà cũng không làm cô động dung, ánh mắt bình tĩnh như trước, thì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng mánh khóe này, lừa gạt ánh mắt của người xem, thậm chí, tự ý nào đó mà nói, danh khí của ngài, còn lớn hơn hiệu ứng ngôi sao Vương Thanh Hòa, hai bút cùng vẽ, sản phẩm mới của quý công ty, muốn không phổ biến cũng khó. Anh ta nói có lý rõ ràng, Lý Khinh Hồng có chút bị thuyết phục, nếu như là sản phẩm bình thường, cô chưa chắc sẽ tự mình đứng ra tuyên truyền, nhưng mà sản phẩm này là ký thác của cô cho con gái, là tâm huyết 5 năm nay của cô. Sau khi do dự, Lý Khinh Hồng lắc đầu, từ chối khéo nói, vẫn là thôi đi, tôi đã kết hôn rồi. Từ Hí ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng, Lý Tổng còn trẻ như vậy, thế mà đã kết hôn. Lý Khinh Hồng lạnh nhạt gật đầu. Từ Hí vẫn chưa hết hy vọng, kết hôn cũng không sao, chỉ có một vài cảnh nhỏ mà thôi, chúng tôi sẽ đặt trọng điểm lần tuyên truyền lên người cô, mà ngay cả Thanh Hòa, cũng chỉ là phụ trợ cho cô, thật sự không suy xét một chút sao.
Dưới sự khuyên nhủ liên tục của Tử Hí, Lý Khinh Hồng đột nhiên nhìn Vương Nhất, đột nhiên nhếch miệng lên, gật gật đầu, vậy được rồi, nhưng mà tôi sẽ không xuất hiện quá nhiều. Vương Nhất sửng sốt, không ngờ Lý Khinh Hồng thế mà lại đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt của Lý Khinh Hồng, anh lập tức hiểu hết, khóe mắt co giật. Người phụ nữ này, lòng trả thù thật nặng. Vẻ mặt Từ Hí lập tức trở nên kích động, trong mắt lộ ra nụ cười đã thực hiện được, nói, cảm ơn sự hợp tác của Lý Tổng, tôi giới thiệu một chút nam diễn viên hợp tác lần này, Thanh Hòa hẳn là cũng quen. Rồi vẫy vẫy tay với bên ngoài, vào đi. Sau đó, một người đàn ông sáng sủa, làn da trắng nõn đi vào, cười ha ha đánh giá Vương Thanh Hòa, vẻ ái mộ trong mắt, không chút che giấu. Nhưng mà, lúc nhìn thấy Lý Khinh Hồng thì trong mắt lại có vẻ khiếp sợ, sau đó, ánh mắt cực nóng bỏng, vị này là... Từ Hí vừa cười vừa nói, vị này chính là chủ tịch Lệ Tinh, cô Lý, cô ấy đã đồng ý với thỉnh cầu của chúng ta, diễn xuất hữu nghị. Lời này vừa nói, người đàn ông trắng trẻo lập tức kích động đứng dậy, tôi là Lương Nhật Tân, nghệ sĩ của giải trí Huy Hoàng. Lý Khinh Hồng gật nhẹ đầu, cô đã từng nghe đến cái tên này, cũng biết anh ta là thần tượng đang nổi, cũng là nghệ sĩ hàng đầu của giải trí Huy Hoàng. Nhưng Vương Thanh Hòa lại nhíu mày, trong mắt đều là chán ghét, sao anh lại đến đây? Tôi đến, đương nhiên là vì công việc. Lương Nhật Tân cười ha hả nói, nghe nói bên Lý Tổng thiếu nam diễn viên, nên tôi tự đề cử mình, hơn nữa không cần một đồng thù lao nào. Sắc mặt Vương Thanh Hòa vô cùng xấu, không nói một lời. Mà ánh mắt Lương Nhật Tân không ngừng qua lại giữa Vương Thanh Hòa và Lý Khinh Hồng, cảnh hôn đổi thành cảnh nóng, hơn nữa lại thêm nữ chủ tịch lạnh lùng tham diễn hữu nghị, anh ta là nam chính duy nhất, thật sự là quá diễm phúc. Nhưng mà, vừa dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ngại quá, anh đến muộn rồi, vai nam chính đã có người. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Lý Khinh Hồng tất cả mọi người đều biến sắc, đồng loạt quay đầu lại, nhìn Vương Nhất. Anh chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Lương Nhật Tân, nói, hơn nữa, toàn bộ cảnh hôn đều xóa bỏ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Vương Nhất, nếu không phải có lời anh vừa mới nói, tất cả mọi người đều cho là anh trong suốt. Rất nhanh, Vương Thanh Hòa lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn Vương Nhất, Lý Khinh Hồng cũng ý vị sâu xa cười một cái. Mà sắc mặt của Từ Hí và Lương Nhật Tân lại hoàn toàn trầm xuống. Anh là ai? Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao? Cút ra ngoài cho tôi. Khóe môi của Vương Nhất cong lên một độ cong trêu chọc, tôi là ai cậu còn không xứng để biết, đoạn phim này, cậu vẫn chưa có tư cách đến diễn. Nhưng mà lúc nói lời này, anh liếc mắt nhìn sang Lý Khinh Hồng, phát hiện vẻ băng lãnh trên mặt đã không còn. Quả nhiên, cô là vì trả thù mình tối hôm qua nói chuyện với Kim Thúy Như, mới đồng ý tham gia diễn, cô đoán chắc mình sẽ không nhịn được mà lộ diện. Lương Nhật Tân lập tức nổi giận, nhìn Từ Hí, đây đến cùng là chuyện gì? Từ Hí không chỉ là người đại diện của Vương Thanh Hòa, đồng thời cũng người đại diện của Lương Nhật Tân, đương nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng mà anh ta không nổi giận, mà chậm rãi đi đến cạnh Vương Nhất, hạ giọng nói, tôi không cần biết cậu là ai, nhưng mà tôi khuyên cậu đừng có mà xen vào việc của người khác, đừng ném mạng đi, cũng không biết. Anh ta cho rằng Vương Nhất sẽ sợ hãi. Không ngờ Vương Nhất thế mà giống như là nghe được chuyện cười, cũng hạ giọng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, quay lại nói với Bạch Vũ, an phận một chút, nhà họ Bạch còn sống được mấy ngày, ngày nào đó tôi hết kiên nhẫn, lại đến cửa chính nhà họ Bạch lần nữa, chuyện cũng không dễ thu xếp như vậy. Lời này vừa nói ra, đồng tử của Từ Hí lập tức mở lớn, ánh mắt nhìn Vương Nhất bỗng trở nên kinh hãi. Anh thế mà quen biết với ông chủ. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này bị ném đi. Cười lạnh một tiếng, cậu cho rằng cậu nghe được tên của ông chủ ở chỗ nào đó, có thể cáo mượn oai hùng sao? Ông cụ Bạch đường đường là gia chủ nhà họ Bạch, sao mà lũ nhân vật nhỏ như cậu có thể gặp được? Vương Nhất cũng không tức giận, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Từ Hí, lạnh lạnh nói, anh cũng chuyển cho Lương Nhật Tân gì gì đó một câu của tôi, nói là, nhà họ Kim đã mất rồi, nhà họ Lương mấy người, cũng cẩn thận một chút. Phù phù. Nếu như câu trước chỉ dọa Từ Hí sợ một chút, vậy thì câu nói thứ hai, hoàn toàn làm ông ta sợ đến mất hồn mất vía, hai chân trực tiếp mềm nhũn, chật vật ngã ngồi trên đất. Lương Nhật Tân là thành viên của nhà họ Lương, bí mật này chỉ có anh ta và Bạch Vũ biết, tên nhóc này, sao lại biết được? Còn có nhà họ Kim. Nhà họ Kim một trong bốn hào môn lớn, sao lại mất rồi?
Lúc này Lương Nhật Tân nhanh chóng đi đến bên cạnh Tử Hí, anh Hí, anh có chuyện gì vậy, mau đánh anh ta cho em đi. Đi nhanh. Tử Hí nắm lấy cánh tay Lương Nhật Tân, giống như chuột thấy mèo, nhanh chân bỏ chạy. Hai người nhìn như chuột đồng kẹp đuôi mà chạy, Vương Thanh Hòa mở to hai mắt nhìn. Lương Nhật Tân giây trước còn vênh váo hung hăng không ai bì được, sao giây sau đã chạy trốn. Cô ta nhìn Vương Nhất, tò mò hỏi, anh nói cái gì với bọn họ vậy? Vương Nhất cười lắc đầu, bí mật. Tử Hí dẫn theo Lương Nhật Tân như chạy nạn ra khỏi tòa nhà quốc tế, dùng tốc độ nhanh nhất quay về giải trí Huy Hoàng. Sao hai người về sớm vậy? Bạch Phú nghe thấy kỳ quái hỏi. Tử Hí không hề giữ lại nói một tin tốt và một tin xấu cho Bạch Phú. Nghe xong, Bạch Phú cũng sửng sốt một chút, vẻ mặt rúng động, ông chắc chắc ông không nghe sai. Hoàn toàn chính xác. Sắc mặt Tử Hí nặng nề, người trẻ tuổi kia, thật sự nhìn thấu thân phận của Nhật Tân. Thật không ngờ, biện pháp giữ bí mật của chúng ta làm tốt như vậy, thế mà lại bị anh ta nhìn thấu. Sắc mặt của Bạch Phú cũng trở nên nghiêm túc, sờ cằm, đi qua đi lại trước bàn làm việc. Lương Nhật Tân trầm mặc một lúc, nói, có phải chỉ là mèo mù vớ phải cá rán thôi, vừa tôi bị tên khốn kia đoán trúng. Vừa nhớ đến vai nam chính bị Vương Nhất tranh mất, anh ta giận đến nghiến răng. Anh ta thương nhớ Vương Thanh Hòa cũng không phải ngày một ngày hai, khó lắm mới có cơ hội âu yếm, cứ như vậy chạy mất. Không thể. Bạch Phú vung tay lên, nghiêm mặt nói, nếu cậu ta đã nói cậu là người nhà họ Lương, vậy nghĩa là, cậu ta căn bản không sợ trả thù. Tử Hí nhịn không được chen miệng nói, chủ tịch, Vương Nhất kia, đến cùng là ai? Vì sao ngay cả nhà họ Lương một trong bốn gia tộc lớn ở Thiên An cũng không để vào mắt? Còn có, nhà họ Kim, thật sự mất rồi sao? Vấn đề này, Bạch Phú không trả lời. Không phải ông ta không muốn trả lời, mà ông ta không trả lời được. Đêm mà nhà họ Kim bị diệt, ông ta ở đó, tận mắt chứng kiến khung cảnh dòng lũ sắt thép cùng với hình ảnh tất cả người nhà họ Kim bị bắt đi, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Về phần người của quân khu sao lại đột kích kiểm tra, không ai biết. Người thật sự biết rõ thân phận của Vương Nhất, chỉ sợ có mỗi một mình Kim Thành Vũ, đáng tiếc, người đã trở thành người thực vật. Vốn còn muốn để Lý Khinh Hồng chịu chút khổ, nhưng mà nếu Vương Nhất đã ở đó, vậy thì thôi, đừng nhắc lại nữa. Bạch Phú trầm giọng nói ra, hơn nữa, sau này, tất cả người nhà họ Bạch không được đụng vào Vương Nhất. Mặt khác, tận lực nghiêng tài nguyên trong tay về cho Vương Thanh Hòa. Chủ tịch, chẳng lẽ cứ như vậy thôi? Lương Nhật Tân không cam lòng. Đương nhiên không phải. Trong mắt Bạch Vũ lộ ra vẻ hung ác, chỉ dựa một nhà họ Bạch của tôi, đương nhiên đối phó với Vương Nhất như thế, chỉ có mượn sức nhà họ Lương, mới có cơ hội. Tôi từng nghe, hạng mục kiến trúc đô thị thành phố tất cả tập đoàn và gia tộc đều tâm tâm niệm niệm lại rơi vào trong tay tập đoàn Lệ Tinh. Không sai. Lương Nhật Tân gật gật đầu nói, chuyện này tôi có nghe ông nội nhắc đến, vì chuyện này, ông ấy còn ảo não một thời gian. Nhà họ Lương chỉ phụ trách cải tạo thượng lưu sông Thiên An, vốn định nhân lúc còn nóng lấy luôn kế hoạch cải tạo hạ lưu, không ngờ lại bị tập đoàn Lệ Tinh nhanh chân giành trước. Ông cụ Lương thật sự rất ảo não sao? Còn giả được sao, thiếu chút nữa ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Như vậy rất tốt, đây có lẽ sẽ thành điểm đột phá của chúng ta. Bạch Phú lầm bầm lầu bầu, còn có Vương Thanh Hòa, tôi có dự cảm, nếu muốn đánh lại tập đoàn Lệ Tinh, cô là mấu chốt. Lý Khinh Hồng vỗ bàn quyết định, Vương Nhất đóng vai nam chính, về phần cô, không chỉ tham gia diễn hữu nghị, còn có thể mang Tử Lam vào cảnh. Vương Thanh Hòa mặc dù không biết Lý Khinh Hồng sao lại quyết định như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, sau khi xác định ngày quay, rồi rời đi. Trong phòng chủ tịch, chỉ còn lại hai người Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng đang gõ bàn phím lạch cạch, Vương Nhất cũng ngồi trên ghế sofa không nói lời nào, không khí có chút nặng nề. Cuối cùng, Lý Khinh Hồng dừng ngón tay linh hoạt lại, mặt không cảm xúc nhìn Vương Nhất, anh rất tức giận phải không? Vương Nhất cười khổ một tiếng, không giận, chỉ là rất ngạc nhiên, không ngờ, em cũng chơi chiêu giống như những người phụ nữ bình thường. Lý Khinh Hồng vẫn không chút cảm xúc, em là nữ nhân, không phải nữ thần. Vương Nhất như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt khó hiểu, nhưng không phải lần trước em còn nói, bên cạnh anh nhiều con gái lên là chuyện tốt sao? Bộp! Lý Khinh Hồng lập tức thả công việc trong tay xuống, lạnh lùng nói, cái loại oanh oanh yến yến bình thường em không quan tâm,
nhưng cũng không hào phóng đến mức cho anh đi gặp vợ trước của mình. Vương Nhất thở dài, quả nhiên là vì chuyện của Kim Thúy Như. Mặc dù Vương Nhất không biết Lý Khinh Hồng làm thế nào tra được, nhưng mà anh biết, thân là chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh, cô nhất định có cách thức và con đường của mình. Thấy Vương Nhất trầm mặc, vẻ mặt Lý Khinh Hồng hòa hoãn một chút, lại nói, chuyện của anh và cô ta, em ít nhiều cũng có biết, nếu như không có cô ta, 5 năm trước chúng ta cũng không gặp nhau. Vương Nhất hơi trầm tư, chậm rãi nói ra, đúng thế, nếu không có cô ta, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Kỳ thật nhưng lời này phải nói là, nếu như không có mấy người áo đen kia, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau, bởi vì những người bắt cóc kia, cũng không phải Kim Thúy Như chỉ điểm. Cách xa cô ta một chút, cô ta rất nguy hiểm. Lý Khinh Hồng thản nhiên nói. Hình như em rất hiểu cô ta. Vương Nhất đột nhiên nghi ngờ hỏi. Không chỉ lần này, còn có những lúc trước đó nhắc đến Kim Thúy Như biểu cảm của Lý Khinh Hồng cũng vô cùng vi diệu. Chỉ thấy cô sâu xa nói, cô ta là bạn họ thời đại học của em, cũng là đối thủ cạnh tranh của em. Từ tòa nhà quốc tế đi ra, trong lòng Vương Nhất thật lâu không thể bình tĩnh lại. Anh không ngờ, Lý Khinh Hồng và Kim Thúy Như còn có quan hệ như vậy. Người vĩ đại, luôn xem người ưu tú hơn người làm đối thủ. Hai người đều cùng tốt nghiệp ở Cambridge, đều là hai người con gái Phương Đông được bầu chọn là hoa hậu giảng đường trăm năm. Sau khi tốt nghiệp, đến phố Uôn thực tập, hai người đều thể hiện thiên phú đầu tư và kinh doanh rất mạnh, nhưng mà Lý Khinh Hồng vẫn không thể chèn ép Kim Thúy Như được, cho đến bây giờ. Kim Thúy Như thừa kế tập đoàn gia tộc, mà Lý Khinh Hồng lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã hiểu. Không hổ là người phụ nữ của anh. Nghĩ vậy, Vương Nhất cũng vui mừng cười. Đến gần nhà trẻ Carter, Lãnh Nhan dừng xe lại. Chiếc Rolls-Royce kia quá mức huênh hoang, cho nên Lãnh Nhan nghe theo đề nghị của Vương Nhất, lại mua một chiếc Volkswagen màu đen khiêm tốn. Ba ba. Không đợi bao lâu, Vương Tử Lam đã chạy từ trong nhà trẻ ra, nhìn thấy Vương Nhất, trên khuôn mặt nhỏ phấn khích. Đến đây, ba đón con về nhà. Hai người chỉ cách một con đường nhỏ, Vương Nhất cũng không đi, mà ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay, chờ Vương Tử Lam chạy đến. Lúc này một chiếc Hummer Việt dã giống như mãnh thú liên tục rú ga, lao mạnh đến. Nhìn thấy sắp đụng vào Vương Tử Lam rồi, nhưng chiếc Hummer này vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Tử Lam. Nhìn thấy hình ảnh kinh hồn đó, đồng tử Vương Nhất đột nhiên co lại, dùng hết sức toàn thân, la lớn. Mà Vương Tử Lam cũng như là cảm nhận được, vô thức quay đầu lại. Ảnh ngược trong mắt, lại là một bóng đen cực lớn. Vương Tử Lam lập tức dừng lại, ngơ ngác đứng giữa đường, nhìn chiếc Hummer đang lao về phía mình. Vù vù vù. Bóng đen giống như vật khổng lồ, bao bọc toàn hoàn Vương Tử Lam đang đờ đẫn. Khoảng cách của hai bên chỉ có 5 mét. Vương Tử Lam thậm chí còn có thể cảm nhận được kình phong thổi vù vù của chiếc Hummer Việt dã, đổi qua gò má. Cô bé vô thức nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, mũi chân của cô bé bỗng rời khỏi mặt đất, cả người giống như bay lên vậy. Vô thức mở mắt ra thì nhìn thấy một bờ vai rộng có lực, cô ta nằm trong lòng ôm ấm áp. Ba. Vương Tử Lam kích động gọi thành tiếng, ôm chặt ngực của Vương Nhất. Vương Nhất lăng không nhảy lên, ôm Vương Tử Lam xoay một vòng ở trong không trung, sau đó đáp xuống đất. Cả quá trình chỉ trong nháy mắt, ngay cả trái tim của Lãnh Nhan cũng nảy lên trong nháy mắt. Kít. Chiếc Hummer đó di chuyển một cách đẹp mặt, bánh xe ma sát dữ dội với mặt đất, để lại mấy dấu vết rất sâu, lúc này mới từ từ dừng lại. Lúc này, có một người thanh niên nhảy từ trên xe xuống, đằng sau có ba vệ sĩ đi theo, mắng mỏ đi về phía Vương Nhất, trẻ con nhà ai, đi đường không nhìn xe, vội đi đầu thai à. Tuy nhiên, Vương Nhất căn bản không thèm để ý anh ta, chỉ rất căng thẳng kiểm tra Vương Tử Lam có bị thương hay không. Vương Tử Lam cố gắng kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, trên gương mặt tái nhợt miễn cưỡng nở một nụ cười, ba, con không sao. Xin lỗi, Tử Lam, vừa rồi ba nên đi qua. Thấy con gái bị kinh sợ, trong lòng Vương Nhất cực kỳ áy náy, giao cô bé cho Lãnh Nhan, mang con bé đi mua ít đồ ăn. Lãnh Nhan biết Vương Nhất muốn làm gì, rất nhanh bế Vương Tử Lam đi xa, hình ảnh tiếp theo không thích hợp để trẻ con nhìn thấy. Dõi theo Vương Tử Lam đi xa. Biểu cảm trên mặt Vương Nhất lập tức biến mất, thay vào đó là sát khí cực kỳ âm trầm, anh từ từ đi về phía người thanh niên kia.
hỏi anh đó, vừa rồi là con của nhà anh sao? Người thanh niên đó còn không biết ngày chết của mình đến rồi, vẫn không biết đủ mà mắng, tôi đã ấn còi rồi, nó còn chạy qua như không giống thấy, đâm chết cũng là đáng đời. Bụp! Lời nói bỗng dừng lại, cú đấm của Vương Nhất đã đấm vào mặt của anh ta. Cú đấm này ẩn chứa sự phẫn nộ của Vương Nhất, trên mặt người thanh niên lập tức máu thịt bắn ra, sống mũi bị gãy. Cơ thể của anh ta cũng như con diều đứt dây, bay ra ngoài rất xa. Cậu chủ! Ba vệ sĩ thấy vậy thì sốc, vội vàng chạy tới bên cạnh người thanh niên, đỡ anh ta lên. Anh ta đau đớn ôm mũi, nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, anh ta vậy mà dám đánh tôi, các anh còn ngây ra đó làm gì, lên cho tôi. Ánh mắt của ba vệ sĩ đó lập tức trở nên lạnh lẽo, dùng tư thế đánh bọc sườn mà đi về phía Vương Nhất. Chỉ thấy cơ thể của Vương Nhất thẳng tắp, một chân dẫm mạnh lên mặt đất. Rầm, đường nhựa lập tức nứt ra. Tôi chỉ cần mạng của cậu ta, ai dám bước lên thì chết cùng với cậu ta. Lời nói lạnh nhạt vang vẳng, ba vệ sĩ đó vậy mà không ai dám bước lên. Anh, người thanh niên đó kinh sợ trợn to mắt, không ngờ người đàn ông này lại có lực lượng như này. Nhưng anh ta vẫn nói kiểu không sợ chết, anh có biết tôi là ai không? Tôi tên Tôn Huy Vương, là người của nhà họ Tôn. Ồ, nghe thấy ba chữ này, Vương Nhất cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tôn Kiều và Tôn Chính Vũ là gì của cậu? Mấy ngày trước ở trong bữa tiệc của nhà họ Kim, trong số người của nhà họ Tôn, anh không có thấy người này. Tôn Huy Vương sững người, liếc nhìn Vương Nhất mấy lần, không ngờ anh vậy mà biết ba và chị gái của mình, sẽ không phải là người quen của ba và chị gái chứ. Vì vậy đã nói, đừng tưởng rằng quen biết ba và chị của tôi thì có thể không sao, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, anh đánh tôi như nào, tôi cũng sẽ đánh anh như thế. Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng sâu hơn, vốn gia tộc Tuyến Hai giống như nhà họ Tôn các cậu, tôi là khinh thường đối phó, nhưng các cậu cứ không có mắt, cứ muốn chọc giận tôi. Mặt của chị cậu bị hủy rồi, đây chỉ là một cảnh cáo, còn cậu đâm tôi thì có thể, nhưng cậu suýt nữa đâm con gái của tôi, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử tới, cũng không cứu được cậu. Cái gì, mặt của chị tôi là anh hủy? Nghe thấy lời của Vương Nhất, cả người Tôn Huy Vương chấn động. Ánh mắt nhìn sang Vương Nhất cũng trở nên kinh sợ. Anh ta từng thấy gương mặt đó của Tôn Kiều, máu tươi ướt đẫm, bị tàn phá dã man, thậm chí ngũ quan cũng mơ hồ rồi, đến nay vẫn ở trong bệnh viện cấp cứu, anh ta không ngờ, người trước mắt là hung thủ. Vương Nhất lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt giống như đang nhìn một cái xác không có sự sống, từ từ cất bước về phía anh ta. Tôn Huy Vương bị dọa giật mình, lập tức gào lên với ba vệ sĩ của anh ta, các anh mau lên. Ba vệ sĩ đó bất chấp mà lao về phía Vương Nhất đạp mạnh một cước, lập tức đá bay vệ sĩ ở trên cùng ra 5,6 mét. Đồng thời tay móc lên, túm lấy cổ tay của tên vệ sĩ thứ hai, giơ cao anh ta lên, ném ở trên người tên vệ sĩ cuối cùng. Một hiệp, vệ sĩ của Tôn Huy Vương bị tiêu diệt hết, sau đó anh ta trợn to đôi mắt khó tin. Có điều, Vương Nhất lại không tiếp tục tiến tới, mà nhìn anh ta nói, cậu nói đúng, tội chết có thể miễn. Tội sống khó thoát. Nói rồi, anh xoay người lại, ngồi vào chiếc xe Magotan đó, từ từ khởi động xe. Soạt soạt, bốn bánh xe nhanh chóng lăn bánh, ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, từ khởi động máy tăng tốc thì thấy, ga đã đạp kịch, tốc độ của chiếc xe vượt qua 200 km/h. Nhưng chiếc xe vẫn đứng tại chỗ, chỉ là thân xe chấn động dữ dội, giống như một quả bom C4 sắp dẫn nổ. Vương Nhất ngồi ở vị trí ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Huy Vương. Nhìn chiếc xe chấn động, Tôn Huy Vương cũng giống như hiểu được cái gì đó, đồng tử co rút, kinh hãi hét lên, anh muốn làm gì? Nơi này là trường mầm non. Mà động tĩnh ở đây cũng thu hút rất nhiều phụ huynh ở cổng trường mầm non đang đón con, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chiếc xe Magotan và Vương Nhất trong xe. Vương Nhất cười lạnh một tiếng, cậu cũng biết nơi này là trường mầm non. Vừa rồi khi lái xe đâm con gái của tôi, sao không nhớ nơi này là trường mầm non? Sau giọng nói cực kỳ lạnh lẽo cực điểm, Vương Nhất bỗng nhả tay phanh. Rừng! Ngay lập tức, tốc độ của chiếc xe được đẩy lên mắc, đâm về phía Tôn Huy Vương. Nó giống như một tia chớp, do vừa rồi kéo tay phanh, cho nên lực cản của bánh xe rất lớn. Bây giờ nhả tay phanh ra, chiếc xe không còn bất cứ sự kìm hãm nữa, bốn bánh xe xoay nhanh, thậm chí bắn ra đốm lửa chói mắt.
người xem xung quanh cũng không nhìn được mà bịt miệng, dường như đã thấy trước tai nạn xe sắp diễn ra. Cứu mạng! Đồng tử của Tôn Huy Vương co rút, không thèm nghĩ ngợi, dùng tay chân, giống như chó mà dùng sức bò dậy. Nhưng khoảng cách của hai bên vẫn rút ngắn trong nháy mắt. Vương Nhất lái chiếc Magotan, tốc độ xe đã vượt qua 200 km/h, in sâu vào trong đồng tử của Tôn Huy Vương. Bốn chiếc bánh xe lớn giống như lưỡi đao đoạt mạng, tuyên phán tội chết của anh ta. Cả người Tôn Huy Vương nằm ở trên đất, ôm chặt đầu của mình, co lại một cục. Cả người anh ta cực kỳ run rẩy, lúc này vô số ý nghĩ vụt qua trong đầu anh ta là cậu cả của nhà họ Tôn, có tiền dùng mãi không hết, anh ta còn chưa kết hôn sinh con, anh ta còn chưa thừa kế nhà họ Tôn. Tuy nhiên, rất lâu sau, cơn đau trong tưởng tượng đều không có xuất hiện trong đầu, Tôn Huy Vương không nhịn được mà mở mắt ra. Tuy nhiên, khi mở mắt ra thì anh ta nhìn thấy một màn mà cả đời không thể quên đi, bánh xe cực lớn dừng ở vị trí cách anh ta không đến 1 cm, chỉ tiến thêm một chút xíu nữa thì có thể nghiền nát đầu của anh ta. Khởi động máy tăng mắc tốc độ, thân xe nóng ran, bánh xe đã rời ra, còn tỏa ra khói đen. Tất cả mọi chuyện đều sản sinh xung kích cực lớn đối với linh hồn của Tôn Huy Vương, anh ta sợ hãi trợn to mắt, vừa kích động, đúng quần là một vũng một vàng, vậy mà bị dọa tè ra quần. Mà phụ huynh trẻ con ở cổng trường mầm non cũng đều ngây ngốc. Khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, theo lý mà nói là không phanh được. Nhưng người đàn ông này lại khống chế tốc độ xe tới cực điểm, chứng tỏ kỹ thuật lái xe của anh đã đạt tới mức độ xuất quỷ nhập thần. Giống như chú ý tới ánh mắt của người xung quanh, Vương Nhất lạnh nhạt quét qua, lập tức những phụ huynh đó lũ lượt dẫn con rời đi. Không quá một phút thì cổng trường mầm non không còn ai nữa. Vương Nhất bước xuống xe, từ trên cao nhìn xuống Tôn Huy Vương. Tôn Huy Vương cuối cùng cũng phản ứng lại, vừa lăn vừa bò từ dưới gầm xe ra ngoài, chuẩn bị bò đi. Nhưng mới vừa bò được 1 mét, sống lưng đã bị một cái chân dẫm lên. Đừng, đừng giết tôi. Tôn Huy Vương bị dọa tới mức cả người run rẩy, sức lăn bò cũng không có nữa. Trong mắt Vương Nhất bắn ra hai tia sáng sắc lạnh, vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Nói cho tôi biết tại sao muốn ra tay với con gái của tôi không làm tổn thương tới tính mạng của cậu. Tôi là vừa hay đi qua. Tôn Huy Vương ngẩng đầu nhìn Vương Nhất, lắp bắp nói. Ánh mắt của Vương Nhất chợt rét lạnh, lần nữa lên xe, nhanh chóng khởi động xe, sau đó đạp ga về phía Tôn Huy Vương. Soạt! Chỉ nghe thấy âm thanh khiến người ta rét lạnh, một chân của Tôn Huy Vương bị bánh xe nghiến gãy. Á! Anh ta cũng phát ra âm thanh thảm thiết xé ruột xé gan, cả người co giật, trên trán chảy những hạt mồ hôi. Vương Nhất hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Tôn Huy Vương bị đè ở dưới gầm xe, nói, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nếu cậu còn nói dối nữa, hoặc không nói, tôi nghiến nốt cái chân còn lại của cậu. Ánh mắt của Tôn Huy Vương co rút, nhưng vẫn trầm mặc. Trong lúc Tôn Huy Vương trầm mặc, Vương Nhất điều khiển vô lăng, bánh xe đè lên chân trái của Tôn Huy Vương chuyển hướng. Rắc rắc. Vì vậy, vốn xương đã gãy nát, càng bị nghiến nát hơn. Tôn Huy Vương đau tới mức đập lên mặt đất, tôi nói. Vương Nhất lúc này mới dừng lại, lạnh nhạt nhìn anh ta. Là ba của tôi bảo tôi làm như vậy. Tôn Huy Vương nói chuyện cũng hít khí lạnh, anh hủy hoại mặt của chị tôi thành như vậy, đồng nghĩa hủy hoại cuộc đời của chị ấy, ba tôi cũng muốn anh nếm cảm giác như vậy. Khựng lại một chút, Tôn Huy Vương tiếp tục nói. Ba tôi nghe ngóng được anh đã có gia đình, còn có một cô con gái học ở trường mầm non, cho nên bảo tôi đi đâm con gái của anh, không cần đâm chết, chỉ cần đâm cho tàn phế là được. Khoảnh khắc câu nói này vứt dứt, trên người Vương Nhất bỗng bùng phát một cỗ ý lạnh, giọng nói càng lạnh thấu xương, Tử Lam nó mới 5 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, cậu nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ 5 tuổi, thật sự là táng tận lương tâm. Táng tận lương tâm ư? Đụng phải sát ý của Vương Nhất, Tôn Huy Vương cũng không biết lấy đâu ra can đảm, cười lạnh một tiếng, anh hủy hoại mặt của chị tôi thành như vậy, sao không cảm thấy táng tận lương tâm? Lấy đạo của người để trị lại người mà thôi. Cậu tự đi hỏi thử Tôn Kiều đã làm chuyện ác độc gì? Thần sắc của Vương Nhất rất lạnh nhạt, nói, tất cả chuyện này đều là cô ta tự mình chuốc lấy. Nếu đã như vậy, chuyện mà nhà họ Tôn tôi làm cũng không gì đáng trách, chỉ là thất bại mà thôi. Cũng không biết là đau đớn hay phẫn nộ, Tôn Huy Vương mặt mày dữ dằn, một lần thất bại còn có lần thứ hai, hai lần thất bại còn có lần thứ ba,
ngày tháng còn dài, tóm lại sẽ có một lần anh sẽ vì điều này mà hối hận. Vương Nhất lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tôn Huy Vương, cậu sai rồi, tôi làm việc, trước giờ không để lại cái đuôi, nếu đã bị tôi phát hiện, nhà họ Tôn cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Soạt, vừa dứt lời, anh lùi xe lại, sau đó lái về phía chân phải của Tôn Huy Vương. Rắc rắc, xương của chân phải Tôn Huy Vương cũng theo đó mà bị nghiến gãy. Nếu đã muốn đâm con gái của tôi thành tàn phế thì tôi khiến cậu biến thành tàn phế trước. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Tôn Huy Vương đã đau đớn mà ngất đi, ánh mắt lạnh nhạt giống như mất hết nhân tính. 3. Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới một tiếng gọi vui vẻ. Sự sắc lạnh trong mắt Vương Nhất lập tức rút đi, thay vào đó là ý cười dịu dàng. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Tử Lam nắm tay của Lãnh Nhan, chạy nhanh về phía Vương Nhất. Trong tay cầm một cây kẹo cầu vồng, trên đầu đeo cái bờm sừng hươu, nhìn trông giống như một cô bé linh hươu, rất đáng yêu. Trên đầu của Lãnh Nhan cũng mang một cái bờm sừng hươu, từ kích cỡ thì thấy chắc là combo, chỉ có điều thần sắc rất không tự nhiên. Xem ra một lúc vừa rồi trông cô bé, Lãnh Nhan bị Vương Tử Lam, giày vò, không ít. Vương Nhất bế Vương Tử Lam vào trong lòng, lại quay đầu nhìn Lãnh Nhan, bỗng nhiên nói, cái này thật ra khá hợp với cô. Lãnh Nhan vô thức sờ cái sừng hươu trên đầu, bị chọc đỏ bừng mặt. Ba, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ? Cô bé vui vẻ chui vào trong lòng Vương Nhất, hỏi. Ba mang con tới xem, sở thú. Vương Nhất xoa đầu của Vương Tử Lam một cách cưng chiều, ở sâu trong mắt lại xẹt qua một tia hàn quang khiếp người. Tới nhà họ Tôn. Được. Nghĩ tới vừa rồi Vương Tử Lam suýt nữa bị xe đâm, Lãnh Nhan cũng mang vẻ mặt lạnh lùng. Cùng lúc đó, nhà họ Tôn. Tuy nhà họ Tôn là gia tộc tuyến hai ở Thiên An, nhưng cũng có biệt thự trang viên của mình. Lúc này, tất cả người dòng chính của nhà họ Tôn đều vây quanh một chiếc giường bệnh trắng phau, một người phụ nữ dựa vào trong lòng của gia chủ Tôn Chính Vũ của nhà họ Tôn, giọng nói trầm thấp mà oán độc. Con muốn anh ta chết, con muốn anh ta chết. Nếu cách gần sẽ phát hiện cả phần đầu đều dùng băng gạc trắng bao bọc, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn trông giống như một xác ướp cực kỳ đáng sợ. Người hủy dung của cô ta không phải Vương Nhất, mà là Lãnh Nhan, nhưng món nợ này Tôn Kiều đều tính lên người của Vương Nhất. Tôn Chính Vũ vội vàng nói, Kiều, con yên tâm, ba đã kêu Huy Vương đi ra tay với con gái của cậu ta, ba muốn khiến cậu ta nếm mùi vị mất đi con gái. Dầm! Vừa dứt lời, ở bên ngoài trang viên của nhà họ Tôn lại truyền tới một âm thanh động trời. Tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức mắt trợn tròn. Một chiếc Magotan màu đen đâm thẳng vào, cổng lớn của trang viên giống như giấy vụn, bị đâm bay ra. Kẻ nào? Tôn Chính Vũ nổi giận, tuy nhà họ Tôn của ông ta không phải là gia tộc hàng đầu của Thiên An, nhưng cũng không phải là nhà mà bất cứ ai cũng có thể nắm bóp. Ông ta dẫn người xông ra, chỉ thấy cửa xe mở ra, một nam một nữ với ánh mắt lạnh lùng từ trên xe bước xuống. Trong tay của người đàn ông còn ôm một bé gái phấn nộn, đập vào trong mắt người ở đây lại không có một chút cảm giác không hài hòa nào cả. Tử Lam, đợi một lát. Vương Nhất nói lời dịu dàng với Vương Tử Lam, sau đó từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc này, trong mắt anh bắn ra sát cơ vô tận, cả cái sân lớn của nhà họ Tôn đều văng vẳng lời nói lạnh thấu xương của Vương Nhất. Tất cả mọi người của nhà họ Tôn, hoặc thần phục, hoặc chết. Đợi nhìn rõ người đến. Tất cả mọi người của nhà họ Tôn đều biến sắc. Tôn Chính Vũ còn trợn to mắt một cách khó tin, nói, con gái của cậu sao vẫn yên ổn. Vương Nhất cười lạnh một tiếng, nói, ông hình như rất hy vọng con gái của tôi xảy ra chuyện. Tất cả mọi người của nhà họ Tôn đều nhìn nhau, gia chủ đã phái Tôn Huy Vương đi đâm con gái của anh, theo lý mà nói, nên đâm con gái của anh thành tàn phế mới đúng, sao Vương Tử Lam lại không có chuyện gì hết. Nhất thời. Trong lòng tất cả mọi người của nhà họ Tôn đều dấy lên một cảm giác bất an. Bỗng nhiên, Tôn Chính Vũ dường như nghĩ ra điều gì đó, đồng tử co rút, tức giận nhìn Vương Nhất, quát, Huy Vương đâu? Người đâm người chưa trở về, người bị đâm ngược lại tìm tới cửa, khiến nội tâm của Tôn Chính Vũ rất bất an. Ánh mắt của Vương Nhất quét cho tất cả mọi người một cách lạnh nhạt, sau đó nhìn sang Lãnh Nhan, trả con trai của ông ta cho ông ta. Được. Khóe miệng của Lãnh Nhan cũng hơi nhếch lên, mỉa mai liếc nhìn bọn họ, sau đó mở cốp xe ra, ném Tôn Huy Vương không thể nhúc nhích giống như một con chó chết tới trước mặt Tôn Chính Vũ.
tên chó già, con trai của ông ở đây. Trong nháy mắt, trong trang viên của nhà họ Tôn rơi vào khoảng lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tôn Huy Vương nhếch nhác nằm gục trên đất, vô thức bịt miệng lại. Lúc này, truyền tới một tiếng hét xé ruột xé gan, Huy Vương. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp rất có phong vận không cần mạng mà chạy tới bên cạnh Tôn Huy Vương, ôm lấy anh ta, nước mắt rơi xuống, chân của con. Làm sao vậy? Mẹ! Mắt của Tôn Huy Vương cũng đỏ ngầu, ôm chặt lấy người phụ nữ trung niên xinh đẹp, giọng nói vừa khàn vừa đau đớn, chân của con bị bánh xe nghiến gãy rồi. Lời này vừa dứt, tất cả người của nhà họ Tôn, bao gồm cả Tôn Chính Vũ đều có dáng vẻ bị sét đánh, lảo đảo. Tôn Huy Vương rõ ràng là người đi nghiến người ta, sao lại bị nghiến ngược rồi? Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đó vừa nghe thấy lời này thì càng không chịu nổi đả kích, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Mau đưa bà ấy về phòng, Tôn Chính Vũ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nói. Cả nhà họ Tôn loạn thành một mớ, nhưng ánh mắt của Vương Nhất vẫn lạnh lẽo, đối diện với kẻ địch, anh sẽ không chút lương tay. Tôn Chính Vũ mặt mày đầy sự phẫn nộ, nhìn Vương Nhất quát, cậu rốt cuộc đã làm gì Huy Vương? Cậu ta muốn ra tay với con gái của tôi đương nhiên sẽ không để cậu ta sống. Đôi mắt của Vương Nhất rất tĩnh lặng, điềm nhiên nói, không giết cậu ta đã là sự nhân từ lớn nhất đối với cậu ta rồi. Cậu! Tôn Chính Vũ tức không nhẹ, nhưng vừa nhìn thấy Lãnh Nhan ở đằng sau anh thì không dám vọng động nữa. Ba, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, trong phòng truyền tới giọng nói của một người phụ nữ. Tôn Kiều mặt quấn băng gạc rất dày đi ra, khi nhìn thấy Vương Nhất, lập tức hét lên một tiếng, Vương Nhất! Là anh! Cô ta mang theo oán khí ngút trời lao về phía Vương Nhất, anh làm mặt của tôi thành như này, còn dám tới nhà họ Tôn của tôi liều với anh. Tuy nhiên, chỉ đi một bước thì cô ta không dám động nữa, cứng nhắc đứng tại chỗ. Trên cổ của cô ta có thêm một con dao sắc bén. Lãnh Nhan giống như ma quỷ xuất hiện ở đằng sau cô ta. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, còn bước thêm một bước, chết. Tôn Kiều lập tức không dám cử động, nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn sang Tôn Chính Vũ, ba, cứu con. Một màn này càng kích thích sâu sắc Tôn Chính Vũ, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, Vương Nhất, cậu đừng tưởng rằng có một vệ sĩ lợi hại thì có thể hoành hành bá đạo. Vậy nhà họ Tôn của ông thì có thể hoành hành bá đạo sao? Giọng nói của Vương Nhất cực kỳ rét lạnh. Chẳng qua chỉ là một gia tộc tuyến hai mà thôi, cũng dám ra tay với con gái của tôi, thật là to gan. Vừa dứt lời, một cỗ sát khí mạnh liệt cũng theo đó mà tỏa ra, Tôn Chính Vũ bị cỗ sát khí này dọa sợ phải lùi lại ba bước, cả người như rơi vào hầm băng, rất lạnh lẽo. Huy Vương đã bị cậu phế rồi, cậu còn muốn như nào? Tôn Chính Vũ tức giận chất vấn. Đường để bày ở trước mặt các người, sống hay chết, xem ông lựa chọn. Tôn Chính Vũ đương nhiên biết lựa chọn mà Vương Nhất nói là gì, thần phục hoặc chết. Lúc này, Vương Tử Lam ở một bên nhìn sang Vương Nhất đầy kỳ quái, hỏi, ba không phải nói mang con đi sở thú sao, động vật đâu? Sắp có rồi. Đối diện với Vương Tử Lam, Vương Nhất giống như biến thành một người khác, giọng nói vô cùng dịu dàng, Tử Lam lên xe ngồi một lát trước. Vâng ạ. Bây giờ Vương Nhất vẫn chưa ra tay với nhà họ Tôn. Cho nên Vương Tử Lam không sợ, cô bé ngoan ngoãn đi lên xe, chơi đồ chơi. Tôn Chính Vũ biết sự mạnh mẽ của Vương Nhất, nhưng vẫn không biết sợ. Vương Nhất, buổi tối ngày hôm đó cậu ở nhà họ Kim gây sự, thật sự không ngờ cậu còn có thể sống rời đi. Cậu không an phận cũng thôi đi, vậy mà còn muốn đối địch với nhà họ Tôn của tôi, thật sự là châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình. Nhà họ Tôn của tôi là minh hữu thương nghiệp của nhà họ Kim, nếu bị nhà họ Kim biết cậu ở chỗ tôi, cậu nói xem bọn họ sẽ như nào. Theo ông ta thấy, chỉ cần ông ta gọi người của nhà họ Kim tới, Vương Nhất không có một chút năng lực phản kháng. Vương Nhất cười đầy cổ quái, không lên tiếng. Hôm đó nhà họ Kim bị diệt môn, nhà họ Tôn vì Tôn Kiều bị hủy dung, là nhà rời đi sớm nhất, cho nên không biết tin nhà họ Kim bị diệt phong. Thấy Vương Nhất không lên tiếng, Tôn Chính Vũ còn tưởng anh sợ rồi, không khỏi càng cười mỉa, biết hối hận rồi ư. Muộn rồi, tôi bây giờ gọi điện cho nhà họ Kim, bảo bọn họ phái cao thủ tới. Vương Nhất không ngăn cản, để mặc Tôn Chính Vũ gọi điện. Gọi đi, ông có thể gọi một người của nhà họ Kim tới thì coi như tôi thua. Hừ, chết đến nơi rồi còn cứng mồm. Khóe miệng của Tôn Chính Vũ ẩn chứa nụ cười lạnh,
gọi một cuộc điện thoại. Tuy nhiên, âm thanh truyền tới là thông báo không ai nghe máy. Tôn Chính Vũ không chết tâm, lại gọi một số điện thoại khác. Vẫn không ai nghe máy. Kỳ lạ, tại sao đều không ai nghe máy? Tôn Chính Vũ mặt mày nghi hoặc, lẩm bẩm một mình, Vương Nhất và Lãnh Nhan lại nhìn ông ta như xem kịch. Phát giác ánh mắt của Vương Nhất, Tôn Chính Vũ dường như chịu phải kích thích, không chết lâm lại gọi mấy số điện thoại. Những số điện thoại này đều là công ty tập đoàn dưới trướng của nhà họ Kim, đều có quan lại thương nghiệp với nhà họ Tôn, nhưng vậy mà không gọi được. Lúc này, trên trán của Tôn Chính Vũ xuất hiện một chút mồ hôi, không nhịn được mà liếc nhìn Vương Nhất. Ánh mắt của anh lạnh lùng, trên mặt mang theo một loại mỉa mai khống chế toàn cục. Lại nhìn số điện thoại trong danh bạ, chỉ còn lại một số cuối cùng của tập đoàn Kim Thị, ông ta dằn lòng, ấn gọi. Giờ phút này, Tôn Chính Vũ vậy mà cảm nhận được áp lực cực lớn, mà loại áp lực này rốt cuộc đến từ đâu, ông ta cũng không biết. Alo. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối, truyền tới giọng nói lạnh nhạt của một người đàn ông. Tuy giọng nói vô cùng lạnh lùng, nhưng Tôn Chính Vũ vẫn có nghe ra tiên âm, áp lực trên người biến mất, vội nói, là Lăng Tổng sao? Ông là ai? Lăng Tổng không kiên nhẫn mà hỏi. Tôi là gia chủ của nhà họ Tôn, Tôn Chính Vũ, từng gặp ngài ở trong bữa tiệc của nhà họ Kim lần trước. Lăng Tổng này chỉ là một quản lý tầng trung của tập đoàn Kim Thị, nhưng Tôn Chính Vũ vẫn rất khách khí. Hết cách, ai kêu tập đoàn Kim Thị là tập đoàn có quy mô lớn nhất, nổi tiếng nhất của nhà họ Kim chứ? Có gì mau nói, chỗ tôi đang bận, không có rảnh tiếp ông. Tôn Chính Vũ kìm chế cơn giận trong lòng, nở nụ cười nói, là như này, Lăng Tổng, nhà họ Tôn xuất hiện một chút phiền phức, hy vọng ngài có thể tới đây một chuyến, nhà họ Tôn tôi nhất định có hậu tạ. Thật là phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được, chẳng trách nhà họ Tôn của ông chỉ có thể xếp ở vị trí tuyến 2. Lăng Tổng bật cười một tiếng thì cúp máy. Tuy bị xem thường, nhưng Tôn Chính Vũ vẫn nở nụ cười dữ tợn, nói với Vương Nhất, tôi đã gọi người của tập đoàn Kim Thị tới, cậu không được phép đi. Yên tâm, trước khi giải quyết xong việc, tôi sẽ không đi. Vương Nhất mỉm cười, vậy mà cùng với Lãnh Nhan chờ đợi. Rất nhanh, một chiếc xe Mercedes, ben màu đen dừng ở cổng của nhà họ Tôn, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi vào. Tôn Chính Vũ vừa nhìn thấy, lập tức đi tới, chỉ vào Vương Nhất nói, Lăng Tổng, chính là tên phế vật này tìm nhà họ Tôn tôi gây sự. Lăng Tổng đó nhìn qua, khi nhìn thấy Vương Nhất, lập tức bị dọa cho mất hết hồn vía, quay đầu lại, trầm giọng hỏi, ông chắc chắn là cậu ta sao? Chính là cậu ta, không sai. Tôn Chính Vũ nói chắc nịch. Bốp! Khi Tôn Chính Vũ thừa nhận, một cái tát của Lăng Tổng tát vào mặt ông ta, mở miệng mắng, mắt chó của ông mù rồi. Ngay cả cậu Vương cũng dám đắc tội, chủ tịch của chúng tôi đã đích thân căn dặn, nhìn thấy cậu Vương như nhìn thấy chính cô ấy. Hai câu nói mà Lăng Tổng nói, giống như sấm sét, nổ ầm bên tai của tất cả mọi người của nhà họ Tôn. Tôn Chính Vũ càng không dám tin mà trợn to mắt, Lăng. Lăng Tổng, ngài không nói đùa chứ? Nếu nói câu đầu tiên chỉ khiến ông ta sốc, vậy thì câu thứ hai, suýt nữa khiến mắt của ông ta tối sầm, ngất đi. Ai ngờ Vương Nhất có thù sâu như biển với nhà họ Kim, đặc biệt là chủ tịch của tập đoàn Kim Thị, Kim Thúy Như và Vương Nhất còn là kẻ địch trực tiếp. Nhưng bây giờ Lăng Tổng nói, nhìn thấy cậu Vương, giống như nhìn thấy chính Kim Thúy Như. Sao lại như vậy? Lăng Tổng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tôi cần thiết nói đùa với gia chủ của loại gia tộc tuyến 2 như ông sao? Câu nói này rất sỉ nhục người khác, nhưng Tôn Chính Vũ lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy. Túm chặt tay của Lăng Tổng, kích động nói, Lăng Tổng, ngài nhất định là nhầm lẫn rồi, chủ tịch Kim sao có thể nói ra lời như này. Tên phế vật này 5 năm trước ngang nhiên rời khỏi hôn lễ của cô Kim, gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng của cô Kim, tất cả người của nhà họ Kim đều muốn giết chết cậu ta, ngài sao còn bảo vệ cậu ta. Ông im miệng, thấy lão già này vậy mà nói ra xì căng đan 5 năm trước, Lăng Tổng cũng nổi giận, đẩy Tôn Chính Vũ ra. Thân phận của cậu Vương là cái mà loại nhân vật nhỏ như ông có thể hiểu được sao? Còn nữa, nếu còn phỏng đoán suy nghĩ của chủ tịch Kim thì đừng trách tôi không khách sáo. Sau đó, lại chạy tới trước mặt Vương Nhất, cúi người đầy trịnh trọng, cậu Vương, tôi bây giờ hủy bỏ tất cả hợp tác với nhà họ Tôn, cậu đừng tức giận. Khi nói lời này, giọng nói của Lăng Tổng mang theo chút run rẩy, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Giúp nhà họ Tôn đối phó cậu Vương.
đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, không cần mạng hay sao? Hôm đó ở trong bữa tiệc của nhà họ Kim, ông ta may mắn đi theo Trung Kim Thúy Như, chứng kiến sự diệt vong của nhà họ Kim. Đặc biệt là mấy chục chiếc xe bọc thép từ chân trời chạy tới, tròn một vạn chiến sĩ thiết huyết tay cầm súng ống, loại cảm giác chèn ép nghẹt thở khi bao vây chặt bọn họ đó, ông ta vẫn nhớ như in. Đứng lên đi. Vương Nhất cười lạnh nhạt, nói, tôi nhớ ông là người số 7 đếm từ trái đi theo sau Kim Thúy Như. Trí nhớ của anh rất tốt, vẻ ngoài của rất nhiều người chỉ cần liếc nhìn thì có thể nhớ được. Thấy Vương Nhất vậy mà nhớ mình, Lăng Tổng lập tức được sủng mà lo sợ, vẻ mặt kích động nói, phải, cậu Vương. Tôi không hy vọng chuyện ngày hôm nay có quá nhiều người biết, có thể làm được không? Vương Nhất nheo mắt, nói. Đương nhiên rồi. Lăng Tổng lập tức đáp một tiếng, quay đầu lạnh lùng nhìn sang tất cả mọi người của nhà họ Tôn. Chuyện ngày hôm nay, các người dám cả gan tiết lộ một chữ, tôi nhất định sẽ báo cáo thật với Chủ tịch Kim, thủ đoạn của cô chủ nhà tôi, các người biết rồi. Tất cả người của nhà họ Tôn đều rung mình, nếu Kim Thúy Như muốn diệt nhà họ Tôn sống không qua một đêm. Ngoài ra, nhà họ Kim đã chấm hết rồi. Lăng Tổng lại đanh giọng tuyên bố một tin quan trọng, nhà họ Kim này, không phải là nhà họ Kim đó, từ nay về sau, Thiên An chỉ có một nhà họ Kim, đó là một mình cô chủ của nhà tôi, một mình một hào môn. Tất cả mọi người của nhà họ Tôn biết được tin tức này, đều như bị sét đánh, giống như cả người đơ luôn, ngây ngốc nhìn Lăng Tổng. Tôn Chính Vũ hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống dưới đất, vẻ mặt đờ đẫn. Nhà họ Kim, diệt vong rồi sao? Trong đầu của tất cả mọi người cũng đều văng vẳng câu hỏi này. Không ai dám tin, hào môn lâu năm đứng đầu ở Thiên An, nhà họ Kim vậy mà bị tiêu diệt trong một đêm. Rốt cuộc là ai có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy? Không biết tại sao, trong lòng của tất cả mọi người của nhà họ Tôn đều có loại ảo giác, bắt đầu từ sự diệt vong của nhà họ Kim, bầu trời của Thiên An sắp thay đổi. Tất cả các thế lực đều phải tẩy lại. Cậu Vương, cô chủ còn nói, nếu người dưới trướng có ai nhìn thấy cậu Vương thì thay cô ấy chuyển một câu. Bỗng nhiên, Lăng Tổng lại nói. Ồ, lông mày của Vương Nhất nhướn lên, mỉm cười, cô ta nói gì? Cô chủ nói, tuy ân oán trước kia đã xóa bỏ, nhưng cô ấy và cậu vẫn không phải là bạn, ai mạnh ai yếu thì phải chờ xem. Lời của Lăng Tổng, tất cả mọi người của nhà họ Tôn đều nghe rõ ràng, sớm đã vô cùng sốc. Quan hệ thật sự của anh và Kim Thúy Như rốt cuộc là như nào? Vậy mà có thể được Kim Thúy Như đối đãi nghiêm túc như vậy? Vương Nhất không hề sợ, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên nở nụ cười xấu xa, ông cũng thay tôi chuyển lời cho cô ta, nói là, như này có tính là tương ái tương sát hay không? Nghe thấy lời này, tim của Lăng Tổng nảy lên, người của nhà họ Tôn cũng ngây ngốc. Đây là, trêu ghẹo sao? Trong Thiên An, không, là trong cả ba thành phố G. C, T, ai dám trêu ghẹo Kim Thúy Như chứ? Thiên hạ chỉ có một người là Vương Nhất. Được rồi, chúng tôi quay lại điểm ban đầu. Vương Nhất đi tới trước mặt Tôn Chính Vũ đã sốc tới mức ngây ngốc, lạnh nhạt nói, hai lựa chọn, thần phục, hoặc chết. Cảm nhận được sát khí nhàn nhạt, ánh mắt của Tôn Chính Vũ lúc này mới khôi phục ánh sáng, tôi chọn thần phục. Trên mặt của Vương Nhất lập tức nở nụ cười lạnh nhạt. Nhưng tôi có một điều kiện. Tôn Chính Vũ bỗng ngẩng đầu lên, tha cho những người khác của nhà họ Tôn chúng tôi, tất cả chuyện này đều là chủ ý của tôi. Lời của Tôn Chính Vũ ngược lại khiến Vương Nhất có một chút bất ngờ, sau đó lạnh nhạt nói, ông nên cảm thấy may mắn, con gái của tôi không sao, tôi cũng sẽ không quá làm khó ông. Khựng lại một chút, Vương Nhất tiếp tục nói, chỉ cần ông có thể bắt chước diễn động vật trong sở thú, chọc cho con gái của tôi cười, tất cả ân oán kết thúc lại đây. Vốn anh cho rằng Tôn Chính Vũ nhất định sẽ kịch liệt từ chối, không ngờ ông ta vậy mà không thèm nghĩ ngợi thì đồng ý, được. So với tương lai của nhà họ Tôn, ông ta diễn khỉ diễn ngựa thì tính là gì chứ? Bắt đầu đi, tôi bảo con gái của tôi đi ra. Nói rồi, Vương Nhất quay lại xe, Vương Tử Lam đang cầm đồ chơi chơi rất vui vẻ. Vương Nhất cười rồi nói, Tử Lam, ra ngoài xem động vật. Thật sao? Vương Tử Lam lập tức ném đồ chơi lại, vẻ mặt hớn hở hỏi. Đương nhiên là thật, ba có khi nào từng lừa con chưa? Vương Nhất bế Vương Tử Lam xuống, cô bé rõ ràng rất phấn khích, đôi mắt to chớp chớp nhìn phía trước. Tôn Chính Vũ đã bò ở trên đất, đi tới trước mặt Vương Tử Lam, nở nụ cười khô khốc,
cô bé, ông làm ngựa cho cháu cưỡi, có được không? Vương Tử Lam ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nhất, thấy ánh mắt đồng ý, vì vậy mở miệng đồng ý, được, cảm ơn ông. Nói xong, cô bé cẩn thận trèo lên lưng của Tôn Chính Vũ, sợ làm đau ông ta. Vương Tử Lam bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt có hơi tím xanh của Tôn Chính Vũ, không khỏi nghi hoặc hỏi, ông ơi, mặt của ông bị sao thế? Tôn Chính Vũ vội quay mặt lại, miễn cưỡng cười nói, ông không sao. Mới vừa nói xong, một bàn tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng xoa vết thương của ông ta. Ông ơi, còn đau không? Chỉ nghe thấy Vương Tử Lam hỏi bằng giọng non nớt, mẹ cháu nói, chỉ cần xoa như vậy thì không đau nữa. Tôn Chính Vũ hoàn toàn ngây ngốc. Cả người hơi run nhẹ, hai mắt đỏ ngầu. Nhất cử nhất động của cô bé đều đả động sâu sắc đến trái tim của ông ta, cô bé đáng thương lương thiện như vậy, ông ta vậy mà nhẫn tâm ra tay với cô bé, thật sự không bằng loài heo chó. Tôn Chính Vũ rơi vào trong cảm giác tự trách, một giọt nước mắt cũng từ trong mắt mà rơi xuống. Xin lỗi, cậu Vương, tôi xin lỗi cậu. Ông ta cõng Vương Tử Lam bò ở trong san, động tác trúc trắc, cực kỳ sỉ nhục. Nhưng ông ta lại cam tâm tình nguyện. Vương Tử Lam cũng cười khanh khách rất vui vẻ, đôi mắt của Vương Nhất sâu thẳm, lạnh nhạt gật đầu, quay đầu liếc nhìn Lăng Tổng. Lăng Tổng lập tức hiểu ý của Vương Nhất, bước tới trước mặt của Tôn Chính Vũ, ký tên ở đây đi, cậu Vương lên tiếng rồi, nhà họ Tôn của ông chính thức trở thành đối tác hợp tác của Kim Thị chúng tôi. Cả người của Tôn Chính Vũ rung lên, không có vui mừng, chỉ có sự cảm kích vô tận. Ông ta bỏ tới trước mặt Vương Nhất. Dập mạnh đầu một cái, cảm ơn cậu Vương đã thứ tội, về sau nhà họ Tôn tôi sẽ nghe theo cậu Vương mà làm việc. Vương Nhất lại lạnh lùng ném lại một câu, nhớ kỹ, đây là nể tình ông chọc con gái của tôi cười mới tha cho ông. Nói xong, anh bế Vương Tử Lam rời đi. Tôn Chính Vũ vẫn quỳ ở trong trang viên, mãi tới khi chiếc xe của Vương Nhất đi xa, lúc này mới đứng dậy, quay lại trong phòng. Trong tay của ông ta cầm bản hợp đồng của tập đoàn Kim Thị, cho tới lúc này. Ông ta mới hoàn hồn, người thanh niên này có lực lượng đáng sợ như nào. Ông ta rất rõ, đây không phải là trong họa được phúc gì cả, tất cả là sự thứ tội và ban ơn của Vương Nhất. Ba, con vừa rồi suýt nữa thì chết rồi, đều do tên khốn Vương Nhất đó hại, ba nhất định phải giúp con trả thù. Lúc này, Tôn Kiều mặt quấn băng gạc đi tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Bốp, vừa dứt lời, Tôn Chính Vũ đã tát một cái vào mặt của cô ta. Trong mắt vậy mà có một tia sát ý, im miệng cho ba, về sau nếu còn dám nói xấu cậu Vương một câu thì cút ra khỏi nhà họ Tôn cho ba. Lời này vừa dứt, Tôn Kiều lập tức trợn to mắt không dám tin, những người khác của nhà họ Tôn cũng nhìn nhau. Tôn Kiều là cô con gái mà Tôn Chính Vũ thương yêu nhất, vậy mà vì nói xấu kẻ thù một câu mà bị tát. Bốp một cái, Tôn Chính Vũ quăng hợp đồng của tập đoàn Kim Thị ở trên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Nhà họ Tôn chúng ta hôm nay vốn sẽ bị diệt vong, lại may mắn thoát được một kiếp, còn có được hợp tác của tập đoàn Kim Thị, tất cả đều nhờ sự nhân từ và khoan dung của cậu Vương. Mọi người lúc này mới ngộ ra, Tôn Kiều thì càng ngây ngốc tại chỗ. Truyền lệnh xuống, lấy 50% cổ phần của tất cả công ty dưới trướng tặng cho xí nghiệp ẩn long của nhà họ Lý. Tôn Chính Vũ biết Vương Nhất đến từ nhà họ Lý, bèn nói. Lời này vừa dứt, người của nhà họ Tôn càng kinh hãi hơn. 50% cổ phần của tất cả công ty dưới trướng nhà họ Tôn. Cái này tương đương tăng một nửa nhà họ Tôn cho nhà họ Lý. Đồng thời, điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ không còn là cổ đông lớn nhất của công ty dưới trướng. Mà tin tức này, rất nhanh được Vương Nhất biết. Ông ta đây là đang quy hàng tôi. Vương Nhất đứng ở trước cửa sổ sát sàn cực lớn của tầng cao nhất tòa nhà quốc tế, khẽ mỉm cười nói. Một nửa công phần của tất cả công ty dưới trướng nhà họ Tôn, Tôn Chính Vũ cũng đã dốc vốn. Người giàu nhất của Thiên An, Hồ Hoàng Việt cung kính đứng ở đằng sau, nói. Sau này, cố gắng nâng đỡ nhà họ Tôn. Được. Hồ Hoàng Việt hiểu, ông chủ lớn đây là đang bồi dưỡng thế lực của mình. Reng reng reng. Vào lúc này, điện thoại đổ chuông. Vương Nhất nhìn, vậy mà điện thoại của Lý Mộng Đình. Vương Nhất lập tức nhìn bọn họ. Hồ Hoàng Việt lập tức hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Vương Nhất lúc này mới nghe máy. Anh bây giờ đang ở đâu? Trong điện thoại, Lý Mộng Đình rất không kiên nhẫn mà hỏi. Tôi ở tòa nhà quốc tế. Lập tức đi xuống, theo tôi về nhà họ Lý một chuyến. Làm sao vậy?
Vương Nhất có hơi ngạc nhiên, trước đó không phải nói gì cũng không chịu để anh vào nhà họ Lý hay sao? Sao bây giờ lại dẫn anh trở về? Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau chóng đi xuống cho tôi. Nói xong, Lý Mộng Đình cúp máy. Chuyện góp từ trang cộng cộng Chùm Chu Yên, Việt Nam cộng cộng. Vương Nhất do dự một chút, nhưng vẫn đi xuống bãi đỗ xe ở dưới hầm. Một chiếc Ferrari 488 màu đỏ dừng ở trước mặt Vương Nhất, Lý Mộng Đình đeo kính râm, liếc nhìn anh, lên xe. Cô đổi xe rồi sao? Vương Nhất đánh giá chiếc xe tia chớp đỏ có giá trị hơn 9,12 tỷ này, kinh ngạc hỏi. Lý Mộng Đình liếc nhìn anh đầy khinh thường, anh hiểu cái gì, đây là quà mà vị hôn phu của tôi mua cho tôi. Vị hôn phu? Vương Nhất rất nhanh nhớ ra, là Văn Thái của nhà họ Văn. Đừng nhìn nữa, có nhìn nữa anh cũng không mua nổi loại siêu xe này. Lý Mộng Đình nhắc nhở nói, còn nữa, khi lên xe cẩn thận một chút, đừng làm bận đệm lót da thật của tôi. Làm hỏng anh đền nổi không? Vương Nhất không lên tiếng, ngồi vào. Lý Mộng Đình đạp ga, tia chớp màu đỏ lập tức chạy đi. Vù! Tuy nhiên, lái được nửa tiếng, lại có một chiếc tia chớp màu đỏ đuổi theo từ phía sau, tốc độ rất nhanh. Dọa cho Lý Mộng Đình trực tiếp đánh vô lăng, kết quả kỹ thuật lái xe không tốt, trượt bánh, suýt nữa đâm vào cột đèn giao thông ở bên đường. Mà chiếc xe tia chớp màu đỏ kia cũng dừng ở một bên. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt trong trẻo, đẹp như hồ ly tinh cùng một mái tóc xoăn sóng đầy gợi cảm, chỉ có điều ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Kỹ thuật lái xe không tốt thì đừng lái loại siêu xe này. Lại từ từ giơ một ngón giữa lên. Lái nhanh thì ghê gớm lắm à. Lý Mộng Đình trợn to mắt, mở miệng mắng, còn lái xe giống tôi. Vương Nhất lúc này nói, thật ra cô không cần tức giận như vậy, cô ta là chạy siêu xe cải tiến. Cô đương nhiên không bì được. Sao anh biết? Lý Mộng Đình nghi hoặc hỏi. Chỉ nghe Vương Nhất lạnh nhạt nói, tuy xe của cô ta cùng dòng xe với cô, nhưng cấu hình tốt hơn cô rất nhiều, khởi đầu đã nhanh hơn cô lấy gì so với người ta? Lý Mộng Đình kinh ngạc nhìn Vương Nhất, không ngờ tên phế vật này vậy mà hiểu những cái này. Có điều, những lời này cũng hoàn toàn chọc giận Lý Mộng Đình. Không dễ gì mới có một chiếc siêu xe như vậy. Lý Mộng Đình đương nhiên cũng rất đắc chí, những lời của Vương Nhất trực tiếp dội cho cô ta một chậu nước lạnh. Anh hiểu cái gì, lý luận suông. Lý Mộng Đình tức giận nói. Vương Nhất không phản bác, chỉ liếc nhìn cô ta, xuống xe. Lý Mộng Đình sững người, sau đó càng tức giận, đây là xe của tôi. Ý của tôi là cô không phải nói muốn tìm lại mặt mũi hay sao, tôi giúp cô vượt cô ta. Nghe vậy, ánh mắt của Lý Mộng Đình cũng trở nên kỳ quái. Anh biết lái xe sao? Biết một chút. Vì vậy, ánh mắt của Lý Mộng Đình lại trở lại sự khinh thường trước đó. Tôi bằng C2 bằng C3 đều là mắc điểm, cũng không thể vượt qua cô ta, càng đừng nói tới anh. Thử đi. Thấy Vương Nhất kiên trì như vậy, Lý Mộng Đình chần chừ một chút, đổi vị trí với Vương Nhất. Lý Mộng Đình vẫn không yên tâm mà nói, anh cẩn thận một chút, đây là xe mới của tôi, vị hôn phu của tôi tặng tôi, đâm rồi anh lấy gì đền? Thắt dây an toàn. Vương Nhất cắt ngang lời của cô ta, ánh mắt nhìn phía trước vô cùng sắc bén. Tại sao phải thắt dây an toàn, á? Lời của Lý Mộng Đình còn chưa nói hết, đèn đỏ đã chuyển xanh, Vương Nhất đạp ga, lập tức chiếc xe hóa thành một tia chớp màu đỏ, lao về phía trước. Lý Mộng Đình hét lên một tiếng, cơ thể theo quán tính dán chặt vào ghế ngồi, dư quang liếc nhìn bảng ga, lập tức bị dọa mất hồn vía. Bắt đầu đã 150 km/h. Con đường chật hẹp, chỉ có một chiếc xe tia chớp màu đen cua trái cua phải, vượt qua từng chiếc xe dẫn tới các xe hai bên lũ lượt tránh né. Sắp đâm rồi, sắp đâm rồi. Á! Lý Mộng Đình ngồi ở ghế lái phụ, kinh hãi hét lên, mấy lần trải nghiệm cái gì gọi là tốc độ sinh tử, mặt mày Vương Nhất lại rất bình tĩnh. Không bao lâu sau thì nhìn thấy chiếc Ferrari cùng dòng đó, vượt qua nó. Khi vượt qua, Vương Nhất hơi nghiêng mắt. Ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn cô ta. Thời gian dường như dừng vào lúc này, cô gái trong chiếc xe kia cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt rất sửng sốt. Bởi vì quá sốc, cô ta thậm chí đèn đỏ phía trước cũng không chú ý, suýt nữa lao qua. Sững sờ dõi theo Vương Nhất lái xe đi xa, cô gái ngổ ngáo bỗng nở nụ cười quyến rũ. Thú vị, thật là thú vị, người có thể vượt qua xe của mình, không dễ gặp được, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chiếc xe chạy ổn định lại,
chạy với tốc độ bình thường về nhà họ Lý. Lý Mộng Đình ngồi trên ghế lái phụ, tóc xóa ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí có mấy lần dạ dày cuộn trào, muốn ói ra. Nè! Vương Nhất đưa cho cô ta một chai nước. Nhìn ý tốt của Vương Nhất, Lý Mộng Đình cảm thấy cả người không tự nhiên, vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, cầm lấy, uống ửng ực. Uống hết cả một chai nước khoáng, Lý Mộng Đình mới thoải mái hơn một chút, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất tràn ngập sự kinh ngạc, kỹ thuật lái xe của anh sao lại tốt như vậy? Kỹ thuật lái xe vừa rồi, cho dù tham gia chuyên nghiệp cũng dư sức. May mắn mà thôi. Vương Nhất mỉm cười, nói, loại siêu xe như Ferrari này vốn không thích hợp lái ở trên đường chật hẹp, chỉ có những con đường rộng mới phát huy được tính năng của chúng, tôi có thể vượt qua cô ta, là vì cô ta bị đèn đỏ chặn rồi. Lý Mộng Đình không lên tiếng, chỉ dùng một loại ánh mắt quỷ dị đánh giá Vương Nhất, giống như ngày đầu tiên quen biết anh. Từ trước đến nay, cô ta đều cảm thấy Vương Nhất là một tên phế vật, thậm chí nhận thức này vào trước khi cô ta rời khỏi tòa nhà quốc tế, cũng cho rằng như vậy, nhưng lần đua xe này, khiến cô ta có chút thay đổi. Rất nhiều ý nghĩ vụt qua trong đầu của cô ta kinh ngạc phát hiện, rất nhiều chuyện trong quá khứ vậy mà đều có bóng dáng của Vương Nhất. Trùng hợp sao? Có lẽ ngay cả bản thân cô ta cũng không chú ý tới, Vương Nhất là phế vật, chuyện này đã quá nổi rồi. Này! Lý Mộng Đình bỗng lên tiếng, nhìn sang Vương Nhất, trước khi vào nhà họ Lý, anh tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Vương Nhất nghe vậy, lập tức sững người, tại sao phải chuẩn bị tâm lý? Ngày mai là đại thọ 70 của ông cụ Trần rồi, cháu ruột của ông ta, Trần Cảnh là chết trong tay anh. Thân sắc của Lý Mộng Đình vô cùng nghiêm nghị, nói, lần này gọi anh tới nhà họ Lý là để thương lượng nên giải thích chuyện này như nào. Hai mắt của Vương Nhất hơi nheo lại, lập tức hiểu được quan hệ lợi, hại trong đó. Nhà họ Châu và nhà họ Trần có quan hệ rất tốt, hai bên đều có ý kết hợp Trần Cảnh và Lý Mộng Đình. Kết quả hai người không ở bên nhau bao lâu thì Trần Cảnh bị Vương Nhất giết chết bằng một cái ngân châm. Tin này nhà họ Trần chưa biết, ngày mai là đại thọ 70 của ông cụ Trần, trong bữa tiệc mừng thọ, nhất định sẽ có người hỏi chuyện này, đến lúc đó phải trả lời như nào. Lý Mộng Đình nói là, thương lượng, thực tế lại là đem con bỏ chợ. Trong mắt Vương Nhất lập lòe hàn quang, khí thế trên người cũng trở nên mãnh liệt. Cô cũng nghĩ như vậy sao? Vương Nhất bỗng nhìn sang Lý Mộng Đình, hỏi. Ánh mắt của Lý Mộng Đình giãy giụa một cái, cuối cùng thần sắc trở nên quyết tuyệt. Xin lỗi, Vương Nhất, anh đừng trách tôi. Tôi sắp kết hôn rồi, nhà họ Lý, nhà họ Châu cũng có được ủng hộ của nhà họ Văn, phát triển nhanh chóng, không thể vì chuyện này mà rút lại, cho nên. Chỉ có thể hy sinh anh rồi. Lời của Lý Mộng Đình khiến Vương Nhất rơi vào trầm mặc, nhưng trên mặt anh không có bất kỳ vẻ đau lòng nào. Tuy vì nguyên nhân lập trường, hai người trở thành kẻ thù, nhưng trong lòng Vương Nhất vẫn nhớ quãng thời gian tươi đẹp lúc bé. Có lẽ là vì áy náy, Lý Mộng Đình lại vội vàng nói, có điều anh yên tâm, nếu nhà họ Trần thật sự muốn giết anh, tôi sẽ cầu xin thay cho anh. Không cần. Vương Nhất bình tĩnh cắt ngang lời của Lý Mộng Đình, tôi còn chưa tới mức cần cô tới cứu, cho dù các người giao tôi cho nhà họ Trần cũng phải có gan nhận mới được. Lời này nói cực kỳ ngông cuồng, Vương Nhất cũng sững sờ, miệng hơi há ra, nhưng một câu cũng không nói được. Khi nói chuyện, hai người đã tới nhà họ Lý. Trong đại sảnh kín người, người dòng chính của nhà họ Lý như Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa, Lý Sung chia ra ngồi ở hai bên, Lý Thiên Dương ngồi ở giữa, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất tràn ngập sự mất kiên nhẫn, nhưng vẫn hết cách. Chị hai, tên phế vật đó trở về rồi, bắt đầu đi. Nhìn thấy Vương Nhất về tới, Châu Mỹ Hòa lập tức nhìn sang Châu Mỹ Ngọc, nói. Mở miệng là phế vật, Vương Nhất cũng có ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không nói gì. Châu Mỹ Ngọc cũng lạnh nhạt liếc nhìn Vương Nhất, trực tiếp nói thẳng với anh, ngày mai là đại thọ 70 tuổi của ông cụ Trần, cậu đi cùng với chúng tôi. Nếu ông cụ Trần cái gì cũng không hỏi, tất cả bình an vô sự, nếu hỏi chuyện của Trần Cảnh thì cậu thừa nhận cậu ta là cậu giết. Không liên quan tới nhà họ Châu và nhà họ Lý chúng tôi, hiểu rồi chứ? Cơ thể của Vương Nhất đứng thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng. Trước khi tới, anh còn định một mình gánh vác, vậy thì bây giờ anh bỗng nhiên không định làm như vậy nữa. Kêu tôi gánh một mình, các người đừng hối hận, anh nhìn Châu Mỹ Ngọc với ánh mắt sắc bén, nói. Bị Vương Nhất nhìn, Châu Mỹ Ngọc giống như bị một con hung thú nhìn chằm chằm, dựng tóc gáy cả người.
đợi khi hoàn hồn lại thì lại thẹn quá hóa giận, cậu dám trừng mắt với tôi. Bà ta giống như một ả đàn bà đanh đá lao tới trước mặt Vương Nhất, hai tay chống eo, tức giận mắng, cậu tốt nhất cầu nguyện ngày mai ông cụ Trần đừng hỏi chuyện Trần Cảnh đã chết, nếu không với tính cách của ông cụ Trần, cậu tuyệt đối không sống được, đến lúc đó, nếu cậu liên lụy tới chúng tôi là người đầu tiên không tha cho cậu. Được rồi. Lý Thiên Dương quát lớn một tiếng, trừng mắt với Châu Mỹ Ngọc, nói, bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Trần vào ngày mai, nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ ra mặt thương lượng chuyện bồi thường với ông cụ Trần, nhưng muốn động vào Nhất, tôi không đồng ý. Nghe thấy lời nói đanh thép của Lý Thiên Dương, trong lòng Vương Nhất cũng chảy một dòng nước ấm. Châu Mỹ Ngọc ngây người, sau đó càng tức giận, chỉ vào Lý Thiên Dương mà mắng, ngày mai chúng ta là đại diện cho nhà họ Châu, ông muốn vì tên phế vật này đối địch với nhà họ Trần sao? Lý Thiên Dương trầm mặc một lúc, nói, cho dù Nhất đã giết Trần Cảnh, cũng là cậu ta tự tạo nghiệp, không thể sống, tôi tin ông cụ Trần không phải là loại người không phân rõ phải trái đúng sai. Vậy ông không hiểu ông cụ Trần rồi. Châu Mỹ Ngọc hai tay chống hông, nói với vẻ kỳ quái, lẽ nào không biết ông cụ Trần bảo thích bao che Nhất, nếu bị ông ta biết Trần Cảnh bị tên phế vật này giết, trở thành kẻ thù với nhà họ Châu là chuyện nhỏ, khiến tất cả chúng ta bồi táng cho cháu của ông ta cũng có khả năng. Trong mắt Vương Nhất cũng vụt qua một tia phong mang, ông cụ Trần này không phải loại tốt lành. Lý Thiên Dương trầm tư rất lâu, vẫn nghiến răng nói, Nhất làm nhiều cho nhà họ Lý như vậy, tôi không thể dương mắt nhìn nhà họ Trần ra tay với nó. Cậu ta từng làm gì cho nhà họ Lý chứ? Châu Mỹ Ngọc chỉ vào Vương Nhất tức giận nói, cái nó mang lại cho cái nhà này đều là tai họa. Nếu không có nó, nhà họ Lý nói không chừng đã bước lên gia tộc tuyến 2. Cần gì phải nhìn sắc mặt của người khác làm việc như này? Mẹ tương đương đây là mạng người đấy. Lý Mộng Đình cũng kéo lấy Châu Mỹ Ngọc, nói, nếu ông cụ Trần hỏi, chúng ta bồi thường ít tiền xin lỗi là được, không cần cứ phải tên phế vật đó thế mạng. Tuy cô ta căm hận chuyện không từ mà biệt trước kia của Vương Nhất, càng hận anh liên lụy với nhà họ Lý, nhưng cũng vẫn không đến mức muốn anh chết. Con gái, con bị làm sao vậy? Châu Mỹ Ngọc nhìn Lý Mộng Đình với vẻ mặt khó tin, nói, nếu không có ai đứng ra gánh tội, nhà họ Trần sẽ trở thành kẻ thù với chúng ta, chuyện này đối với chúng ta mà nói là đả kích to lớn. Lý Mộng Đình vẫn muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên cánh tay bị người ta kéo lại. Cô ta quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Nhất nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh, không cần cầu xin thay tôi cho dù nói với nhà họ Trần Trần Cảnh là tôi giết, bọn họ lại có thể làm gì được tôi chứ? Trong ánh mắt của Châu Mỹ Ngọc lóe ánh sáng, nói, đây là cậu nói, Trần Cảnh là cậu giết, không thể liên lụy chúng tôi. Trưa ngày mai, tôi tự sẽ tới nhà họ Trần. Vương Nhất nói xong thì sải bước rời khỏi nhà họ Lý. Lý Mộng Đình cắn răng, nhanh chóng lao ra, đuổi theo Vương Nhất, tức giận nói, anh điên rồi sao? Nhìn sự tức giận trên mặt Lý Mộng Đình, Vương Nhất đầu tiên thì sững người, sau đó cười hờ hững, cô đang lo lắng cho tôi à? Ai lo lắng cho anh chứ? Thấy đã lúc này rồi, Vương Nhất vậy mà vẫn đùa được, sự tức giận trên mặt Lý Mộng Đình càng nhiều, anh có biết anh sắp chết rồi không? Ông cụ Trần thích bao che Nhất, nếu mẹ tôi nói cái chết của Trần Cảnh tính lên đầu của anh sẽ bị đánh tới chết. Nghiêm trọng như vậy sao? Vương Nhất cố tỏ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Lý Mộng Đình từ trong túi lấy ra một tấm vé máy bay, đây là vé máy bay tôi giấu mẹ tôi mua từ rất sớm. Nhân lúc mẹ tôi còn chưa phát hiện, mau chóng chạy trốn. Vương Nhất không có cầm lấy, chỉ nhìn gương mặt của Lý Mộng Đình, bỗng mỉm cười, cô không hận tôi rồi sao? Tôi hận. Lý Mộng Đình nghiến răng nói, từ 5 năm trước anh trốn khỏi hôn lễ của nhà họ Kim, liên lụy nhà họ Lý thì tôi bắt đầu hận anh rồi. Có lẽ anh không phải là tên phế vật ăn nhờ ở đậu 5 năm trước, nhưng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Vương Nhất cũng hơi thay đổi. Cô chưa từng nghĩ, Văn Thái chỉ là đang lợi dụng cô sao? Không thể nào, anh ấy rất thích tôi. Lý Mộng Đình cố chấp lắc đầu, tiếp tục nói, tôi sắp kết hôn rồi, mọi chuyện đều quay về đúng hướng, tất cả thù hận không còn ý nghĩa nữa, mỗi người sống tốt, là kết quả tốt nhất. Nói đến đây, cô hít sâu một hơi, nói với Vương Nhất, vậy nên, anh mau trốn đi. Nghe thấy lời của Lý Mộng Đình, Vương Nhất cười không tiếng, nhận lấy tấm vé máy bay đó. Có điều, anh không có nhét vào trong túi, mà xé nó, xé vụn. Vô số mảnh dấu bay lên trời,
Vương Nhất mỉm cười với Lý Mộng Đình, cô quá coi thường tôi rồi, một nhà họ Trần còn con, tôi vẫn không để vào mắt. Nếu bọn họ không biết điều, diệt đi là được. Bỏ lại hai câu này, Vương Nhất xoay người, đi ra khỏi cửa lớn của nhà họ Lý. Ngày hôm nay, Lãnh Nhan lái xe, Vương Nhất vội vàng chạy tới Thượng Thành, vì vậy buổi trưa đúng giờ đến nhà họ Trần. Thượng Thần coi như là một nơi khá phồn hoa của thành phố Thiên An, cũng là một khu vực tập trung gia tộc tuyến một, trong đó có nhà họ Châu và nhà họ Trần khá nổi tiếng. Khác với gia tộc tuyến một loại mới tấn cấp như nhà họ Châu, nhà họ Trần từ rất lâu trước kia đã là gia tộc tuyến một lâu đời của Thiên An, chỉ là mãi không thể chen vào hàng ngũ hào môn. Lúc này đang giữa trưa, cổng của nhà họ Trần rất đông đúc, những chiếc xe sang đỗ kín, so sánh thì chiếc Magotan đó của Vương Nhất rõ ràng khiêm nhường nhiều rồi. Vương Nhất và Lãnh Nhan đi vào nhà lớn của nhà họ Trần, chỉ thấy trong trang viên rộng lớn, bày kín bàn tiệc, khách khứa đã tới gần đủ, đang vui vẻ nói chuyện. Thiếu chủ, gia chủ của nhà họ Trần, Trần Thiên Thành là một người sĩ diện, người càng già, càng chú trọng thể diện, sau 60 tuổi, bữa tiệc mừng thọ năm nào cũng sẽ gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc mời người của các gia tộc tới, cảnh tượng càng lớn càng tốt. Lãnh Nhan ở đằng sau nhỏ giọng nói. Vương Nhất trầm ngâm một lát, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, hy vọng ông ta đừng tự hủy đại thọ 70. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, bình ổn vượt qua bữa tiệc lần này, nhưng nếu Trần Thiên Thành muốn tìm anh gây phiền phức, vậy thì đừng trách anh. Phế vật, bên này. Đột nhiên, bên tai truyền tới một giọng nói chói tai. Vương Nhất nhìn về phía đó, chỉ thấy Trần Cảnh mặt mày khinh thường vẫy tay với anh. Một tiếng này của Trần Cảnh gọi rất lớn, lần này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều gia tộc ở đây. Lúc này, có người nhìn Vương Nhất với vẻ kinh ngạc, người này có hơi lạ mặt, là người của gia tộc nào? Chắc là người của nhà họ Châu. Mấy cậu chủ của gia tộc tuyến một đánh giá Vương Nhất, khẽ bàn luận. Ánh mắt của Lãnh Nhan trở lạnh, đang muốn lên tiếng, lại bị Vương Nhất ngăn lại, hai người ở trong những lời bàn tán, đi tới vị trí của nhà họ Châu rồi ngồi xuống. Lúc này, một thanh niên khoảng 25 tuổi đi tới, cười ha hả hỏi, gia chủ Châu, người này nếu là người của nhà họ Châu ông, tại sao không đi cùng với các ông, mà một mình đi tới, có phải là ở nhà họ Châu của các ông không được hoan nghênh không? Sắc mặt của Châu Chí Kiên có chút khó coi, nhưng vướng thể diện, vẫn thuận theo lời của bọn họ mà nói. Cậu Trần đoán không sai, cậu ta quả thật là một phế vật của một phân nhánh nhỏ của nhà họ Châu tôi, dẫn cậu ta tới, có chút mất mặt. Ồ, người thanh niên tên cậu Trần đó càng vui hơn, nhà họ Châu của các ông đâu có nhánh nhỏ gì chứ, dựa vào nhà họ Trần tôi mới miễn cưỡng bước vào gia tộc tuyến một mà thôi, theo tôi biết, phân nhánh nhỏ của các ông hình như chỉ có một nhà họ Lý nhỉ. Anh ta chỉ Vương Nhất, hỏi, anh là người của nhà họ Lý sao? Nhất thời, sắc mặt của đám người Châu Chí Kiên, Lý Thiên Dương và Trần Cảnh đều rất khó coi, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất càng tối sầm, giống như Vương Nhất làm bọn họ mất mặt vậy. Lý Mộng Đình nhíu mày, rất bất mãn với lời nói của người thanh niên này, anh là ai? Dựa vào đâu nói chúng tôi như vậy? Người của nhà họ Trần Lý Mộng Đình chỉ biết ông cụ Trần và Trần Cảnh, những người khác đều chưa từng gặp. Trên mặt cậu chủ của nhà họ Trần hiện ra một tia kiêu ngạo, nói, tôi tên là Trần Lân, là gia chủ đời tiếp theo mà ông nội chỉ định. Lời này vừa dứt, bàn của các cậu chủ kia đều bật cười, ánh mắt mỉa mai nhìn nhà họ Châu. Trong gia tộc tuyến một cũng có mạnh có yếu, thế lực thân cận với nhà họ Trần đương nhiên sẽ không yếu đi đâu được, so với loại gia tộc dựa vào quan hệ của nhà họ Trần mới leo lên được như nhà họ Châu, bọn họ hoàn toàn không để trong lòng. Khựng lại một chút, anh ta lại nhìn sang Vương Nhất, tôi nghe nói 5 năm trước, nhà họ Lý từng liên hôn với nhà họ Kim, một trong tứ đại hào môn, chỉ có điều chú rể bỏ trốn vào đêm tân hôn, chú rể đó không phải là anh chứ. Vương Nhất uống một ngụm trà. Lạnh nhạt nói, phải thì như nào? Anh thật sự bỏ trốn sao? Trần Lân thích thú nhìn Vương Nhất, nói đầy thâm ý. Vương Nhất để ly trà trong tay xuống, ánh mắt cuối cùng trở nên sâu thẳm, mà đám người Lý Thiên Dương, Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình cũng đều sững người, kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất. Liên hôn giữa anh và Kim Thúy Như, tất cả mọi người đều cho rằng Vương Nhất chạy trốn, lẽ nào đằng sau có ẩn tình gì sao? Tôi là từ kênh đặc biệt nghe được. Tối hôm đó, ở phía bến cảng Thiên An, có một nam một nữ bị bắt cóc. Trần Lân cười ha hả nói, đặc biệt là người phụ nữ kia, phải gọi là cực phẩm, cũng không biết bây giờ như nào rồi.
Cậu Trần, nếu cậu muốn biết, tôi ngược lại có thể nói cho cậu. Một cậu chủ ở cái bàn đó cười rồi nói, người phụ nữ bị bắt cóc đó tên Lý Khinh Hồng, bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, bây giờ đã là vợ của người ta rồi, ngay cả con cũng biết làm trò rồi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người của nhà họ Lý, nhà họ Châu đều ngây người, chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, 5 năm trước vậy mà còn gặp phải chuyện như này. Người đàn ông bị bắt cóc đó lại là ai? Không ai ngờ, sắc mặt của Vương Nhất đã trở nên vô cùng âm trầm, sâu trong đôi mắt tỏa ra sát ý cuồn cuộn. Có điều những cậu chủ đó không hề ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vẫn đang trêu đùa, cậu Trần lẽ nào thích loại phụ nữ như này sao? Không sai, tôi luôn cảm thấy chỉ có người phụ nữ trưởng thành mới gọi là phụ nữ. Trần Lân vậy mà thoải mái thừa nhận, sau đó lại như trách cứ mà nhìn sang cậu chủ nói ra tên của Lý Khinh Hồng, chuyện quan trọng như vậy, cậu sao không nói sớm cho tôi, nếu cậu nói sớm chút, bây giờ cô ấy đoán chắc là người phụ nữ của tôi rồi. Cậu Trần thứ tội. Cậu chủ đó cười khoái chí nói, nếu cậu Trần thích, gọi nữ chủ tịch đó tới là được rồi, mọi người cùng chơi, ha ha ha. Có thể nói cho tôi biết, các người từ đâu nghe được tin tức này không? Khi bọn họ đang nói chuyện sôi nổi, một tiếng cười dịu dàng truyền tới. Tiếng cười dừng lại, tất cả mọi người đều dừng mắt trên người Vương Nhất. Anh vẫn ngồi ở đó, trên mặt nở nụ cười, chỉ là loại nụ cười đó, lạnh thấu xương. Công tử ở bàn của Trần Lân vừa thấy là Vương Nhất, lập tức khinh thường nói, tên của nhân vật lớn kia là điều anh muốn biết thì có thể biết sao. Với lại, cho dù nói cho anh có thể làm gì? Chỉ có Lý Mộng Đình dường như nghĩ tới hình ảnh Trần Cảnh chết, cả người giật nảy mà run lên, vội nói, Vương Nhất, anh bình tĩnh, nơi này là nhà họ Trần. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Trong mắt Vương Nhất phụt qua một tia sát cơ lạnh lẽo, ngay sau đó, lời nói lạnh lùng từ từ vang lên. Nếu các người không muốn nói thì mãi mãi đừng nói nữa. Lãnh Nhan, lấy đi giọng nói của bọn họ. Được. Lãnh Nhan không hề quan tâm hôm nay là đại thọ 70 của gia chủ nhà họ Trần, bước lên một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức xuất hiện ở trước cậu chủ nói Lý Khinh Hồng bị bắt cóc kia. Tay lướt nhanh qua, trực tiếp thò vào trong miệng của cậu chủ đó, rất sâu rất chuẩn xác. Quẹ! Cậu chủ đó lập tức trợn to mắt, nôn khan một trận. Ánh mắt của Lãnh Nhan lạnh lẽo, tay dùng sức, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, thứ gì đó bị đứt rồi. Bụp! Trong miệng của cậu chủ đó lập tức trào ra máu tươi, ngã ra đất, hai tay dùng sức bịt miệng, biểu cảm vô cùng đau đớn. Tất cả mọi người đều biết anh ta muốn lớn tiếng hét lên, nhưng lại không phát ra được âm thanh. Lại nhìn Lãnh Nhan, chỉ thấy cô ta tùy ý ném thứ trong tay xuống đất. Mọi người lúc này mới biết vừa rồi là cái gì đứt. Là lưỡi. Hiện trường buổi tiệc rượu lặng ngắt như tờ, tất cả các khách mời tim đập dữ dội. Từ đầu đến khi kết thúc, chỉ trong vòng chưa đầy một giây, tên cậu ấm kia đã bị cắt lưỡi. Người sau nằm trên đất, mặt mày nhăn nhó, há hốc mồm không nói được lời nào. Đám Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Ngọc và Lý Thiên Dương đều kinh hoàng. Lãnh Nhan chỉ đánh nhau trước mặt bọn họ có một lần, đó là lần đánh nhau với vệ sĩ của Kim Thành Phong. So với thủ đoạn của ngày hôm nay thì quả thật khi đó quá nhẹ nhàng. Trần Lân cũng sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, mày thật to gan. Tiệc mừng thọ của ông nội tao sắp bắt đầu rồi, vậy mà mày lại dám sai vệ sĩ hành hung người khác. Miệng chó không thể mọc ra được ngà voi, các người không xứng được có được giọng nói. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, từ đầu đến cuối, sắc mặt Vương Nhất không chút thay đổi. Người tiếp theo. Vèo. Vừa dứt lời, bóng dáng Lãnh Nhan lại biến mất rồi xuất hiện trước mặt một tên cậu ấm khác. Phương thức giống y hệt lần trước. Bàn tay đút vào miệng anh ta rồi cắt đứt lưỡi anh ta. Thế là tên cậu ấm này cũng giống y người đầu tiên, cố sức mở miệng nhưng không nói được câu nào. Bọn họ rất đau đớn, nhưng không kêu ra được thành tiếng, thật đúng là một sự tra tấn. Mỗi khi bóng dáng Lãnh Nhan biến mất, một tên cậu ấm khác lại mất đi giọng nói, cuối cùng chỉ còn lại một mình Trần Lân ngồi ở cái bàn đó. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Trần Lân, Lãnh Nhan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh ta. Túm lấy cổ anh ta rồi nhấc lên cao. Tay kia dừng lại bên miệng anh ta, lạnh lùng hỏi, có nói không? Trần Lân khiếp sợ, ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ như máu của Lãnh Nhan, vội vàng nói, tôi nói. Tôi nói mà, là nhà họ Lương, tôi nghe được từ miệng của Lương Ý Hành nhà họ Lương.
nhà họ Lương, Lương Ý Hành. Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, một tia nguy hiểm xẹt qua mắt. Trần Lân nói tiếp, Lương Ý Hành, cậu chủ nhà họ Lương, tên hiệu là Tiên Đạt, nhà họ Trần tôi phục tùng nhà họ Lương, tôi nghe được tin tức này từ chỗ Lương Ý Hành, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Ánh mắt Vương Nhất đầy lạnh lùng, đá mạnh vào cằm Trần Lân, cút. Cú đá này khiến Trần Lân chật khớp quai hàm, hàm trên cũng bị gãy vài cái răng, máu chảy ròng ròng, nhưng cũng đỡ hơn so với việc bị cắt lưỡi như mấy tên cậu ấm kia. Trần Lân che miệng, vẻ mặt dữ tợn liếc Vương Nhất một cái rồi bước nhanh vào nhà họ Trần. Lấy đó làm gương nên không ai dám tới khiêu khích nhà họ Châu nữa, bầu không khí tại hiện trường cũng không còn thoải mái dễ chịu như trước mà trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Người nhà họ Châu đã quên sạch những chuyện Trần Lân đã kể vào 5 năm trước, bởi vì trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có một vấn đề, Vương Nhất đánh cậu ấm nhà họ Trần. Không chỉ có cậu ấm nhà họ Trần, mà 3-4 tên cậu ấm của các gia tộc lớn không kém nhà họ Trần cũng bị đánh. Đúng là tai họa của nhà họ Châu. Vương Nhất vẫn bình tĩnh, như thể đây chỉ là chuyện còn con. Đôi mắt Châu Mỹ Ngọc đỏ ngầu, hối hận vì đã đưa anh đến đây. Mày! Cái tên sao chổi này. Châu Mỹ Ngọc tức đến nỗi không nói ra hơi, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, bà ta chỉ vào mặt Vương Nhất mắng, chuyện tốt thì không làm, mà ngày nào cũng đi gây rắc rối cho tao. Mày có biết mày đã chọc phải ai rồi không hả? Mày muốn chết cũng đừng liên lụy đến nhà họ Châu bọn tao chứ. Vương Nhất liếc xéo Châu Mỹ Ngọc, giọng điệu hờ hững, tin Trần Cảnh chết sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tai nhà họ Trần thôi. Chuyện đến nước này không thể dừng lại được nữa rồi. Và lại thêm một Trần Lân nữa, kết quả cũng có gì khác nhau đâu. Mày, mày. Đôi mắt lạnh như băng của Vương Nhất dọa Châu Mỹ Ngọc suýt té ghế, sắc mặt tái nhợt. Tên khốn, nhà họ Châu xong đời rồi. Châu Chí Kiên cũng vừa sợ vừa tức, ra đầu tê dại. Nếu là trước kia, chỉ có một mình Trần Cảnh chết thì người nhà họ Trần chưa chắc sẽ trở mặt. Vậy thì bây giờ, bọn họ trả thù nhà họ Châu là chuyện chắc như định đóng cột. Mặc dù gần đây nhà họ Châu được nhà họ Văn đầu tư, nhưng vẫn không thể so được với nhà họ Trần. Thậm chí nếu để nhà họ Văn biết chuyện này, nói không chừng sẽ sợ bị liên lụy mà hủy hôn với Lý Mộng Đình. Nghĩ đến đây, người nhà họ Châu đều tái mặt. Đúng lúc này, cánh cửa nhà họ Trần từ từ mở ra, một khúc nhạc chúc mừng sinh nhật du dương vang lên, cũng là lúc báo trước buổi tiệc mừng thọ lần thứ 70 của ông cụ Trần chính thức được bắt đầu. Một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ trang phục thời đường màu đỏ chậm rãi bước ra, đó chính là gia chủ nhà họ Trần, tên Trần Thiên Thành. Ông ta không hề biết những chuyện đã xảy ra trước bữa tiệc mừng thọ, gương mặt hồng hào nhìn toàn bộ khán phòng, to giọng nói, cảm ơn các vị đã bỏ thời gian quý báu của mình đến đây tham dự bữa tiệc mừng thọ của tôi thật sự vô cùng cảm kích. Dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay như sấm, tiếp theo đó là khâu tặng quà. Lúc này Trần Lân cũng đã rửa mặt đi ra, lúc đi ngang qua bàn của nhà họ Châu, trong mắt bỗng chốc lóe lên sát ý nồng đậm. Nhưng anh ta cũng không nổi giận, bởi vì hôm nay là tiệc mừng thọ lần thứ 70 của ông nội, những chuyện khác đều là mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ông nội, đây là bức tranh cây thông chào mừng mà cháu dùng một số tiền rất lớn để nhờ bạn mời người vẽ đấy ạ. Trần Lân lấy ra một bức tranh phong cảnh núi non hùng vĩ, hào hứng nói, cháu chúc ông nội gặp thật nhiều may mắn. Nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống và sống lâu bên con cháu. Trần Thiên Thành nhận lấy bức tranh phong cảnh, quan sát tỉ mỉ rồi cười nói, ha ha, được lắm, núi hùng vĩ, mây bồng bềnh. Thực sự là một bức tranh cực phẩm, ông nội rất thích. Tất cả mọi người đều biết ông cụ Trần thích viết chữ và vẽ tranh, món quà này của Trần Lân quả thật rất vừa ý ông cụ Trần. Sau đó, người của các gia tộc lớn ở Thượng Thành cũng tới tặng quà sinh nhật. Mỗi món quà đều đắt sắc ra miếng nhưng đều bị ông cụ Trần lạnh nhạt bỏ qua một bên. Cảm ơn những món quà của các vị, bữa tiệc mừng thọ hôm nay, tôi hy vọng mọi người sẽ coi nhà họ Trần như là nhà của mình, ăn ngon, uống khỏe, vẹn toàn. Các gia tộc lớn cũng lần lượt đến nâng ly chúc mừng, ông cụ Trần cũng không từ chối, uống hết sạch. Hết bàn này đến bàn khác kính rượu, sắp tới sẽ đến lượt nhà họ Châu. Trái tim người nhà họ Châu đã vọt đến cổ họng. Nhà họ Diệp đến rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hét. Một thanh niên tuấn tú mang theo một đám người bước vào nhà họ Trần, chính là Diệp Kình Hiên. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất không đặt trên người Diệp Kình Hiên, mà là cô gái bên cạnh Diệp Kình Hiên. Mái tóc uốn gợn sóng tôn lên vẻ quyến rũ nữ tính,
đôi mắt đào hoa phóng điện khiến tất cả những người đàn ông có mặt tại đây đều như bị ma nhập, không thể không nhìn về phía cô ta. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ dài đến mắt cá chân, xẻ tà rất cao để lộ hai chân trắng nõn, cô ta mỉm cười quyến rũ rồng y như hồ ly tinh. Là cô ta. Vương Nhất nheo mắt, Lý Mộng Đình ngồi bên cạnh không nhịn được kêu thành tiếng, hai mắt trợn tròn. Cô gái với mái tóc gợn sóng và mặc chiếc váy đỏ này không ai khác chính là cô gái lái chiếc xe thể thao giống Lý Mộng Đình và giơ ngón tay giữa về phía họ. Vương Nhất chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Vóc dáng nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp, phải nói rằng kiểu phụ nữ này quả thực là mẫu hình lý tưởng mà tất cả đàn ông đều ao ước. Cô gái kia cũng nhận ra Vương Nhất và Lý Mộng Đình, nhưng lại xem nhẹ Lý Mộng Đình, đôi mắt đào hoa quyến rũ nhìn chằm chằm Vương Nhất, ánh mắt đong đưa, không chút che giấu hứng thú đối với anh. Thậm chí còn quay đầu đi và nói gì đó với Diệp Kình Hiên bên cạnh. Sau đó, Diệp Kình Hiên cũng nhìn sang, lúc nhìn thấy Vương Nhất, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ kính nể. Vương Nhất khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm Diệp Kình Hiên cùng cô gái kia. Anh cũng không ngạc nhiên vì Diệp Kình Hiên đến đây, bởi vì anh kêu anh ta tới, thứ anh quan tâm chính là mối quan hệ giữa Diệp Kình Hiên và cô gái kia. Cô gái kia như thể hiểu ra gì đó, đột nhiên bật cười. Sau đó cô ta duỗi ngón cái và ngón trỏ ra làm thành hình súng lục, bắn vào tim Vương Nhất. Đôi môi đỏ mọng hé mở, mấp máy gì đó. Vương Nhất biến sắc, anh đọc được khẩu hình của cô ta. Cô ta nói, bằng. Tin nhà họ Diệp đến cũng thu hút sự chú ý của nhà họ Trần, tất cả những gia tộc thân cận với nhà họ Trần đều thay đổi sắc mặt. Nhà họ Diệp và nhà họ Đồng thuộc cùng một gia tộc xã hội đen, mà nhà họ Trần lại coi thường xã hội đen nhất. Sắc mặt Trần Lân bỗng chốc trở nên u ám. Là gia chủ tiếp theo của gia tộc, anh ta muốn đóng vai trò dẫn đầu, thế là anh ta dẫn đầu đi về chỗ nhà họ Diệp. Diệp Kình Hiên, nhà họ Trần tôi không mời anh. Anh dám không mời mà tới ư? Kèm theo đó là tiếng quát to, bầu không khí không dễ gì mới được xoa dịu lại có xu hướng căng thẳng hơn. Hôm nay là tiệc mừng thọ lần thứ 70 của ông cụ Trần, tôi là bề dưới, cũng muốn thể hiện chút tâm ý, tại sao không thể đến? Diệp Kình Hiên vẫn không bị lay động, anh ta nhướng mày nhìn lướt qua Trần Lân, rõ ràng không coi Trần Lân ra gì. Thể hiện tâm ý. Trần Lân nhìn đám người đông đảo phía sau Diệp Kình Hiên. Cười khẩy, nếu muốn thể hiện tâm ý, thế tại sao lại mang theo nhiều người đến như vậy? Tôi thấy anh không phải muốn thể hiện tâm ý mà là muốn đánh nhau thì đúng hơn. Hoàn toàn trái ngược, ông cụ Trần là người đức cao vọng trọng ở Thiên An. Dù nhà họ Diệp chúng tôi là dân xã hội đen, nhưng chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ ông cụ Trần, và lại càng nhiều người thì càng có thành ý. Giọng nói quyến rũ tê dại vang lên, cô gái mặc váy đỏ đứng bên cạnh Diệp Kình Hiên cười khúc khích, điềm nhiên nói. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ, Trần Lân vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến tình huống bây giờ, anh ta cố kìm nén nội tâm sao động, trầm giọng hỏi, cô là ai? Trùm thế giới ngầm nổi danh ở Thiên An chỉ có nhà họ Diệp và nhà họ Đồng, nhưng nhà họ Diệp và nhà họ Đồng đều không có con gái. Hi hi, cô gái mặc váy đỏ mỉm cười quyến rũ, khoác lấy cánh tay Diệp Kình Hiên, trầm ngâm, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, sao có thể khiến anh Trần nhớ thương được cơ chứ? Hành động này khiến Trần Lân nhíu mày, thầm đoán chắc cô ta là người tình của Diệp Kình Hiên. Diệp Kình Hiên nhíu mày, anh ta muốn rút tay ra khỏi ngực cô gái mặc váy đỏ, nhưng cô ta lại trừng mắt nhìn anh ta rồi véo hông anh ta khiến anh ta đau đớn co giật. Vương Nhất nhìn thấy hết thảy, anh híp mắt đánh giá cô ta. Người phụ nữ này không đơn giản như bề ngoài. Mặc kệ thế nào thì nhà họ Diệp các người cũng là một phần tử nguy hiểm, không được phép vào. Trần Lân cũng không chịu nhượng bộ, trầm giọng nói. Lân, lúc này, Trần Thiên Thành mới trầm giọng đi tới, người tới đều là khách, không được thất lễ. Sau đó, ông ta đưa cho Diệp Kình Hiên một ly rượu, thằng cháu tôi tuổi trẻ háo thắng, nên có hơi lỗ máng, cậu Diệp đừng trách nó nhé. Tôi lấy trà thay rượu, kính cậu Diệp một ly, hy vọng cậu bỏ qua chuyện này. Vẫn là ông cụ Trần hiểu lý lẽ. Diệp Kình Hiên cười, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Thiên Thành liếc mắt nhìn Trần Lân, hét lớn, còn không mau chỉ chỗ ngồi cho ông chủ Diệp đi. Trần Lân trừng mắt nhìn Diệp Kình Hiên, nhưng không dám làm trái mệnh lệnh của ông nội. Anh ta đang định chỉ chỗ ngồi cho Diệp Kình Hiên đã từ chối, không cần đâu. Nói xong, anh ta đi về một hướng. Sắc mặt đám Châu Chí Kiên,
Châu Mỹ Ngọc và Châu Mỹ Hòa bỗng chốc thay đổi đáng kể, bọn họ vô cùng căng thẳng. Ông chủ Diệp, cậu. Châu Chí Kiên nhanh chóng đứng dậy tiếp đón, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Kình Hiên. Ông Châu, chúng ta ngồi cùng bàn được chứ, ông có ý kiến gì không? Diệp Kình Hiên bình thản hỏi. Nghe vậy, cả nhà họ Châu càng cảm thấy áp lực hơn, nhưng e dè thế lực của nhà họ Diệp nên không dám từ chối. Không, không có ý kiến. Diệp Kình Hiên cũng không phí lời, ngồi vào bàn. Anh Vương, tôi kính anh một ly. Anh ta cầm ly rượu lên, kính cẩn nói với Vương Nhất. Thái độ cung kính này khiến người nhà họ Châu sửng sốt, Châu Chí Kiên và Châu Mỹ Ngọc không dám tin nhìn Vương Nhất. Sao tên rác rưởi này lại quen biết gia chủ nhà họ Diệp nhỉ? Vương Nhất không nói gì, chỉ vui vẻ gật đầu cụng ly với Diệp Kình Hiên. Chỉ một hành động đơn giản này thôi cũng khiến Diệp Kình Hiên cảm thấy vui sướng, anh ta nhìn cô gái mặc váy đỏ, yên nhiên, đây là anh Vương, người mà anh từng nói với em đấy, mau kính anh ấy một ly đi. Cô gái mặc váy đỏ không hề cho anh ta chút mặt mũi, em không kính rượu đàn ông nhỏ mọn đâu. Đàn ông nhỏ mọn. Diệp Kình Hiên sợ tới mức đổ mồ hôi hột. Vương Nhất cũng cười khổ, hóa ra cô ta còn ghi thù chuyện mình vượt qua xe của cô ta sao? Sằng bậy. Diệp Kình Hiên định mắng, nhưng Vương Nhất đã xua tay, thuận miệng hỏi, thôi bỏ đi, cô ấy là người phụ nữ của anh hả? Vương Nhất cũng giống như hầu hết mọi người đều cảm thấy cô gái mặc váy đỏ này là người phụ nữ của Diệp Kình Hiên. Diệp Kình Hiên và cô gái mặc váy đỏ nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, cách xa nhau ra. Cô gái mặc váy đỏ trừng mắt nhìn Diệp Kình Hiên, như thể anh ta đang sàm sỡ mình. Anh Vương, anh hiểu lầm rồi. Diệp Kình Hiên cười khổ nói, con bé là em gái tôi, tên là Đồng Yên Nhiên. Nghe Diệp Kình Hiên nói vậy, vẻ mặt của cô gái mặc váy đỏ mới dịu đi một chút. Vương Nhất ngạc nhiên nhìn cô ta, lấy làm lạ hỏi, nếu cô ấy là em gái anh, tại sao anh họ Diệp mà cô ấy họ Đồng? Nhắc đến chuyện này, Diệp Kình Hiên và Đồng Yên Nhiên đều biến sắc, như thể có điều gì khó nói. Diệp Kình Hiên ngoảnh đầu nhìn cô ta, muốn hỏi ý cô ta. Đồng Yên Nhiên do dự một hồi, sau đó đột nhiên xua tay, anh muốn nói thì cứ nói đi, dù sao cũng không giấu được bao lâu. Diệp Kình Hiên nhìn Vương Nhất rồi thở dài nói, anh Vương, chuyện này nói ra rất dài dòng, còn nói một cách đơn giản thì tôi và Yên Nhiên đều là con của Đồng Kiệt. Vừa dứt lời, ánh mắt Vương Nhất lập tức thay đổi. Những người khác không hiểu ý câu này, nhưng anh lại hiểu. Đồng Kiệt thời trẻ rất phong lưu và có nhiều con riêng, nhưng chỉ có một cô con gái ruột. Mối quan hệ giữa cô con gái kia và Đồng Kiệt vô cùng căng thẳng, chẳng lẽ chính là cô gái này sao? Vương Nhất không hỏi nữa, thứ nhất đây là chuyện riêng tư của nhà người ta nên không tiện hỏi nhiều, thứ hai, ông cụ Trần đã tới đây rồi. Đám người Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Ngọc lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng cũng không trốn được, đành bất chấp đứng lên, chúc ông cụ Trần sống lâu trăm tuổi, gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn các vị. Ông cụ Trần cười to, uống cạn ly rượu trong ly mình. Nhưng sau khi uống xong, ông ta cũng không rời đi như trước mà vẫn đứng đó nhìn tất cả người nhà họ Châu. Trong đôi mắt tang thương có nghi ngờ, nhưng cũng mang theo khí thế mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói, lâu rồi tôi không gặp thằng Cảnh. Lúc trước tôi có giới thiệu thằng cháu trai tôi cho con bé Mộng Đình nhà các người, sao hôm nay không thấy nó đến? Hình như ông cụ Trần đã biết được gì đó, giọng nói trầm thấp mang theo tia sát khí nhàn nhạt. Người nhà họ Châu run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí còn nín thở chẳng dám thở mạnh. Nhà họ Trần không phải kẻ ngốc, đã lâu không có tin tức của Trần Cảnh, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa, căn bản là lành ít dữ nhiều. Vậy tại sao nhà họ Trần vẫn mở tiệc mời nhà họ Châu? Bởi vì họ không có bằng chứng cho thấy nhà họ Châu đã giết Trần Cảnh, ông cụ Trần muốn đích thân nghe người nhà họ Châu thú nhận tội ác. Đây là một cái bẫy, bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không giao. Ông ta nói không lớn lắm, vừa đủ để tất cả khách mời nghe thấy. Hiện trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ, mọi người đều ngửi thấy một trận máu tanh sắp ập đến. Vương Nhất nheo mắt, trong mắt xẹt qua tia sắc bén. Chuyện gì đến vẫn phải đến. Châu Chí Kiên lập tức nhìn Châu Mỹ Ngọc, giả vờ bình tĩnh nói, Mỹ Ngọc, con nói đi. Châu Chí Kiên suy nghĩ rất đơn giản. Châu Mỹ Ngọc đột nhiên bị đưa ra làm lá chắn nên rất hoảng sợ. Nhà họ Lý là một nhánh của nhà họ Châu,
lỡ như chuyện này thật sự vượt quá tầm tay, bọn họ sẽ vứt bỏ nhà họ Lý để bảo toàn thể diện cho nhà họ Châu. Bà ta nói năng lộn xộn, Trần Cảnh, cậu ấy, nó làm sao? Trần Thiên Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Châu Mỹ Ngọc, truy hỏi, gần đây tôi rất hay nghĩ về thằng bé, thậm chí còn gọi tên nó trong mơ, thế giới bên ngoài quá hỗn loạn, tôi sợ thằng bé sẽ bị người ác độc sắp tâm hãm hại. Bầu không khí tại hiện trường vô cùng ngột ngạt, không khí như đông cứng khiến người ta không thở nổi. Một số gia tộc khác còn đưa mọi người lùi lại vài bước, sợ vạ lây người vô tội. Diệp Kình Hiên và Đồng Yên Nhiên cũng nheo mắt nhìn Trần Thiên Thành, nhưng bọn họ không hề sợ hãi. Thấy bà ta vẫn không lên tiếng, Trần Thiên Thành lại đổi thành vẻ mặt buồn bã, mọi người cứ yên tâm, nhà họ Châu là đối tác làm ăn quan trọng của nhà họ Trần, nếu thằng Cảnh thật sự xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không trách tội các người đâu. Tôi chỉ thương cho đứa cháu trai của mình, dù nó sống hay chết, các người cũng phải cho tôi một câu trả lời chính xác. Trần Thiên Thành bật khóc, thậm chí còn khuỵu gối xuống đất, bộ dạng như đang rất nhớ nhung cháu trai mình. Người nhà họ Châu cũng cảm động trước bộ dạng này của ông cụ Trần, bọn họ do dự một lúc mới hỏi, ông cụ Trần, ông thật sự không trách tội chúng tôi đúng không? Trong mắt Trần Thiên Thành lóe lên một tia sát ý, vô cùng đau đớn nói, thật chứ, nói cho tôi biết cháu ngoan của tôi đã xảy ra chuyện gì đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đám Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa đưa mắt nhìn nhau, như thể hạ quyết tâm, không quan tâm đến lời can ngăn của Lý Thiên Dương và nói ra sự thật. Ông cụ Trần, xin ông nén bi thương, Trần Cảnh đã chết rồi. Gì cơ? Đồng tử Trần Thiên Thành co rút, ông ta hít một ngụm khí lạnh, lui về phía sau mấy bước, cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Ông nội! Trần Lân mang theo người nhà họ Trần vội vàng lao tới đỡ Trần Thiên Thành dậy, vuốt lưng ông ta để điều hòa nhịp thở. Cháu ngoan của tôi! Trần Thiên Thành kêu lên một tiếng thê lương, vẻ mặt bi thương lập tức biến thành sát khí ngập trời, ông ta nhìn chằm chằm người nhà họ Châu, tôi tốt bụng tác hợp thằng Cảnh và Lý Mộng Đình đến với nhau, nhưng các người lại lấy oán báo ơn, hại chết cháu trai của tôi. Hôm nay, không cần biết là nhà họ Châu hay nhà họ Lý, các người đều không thể sống sót rời khỏi đây, tôi muốn tất cả các người chôn cùng cháu trai tôi. Vừa dứt lời, người nhà họ Châu liền biến sắc. Châu Chí Kiên vội vàng chạy tới trước mặt Trần Thiên Thành, cầu xin, Thiên Thành, chuyện này không liên quan đến nhà họ Châu. Mỹ Ngọc đã lấy chồng rồi, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không thể lấy lại được. Ông muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt nhà họ Lý, không liên quan gì đến nhà họ Châu tôi hết. Liên quan đến sự tồn vong của nhà họ Châu, Châu Chí Kiên không thể nghĩ nhiều, lập tức bán con gái. Châu Mỹ Ngọc cũng tái mặt, quỳ xuống, ông cụ Trần, chuyện này cũng không liên quan đến nhà họ Lý, cả nhà họ Lý đều rất vui khi Mộng Đình và Trần Cảnh ở bên nhau. Là cái thằng rác rưởi này đã giết Trần Cảnh, ông muốn chém muốn giết thằng đó thế nào thì tùy ông, đừng đổ tội lên đầu nhà họ Lý. Châu Mỹ Ngọc đột nhiên xoay người lại, chỉ vào người Vương Nhất, vẻ mặt ác độc. Mẹ, đúng là Vương Nhất đã giết Trần Cảnh, nhưng là do anh ta muốn hại ba, có chết cũng đáng. Thấy Châu Mỹ Ngọc không chút do dự đẩy Vương Nhất ra gánh tội, Lý Mộng Đình cũng lo lắng. Cho dù cô ta có xấu xa cũng không đến mức muốn lấy mạng Vương Nhất. Lý Thiên Dương khó tin nhìn Châu Mỹ Ngọc, dù sao bà cũng là bề trên của thằng Nhất, sao bà có thể làm như vậy? Tôi làm gì sai chứ? Cậu ấy bị thằng kia giết thật mà, thằng kia chính là kẻ giết người. Vừa nói xong, Châu Mỹ Ngọc lại đi tới chỗ ông cụ Trần, chỉ vào Vương Nhất nói, ông cụ Trần, tôi và ông ở cùng một chiến tuyến, ông đừng tha cho thằng kia. Nghe Châu Mỹ Ngọc nói vậy, Lý Mộng Đình vội vàng xoay người lại, lo lắng nói với Vương Nhất, chạy đi, nhà họ Trần còn mạnh hơn nhà họ Châu nữa. Nhưng Vương Nhất vẫn bình tĩnh ngồi đó, vẻ mặt không chút sợ hãi, nhưng lúc nhìn Châu Mỹ Ngọc, trong đôi mắt đen láy xẹt qua tia lạnh lùng. Anh Vương, có cần tôi? Trong mắt Diệp Kình Hiên lóe lên một tia sắc bén, Vương Nhất xua tay, còn chưa tới lúc anh ra tay. Đồng Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Cô ta rất hiểu anh trai mình, anh ta là người ngông cuồng tự đại, vậy mà bây giờ lại cung kính với một người đàn ông khác như thế. Trần Thiên Thành cũng nhìn Vương Nhất, mặt đằng đằng sát khí, là cậu đã giết cháu trai tôi. Không sai. Vương Nhất không có một chút sợ hãi, giọng điệu hờ hững, anh ta muốn hại ba tôi, tâm địa hiểm ác. Tôi giết anh ta cũng là đạo lý hiển nhiên thôi.
cho dù cháu trai tôi có làm ra chuyện tày trời gì thì cũng không đến phiên một người ngoài như cậu xuống tay với nó. Trần Thiên Thành đằng đằng sát ý, đâu còn bộ dạng như sắp gần đất xa trời nữa đâu, để tôi nói cho cậu biết, đắc tội với nhà họ Trần sẽ có kết cục gì. Ông nội, còn một số chuyện ông vẫn chưa biết. Lúc này, Trần Lân cũng đi tới chỗ Trần Thiên Thành, chỉ vào Vương Nhất, lạnh lùng nói, vừa nãy trước khi bữa tiệc mừng thọ bắt đầu, anh ta đã dung túng cho vệ sĩ của mình rút lưỡi các cậu ấm của các gia tộc khác rồi còn xuống tay với cháu nữa. Cái gì? Trần Thiên Thành càng thêm phẫn nộ, cậu đã giết một đứa cháu trai của tôi, bây giờ còn muốn xuống tay với đứa khác nữa sao? Đối mặt với cơn phẫn nộ của Trần Thiên Thành, Vương Nhất chỉ thở dài, vốn dĩ mọi người đều có thể bình an vô sự, tôi cũng sẽ không xuống tay với nhà họ Trần, nhưng bây giờ xem ra không thể rồi, là ông ép tôi đấy nhé. Càn rỡ. Vương Nhất chỉ đang nói sự thật, nhưng Trần Thiên Thành lại giận tím mặt, cậu cho rằng hôm nay cậu có thể sống sót bước ra khỏi nhà họ Trần. Nói rồi, ông ta phất tay, đột nhiên hàng chục cao thủ của nhà họ Trần từ mọi hướng lao đến và bao vây nơi này. Ngoài ra còn có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm anh, gò má cao, thái dương nổi đầy gân xanh, cơ thể cường tráng và khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Tôi biết vệ sĩ của cậu rất mạnh, nhưng cậu có chắc tay không có thể đấu lại súng không? Ông cụ Trần hung dữ nói. Hơn nữa các cao thủ hàng đầu của nhà họ Trần đã trấn giữ bên ngoài. Hôm nay cậu có mọc cánh cũng khó thoát. Nhìn trận chiến này, rất nhiều gia tộc đều sợ run lẩy bẩy, nhưng Vương Nhất mặt không đổi sắc, thậm chí còn hơi nhếch miệng. Chỉ vậy thôi. Hàng chục người cầm súng ống đồng loạt chĩa súng vào đầu Vương Nhất, còn có một cường giả top đầu đang chờ thời cơ để hành động. Đội hình này là toàn bộ vệ sĩ tuyến đầu của gia tộc. Thế nhưng Vương Nhất chỉ mỉm cười, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy Vương Nhất bị điên rồi. Các vị thân mến, phát sinh biến cố, chuyện vui thành chuyện buồn, tôi thành thật xin lỗi. Đột nhiên, Trần Thiên Thành quay người lại nhìn tất cả các gia tộc đến tham gia tiệc mừng thọ, ông ta cúi đầu, ngày khác tôi nhất định sẽ đích thân tới nhà thăm hỏi. Hôm nay xin mời các vị về trước. Không sao đâu. Sức khỏe ông cụ Trần quan trọng hơn, không nên vì loại người này mà hủy hoại sức khỏe. Nếu ông cần chúng tôi giúp gì thì cứ nói nhé. Người của các gia tộc khác lần lượt rời đi, không lâu sau, nhà họ Trần trở nên vắng tanh, chỉ còn vệ sĩ của nhà họ Trần, người nhà họ Châu và nhà họ Diệp, bầu không khí vô cùng một ngạt. Trần Thiên Thành nhìn Diệp Kình Hiên, nheo mắt đầy nguy hiểm, ông chủ Diệp không đi sao? Diệp Kình Hiên nhấp một ngụm rượu, cười kha kha nói, ông cụ Trần không cần để ý đến chúng tôi, cứ coi chúng tôi như không khí là được. Câu nói này cũng cho thấy lập trường của nhà họ Diệp, sắc mặt Trần Thiên Thành càng thêm u ám. Nhưng nghĩ đến sự cường thịnh của nhà họ Diệp, Trần Thiên Thành cũng không nói gì nữa, ông ta khịt mũi, nhìn người nhà họ Châu bằng ánh mắt u ám. Xem ra nhà họ Châu các người quyết tâm muốn kết thù với nhà họ Trần rồi. Không dám. Châu Chí Kiên sợ tới mức không dám thở mạnh, vội vàng đẩy Châu Mỹ Ngọc ra, là nhà các người gây sự mà, mau nghĩ biện pháp giải quyết đi. Châu Mỹ Ngọc cũng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, bà ta nổi giận nhìn Vương Nhất, thằng khốn, mau quỳ xuống xin lỗi ông cụ Trần mau lên. Vương Nhất lạnh lùng không lên tiếng, anh không có hứng thú nói chuyện với Châu Mỹ Ngọc. Lý Thiên Dương mồ hôi nhễ nhại kéo tay Châu Mỹ Ngọc qua, mắng, đủ rồi, đừng làm loạn nữa cái bà điên này. Bà đã quên Trần Cảnh đã làm gì rồi sao? Mẹ, lần này con đứng về phía ba. Lý Mộng Đình cũng bình tĩnh lên tiếng, dù cho có rất nhiều họng súng đang chĩa vào người, dọa cô ta sợ tái mặt. Trần Cảnh muốn giết ba con mắt mù mới ở bên anh ta, hơn nữa nhà họ Trần cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Không có thứ gì trên đời này cho không cả, tại sao nhà họ Trần lại giúp nhà họ Châu, là vì để sau này thôn tính nhà họ Châu dễ hơn. Ông ngoại. Đạo lý đơn giản như vậy mà ông không hiểu sao? Cả nhà họ Châu đều rơi vào trầm tư, đặc biệt là Châu Chí Kiên, sắc mặt ông ta lúc trắng lúc đỏ. Là gia chủ nhà họ Châu, tất nhiên ông ta biết điều này, lợn cần phải được vỗ béo trước khi bị giết thịt, cho nên nhà họ Trần mới không ngừng đầu tư vào nhà họ Châu. Nhưng không phải nhà họ Châu cũng đang lợi dụng sức ảnh hưởng của nhà họ Trần để khiến mình lớn mạnh hơn sao? Nói trắng ra, mối quan hệ giữa hai nhà là lợi dụng lẫn nhau, nhưng bây giờ nhà họ Trần và nhà họ Châu có cấu xé nhau hay không, còn tùy thuộc vào cách lựa chọn của Châu Chí Kiên. Ông ta trầm tư hồi lâu,
hít sâu một hơi nói, Mộng Đình, ông ngoại hiểu ý cháu nói, nhưng bây giờ là giai đoạn phát triển nhanh chóng nhất, nhà họ Châu không thể không có nhà họ Trần. Ông ta nói xong, đồng tử Lý Mộng Đình hơi co rút, Trần Thiên Thành cũng cười khẩy, ông Châu, xem ra tôi không nhìn lầm ông, cái chết của cháu trai tôi có thể không tính trên đầu nhà họ Châu các người, nhưng nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Ông ta nói xong thì lạnh lùng nhìn Vương Nhất, nói tiếp, người này, tôi sẽ đánh gãy tay chân cậu ta, chuyện giết cậu ta sẽ giao lại cho nhà họ Châu các người, để cho tôi thấy thành ý của nhà họ Châu. Được. Châu Chí Kiên gật đầu đồng ý không chút do dự. Lý Mộng Đình và Lý Thiên Dương lập tức nhìn Vương Nhất, thúc giục, anh chạy đi, nhà họ Trần và nhà họ Châu cùng nhau đối phó với anh sẽ không có cơ hội thắng đâu. Sự thay đổi trong thái độ của Lý Mộng Đình cũng khiến Vương Nhất hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, anh lại cười nhẹ, bước đến chỗ Lý Mộng Đình, hờ hững nói, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng hôm nay tôi sẽ đứng đây, để xem ai có thể chạm vào tôi. Lời lẽ cực kỳ kiêu ngạo khiến Lý Mộng Đình khẽ run rẩy, cô ta nhớ đến những chuyện năm xưa, hình như Vương Nhất chưa từng lùi bước. Lúc này, Lãnh Nhan mới chậm rãi bước tới, Diệp Kình Hiên cũng đốt một điếu thuốc, im lặng hút thuốc. Ha ha ha! Người nhà họ Trần mỉm cười khinh thường. Trần Lân vừa cười vừa bước tới chỉ vào mặt Vương Nhất, mày tưởng tao sẽ e dè mày như vừa nãy hả? Trước mặt nhà họ Trần tao, mày chả là cái thá gì cả. Trần Thiên Thành cũng nhìn Châu Chí Kiên, các người trở về trước đi, tôi sẽ đưa cậu ta về nhà họ Châu sau, ngày mai hãy mang đầu cậu ta đến gặp tôi. Chỉ có Trần Lân biết tại sao ông nội lại làm như vậy, hôm nay là tiệc mừng thọ lần thứ 70 của ông nội, khó giết người, nên mới bảo nhà họ Châu làm. Châu Chí Kiên buộc phải rời khỏi nhà họ Trần, trước khi đi còn liên tục cảm ơn ông ta, cảm ơn ông Trần đã tha thứ, cảm ơn ông Trần đã tha thứ. Cút. Châu Chí Kiên vội vàng mang theo người nhà họ Châu rời đi, Châu Mỹ Ngọc kéo tay Lý Mộng Đình, được rồi, mau đi thôi. Nhưng mà còn Vương Nhất, anh ta. Mặc kệ thằng đó đi, hôm nay nó nhất định sẽ chết. Lý Mộng Đình đi vài bước lại ngoảnh đầu lại nhìn Vương Nhất, Châu Mỹ Ngọc vội vàng kéo cô ta đi. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất cũng không lên tiếng ngăn cản, đối với anh mà nói, mọi người rời đi mới là chuyện tốt. Được rồi, có muốn chăn trối gì không? Trần Thiên Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhất. Vương Nhất nở một nụ cười kỳ quái, giọng điệu hờ hững, tôi nói, ông tự tin sẽ giết được tôi đến thế hả? Vương Nhất, đừng tưởng tao không biết mày lấy tự tin ở đâu. Trần Lân đột nhiên tiến lên một bước, to tiếng, mày là người đã lên giường với Lý Khinh Hồng vào 5 năm trước, tất cả những gì mày có được bây giờ đều là nhờ Lý Khinh Hồng ban cho. Không có cô ta, mày chẳng là cái thá gì cả. Nói xong, ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Diệp Kình Hiên kinh hãi, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn sửng sốt trước tin tức này. Vợ của anh Vương, là chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh. Đồng Yên Nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó, hai anh em nhìn nhau và đạt được sự đồng thuận. Sát ý trong mắt lóe lên rồi biến mất, Vương Nhất cười, anh biết được tin này thì thế nào, anh cũng không thể nói cho người khác. Sắp chết rồi còn ngoan cố. Trần Lân nổi giận, sau đó nhìn Trần Thiên Thành, ông nội, cho vệ sĩ bắn xuyên qua tay chân anh ta, đừng giết anh ta, cháu muốn anh ta trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Trần Thiên Thành cũng không nhiều lời, phất tay, bắn. Pằng pằng pằng. Ngay sau đó, toàn bộ nhà họ Trần ngập trong tiếng súng chói tai. Ha 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 ha. Trần Lân không nhịn được cười, mày chỉ là một tên ăn bám, lấy gì đấu. Anh mở to mắt nhìn ra đằng sau đi. Giọng nói hờ hững truyền đến, nụ cười của anh ta cũng vụt tắt, nhìn ra rẻ Vương Nhất vẫn nguyên vẹn không chút sức mẻ, sắc mặt bỗng thay đổi, sao mày không bị gì. Như thể cảm nhận được điều gì đó, Trần Lân, Trần Thiên Thành và tất cả người nhà họ Trần đều vô thức ngoảnh đầu lại, đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng thảm thiết.